Chương 684, bước rắn khỏi hang. Đương nhiên, việc này anh phải xử lý thích đáng, Mộc Cương đã ở sở tỉnh nhiều năm, hẳn là có một số bạn bè, tìm được một người bạn nào của cậu ta là tốt nhất, nếu cậu lộ chút dấu vết của chuyện này vào tai cậu ta, sẽ buộc đám Hứa Thông nghĩ biện pháp đưa Bỉ Cổ đi, chúng ta cũng có cách để làm việc. Hay, đúng là diệu kế, cách của Bí Thư Mã rất hay. Lý Sương Hải cũng nịnh bợ một chút, làm cho Mã Quốc Chính tương đối thoải mái. Nhưng mà Bí Thư Mã, tôi thấy để bọn Hứa Thông biết, hay là đừng để bọn họ biết, đi đường vòng giấy tâm lý sợ hãi của Tào Hồng, từ đó cậu ta sẽ thúc giục đám Hứa Thông đi đón người về không phải càng tốt hơn à? Lý Sương Hải đưa ra đề nghị của bản thân. Làm cho Tào Hồng sợ hãi phải thúc giục bọn chúng đi đón người, ừ. Cách này hình như hay hơn. Mã Quốc Chính nghiền ngẫm một chút, nói. Cứ quyết định vậy đi, làm cho Tào Hồng có cảm giác Bỉ Cổ là gánh nặng. Nếu không tiễn đi sẽ hập phải chuyện rắc rối thì càng tốt. Chuyện này cứ để tôi xử lý, dùng cây dọa khỉ, ha ha, vẻ mặt Lý Sương Hải tự tin, đã ở sở tỉnh nhiều năm rồi, ở quân khu tỉnh ủy thực ra cũng quen một số người. Nhưng cậu cũng phải chú ý, Hứa Thông và Bỉ Cổ chưa xuất hiện cùng nhau thì tuyệt đối không được động thủ, cá lớn không bắt, bắt mấy con cá nhỏ thì có ý nghĩa gì. Mã Quốc Chính ngẫm nghĩ, cảm thấy lo lắng, nên nghiêm túc nói. Phương Viên, cậu nói xem, Lý Sương Hải gạt chúng ta là vì cái gì? Diệp Phàm hỏi trong điện thoại. Vì cái gì, cuối cùng là vì cái gì? Anh ta chắc chắn là có dự định của mình. Thông thường mà nói, Lý Sương Hải phát hiện Bỉ Cổ trong nhà Tào Chính Đức ở quân khu tỉnh, nên bắt Bỉ Cổ về mới đúng. Nhưng, có lẽ chức vị của Tào Chính Đức làm cho Lý Sương Hải không cách nào ra tay được. Tốt xấu gì người ta cũng là phó tư lệnh, đường đường là đại tá. Và, bên quân đội nếu người ta thấy người của mình với ai đó tranh cãi thì sẽ có tư tưởng bao che khuyết điểm người của mình một cách nghiêm trọng. Lý Sương Hải dùng cách nào để bắt được Bỉ Cổ đây? Như vậy thì sẽ có chuyện phiền phức, nhưng, Lý Sương Hải đã ở sở tỉnh nhiều năm như vậy, hẳn là có cách của mình. Từ chuyện anh ta có thể kiếm được giấy thông hành để đi vào thì có thể thấy được một điểm. Đó là trong chuyện này có chút kỳ lạ, với khả năng của Lý Sương Hải mà có thể kiếm được giấy thông hành sao? Phương Viên nói suy nghĩ của mình. Lý Sương Hải không thể kiếm được giấy thông hành, chứng tỏ tờ giấy thông hành đặc biệt của quân khu tỉnh ủy cũng không dễ kiếm. Vậy tờ giấy thông hành đó là ai cho anh ta, chẳng lẽ lại là lãnh đạo cấp trên của anh ta? Cấp trên của anh ta chính là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tỉnh kiêm giám đốc sở tỉnh Mã Quốc Chính. Việc đó không ngờ lại phức tạp như vậy, không ngờ còn dính dáng đến ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Không phải chỉ là một vụ ẩu đả nhỏ sao? Lẽ nào Mã Quốc Chính thật sự chú ý đến chuyện này à? Diệp Phàm bị làm cho hồ đồ, có chút không tin vào phân tích của chính mình. Diệp tiên sinh, chuyện này nói không chừng thực sự phức tạp. Nếu Mã Quốc Chính thực sự chú ý đến chuyện này, có thể giải thích rõ tại sao Lý Sương Hải lại không nói thật với anh. Phương Viên đã làm rất lâu ở tổ đặc nhiệm A phân cục Hong Kong, cho nên đối với những chuyện đấu đá trong chốn quan trường thì hiểu rõ hơn so với Diệp Phàm. Anh nói Lý Sương Hải cũng chỉ là một con rối. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, cán bộ cấp bậc như Lý Sương Hải là hy vọng xa với của mình, ngay cả anh ta mà cũng chỉ là một quân cờ thế thì chuyện của bản thân mình nói không chừng thực sự đã rơi vào trong đấu đá tầng cao của tỉnh thật rồi. Diệp Phàm đột nhiên nhớ đến lời nói của Thiết Chiêm Hùng nói với mình khi về lấy thuốc khoảng thời gian trước, lúc đó cũng có nói một chút về những vướng mắc của những nhân vật tầng cao của tỉnh Nam Phúc. Trong lòng thầm giật mình. Lập tức nói với Phương Viên. Không phải lần này Mã Quốc Chính lại muốn mượn tay tôi để loại trừ ai hoặc gõ ai đó chứ? Mã Quốc Chính gõ ai? Tôi không thấy được, không chừng là người đứng đằng sau Mã Quốc Chính muốn gõ ai đó. Lần trước tôi cũng có nghe Diệp tiên sinh nói qua, nói là Lý Sương Hải mượn tay anh để tiếp nhận vị trí của nguyên chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thành phố Đặng Kiến Quân. Đặng Kiến Quân nghe nói trước nay là một trong ông thiện ông ác của nhân vật số một thành phố Hứa Vạn Sơn. Lý Sương Hải muốn động vào Đặng Kiến Quân chắc chắn là chưa đủ sức, nhân vật có thể chống đỡ được Hứa Vạn Sơn át hẳn là ngay cả ủy viên thường vụ Mã Quốc Chính này cũng chưa có được hiệu quả vững chắc. Át hẳn chính là ông chủ đứng đằng sau Mã Quốc Chính muốn gõ Hứa Vạn Sơn. Mà ông chủ đứng sau Mã Quốc Chính, hoặc có thể nói là đồng minh có cấp bậc cao hơn hẳn ông ta. Chắc chắn là không phải chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm rồi, vì quan hệ của ông ấy với Hứa Vạn Sơn rất thân thiết.
vậy phỏng chừng là nhân vật số một Nam Phúc chúng ta Quách Phát Dương, hoặc bí thư đảng quần chúng Cố Phong Sơn. Nhưng hình như không phải Cố Phong Sơn, dù sao Cố Phong Sơn cũng mới được điều đến không lâu, ngay căn cơ của ông ta còn chưa ổn định thì sao mà có thể kiếm chuyện đi gõ ai đó chứ? Thế không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Suy đoán từ các phương diện tình huống, hẳn là bí thư Quách. Diệp Thiên Sinh, không phải là bí thư Quách muốn mượn chuyện bì cổ lần này có dính dáng đến Hứa Thông, để rồi sau đó dùng chuyện này để gõ Hứa Vạn Sơn chứ? Mà người chấp hành chuyện này đó là Mã Quốc Chính, lính hầu đương nhiên là Lý Sương Hải. Diệp Thiên Sinh, có câu không biết nên nói hay không thì đừng nói đúng không nào? Phân tích một sọt lớn. Phương Viên đột nhiên lại lo lắng. Có gì nói thẳng đi, chúng ta có gì mà phải bận tâm chứ? Diệp Phàm nói. Tôi cảm thấy chúng ta không nên cuốn vào trong đó, dù sao lực lượng của chúng ta quá yếu, nói là lấy trứng chọi với đá cũng không quá. Chu Thế Lâm và Quách Phát Dương đánh nhau, bất kể chưa bên nào giành thắng lợi, nhưng ắt hẳn sẽ ghi hận những ai làm quân tiên phong tương trợ cho bên kia giành thắng lợi. Mà chúng ta rất có khả năng trong lúc vô ý sẽ bị bọn họ lợi dụng. Nếu bị Chu Thế Lâm, hoặc cho dù không phải hắn, hoặc là Hứa Vạn Sơn ghi hận thì chúng ta cũng không chịu nổi. Cho nên, tôi thấy chuyện này chỉ cần xuống tay với nhân vật nhỏ số một là được rồi, Hứa Thông này nếu có thể làm y bị thương chút lông da cũng được. Có câu, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Tôi tin, dựa vào năng lượng của Diệp Tiên Sinh, đến thời điểm chúng ta chắc hẳn sẽ đòi được món nợ ngày hôm nay xem như cũng không muộn đúng không? Phương Viên đưa chủ ý. Nhân vật nhỏ số một, vậy chính là Mâu Cương rồi. Ừ, tạm thời bỏ qua Hứa Thông, tôi nghĩ, Lý Sương Hải chắc hẳn có ý định bức rắn ra khỏi hang, chúng ta cứ yên lặng quan sát trước, xem cuối cùng bì cổ rơi vào tay ai. Nhưng, nếu Hứa Thông thực sự không thức thời, đón bì cổ đi, vậy thì coi như y xui xẻo. Nếu Hứa Thông không ra tay, thì Mâu Cương sẽ ra mặt đón người, vậy là xuống tay bắt Mâu Cương. Trong giọng nói Diệp Phàm toát ra sự lạnh lùng tàn nhẫn, làm cho trong lòng Phương Viên không khỏi chấn động. Sáng hôm sau, bức rắn xuất động tiến hành thuận lợi. Cũng không biết Lý Sương Hải dùng thủ đoạn gì, Tào Hồng sau khi nghe tin tức thì thực sự sốt ruột, không thể tưởng tượng được một người lẳng lơ như bì cổ lại đem nhiều phiền toái lên người như vậy. Cho nên tim đập mạnh, thúc giục Hứa Thông và Mâu Cường đón người đi trước. Đương nhiên, có một nguyên nhân để thúc đẩy Tào Hồng đưa rắn, bì cổ, đó là cha cậu ta Tào Chính Đức đột nhiên trở về gấp, nếu cha mà hỏi về bì cổ thì chắc chắn sẽ lòi ra. Hơn nữa, cha mà về rồi có muốn chơi trò rồng phượng với bì cổ cũng không tiện, không thể làm chuyện đó được thì giữ bì cổ trong nhà họ Tào chẳng khác gì quả bom, chỉ có thể nhìn mà không thể động vào thì có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Tào Chính Đức là phó tư lệnh quân khu tỉnh ủy, là một con cáo giả. Về điểm này Tào Hồng làm sao có thể cẩn thận qua được pháp nhãn của ông ta được. Mà Tào Hồng thì tương đối sợ cha mình. Tào Hồng đúng là không ra gì, người ta vừa mới cho nó làm xong thì liền lấy lại quần lót mà qua cầu rút ván. Hứa Thông chửi to một câu, hừ một tiếng, chắn hẳn là cái ly thứ 500 thành vật hy sinh rồi. Em đã sớm nói với anh Hứa rồi, Tào Hồng không thể tin được. Nó chỉ có thể làm bạn bình thường thôi, trước đây anh còn không tin, để cho nó vào trong vòng, loại người hai mặt ba đường này, sau này chúng ta phải đề phòng đó. Vẻ mặt Mâu Cương nhăn nhó, tương đối phẫn nộ, lại nói thêm. Chuyện này tương đối kỳ lạ, sao lúc đầu Tào Hồng đã đồng ý rồi, giờ lại lập tức thay đổi như vậy? Chắc là nghe phong phanh được gì, nên sợ rồi, ngoài mặt thì nó nói ông già về gì đó, cái này đương nhiên là cái cớ thôi, nhưng mà... Lão già Tào đúng là khó đối phó, có lẽ đây cũng là nguyên nhân thực sự. Nhưng mặc kệ là nói thế nào, thì tên Tào Hồng này đúng là không thể tin được. Hứa Thông gật đầu. Làm sao bây giờ anh Hứa? Mâu Cương hỏi, thực sự trong lòng có chút lo lắng, hơn nữa, có một sự hối hận nhẹ nhẹ quấn quanh tim. Lúc trước nếu không phải Hứa Thông giật dây cậu ta, thì cậu ta sẽ không làm như vậy, giờ Hứa Thông chẳng bị chuyện lắm gì, lửa lại đưa cho mình châm. Cứ đón người đi trước rồi tính sau, Tào Hồng đưa thông điệp cuối cùng, nói là nếu không đến đón người thì sẽ tống bì cổ ra khỏi đại viện quân khu, chuyện này đối với chúng ta rất bất lợi. Trên mặt Hứa Thông lộ thần sắc nghiêm trọng. Làm sao đón, giấu ở đâu? Chắc chắn trong nhà hai chúng ta là không thích hợp, dù là Thẩm Khai, thì chắc là cũng bị người của Lý Sương Hải theo dõi. Vẻ mặt Mâu Cương ưu tư. Sợ cái quái gì, bì cổ kia đâu phải phạm tội giết người.
chỉ cần cô ta ngậm chặt miệng không nói gì, dù có bị phát hiện cũng chẳng sao. Còn chuyện đi đón người thì Tào Hồng đã có cách, trong quân khu tỉnh nó có nhiều bạn lắm, cứ mượn đại xe quân đội nào đưa ra là được. Nhưng, hiện nay cả thành phố này đều có người của Lý Sương Hải điều tra. Hứa Thông nói xong, trầm ngâm một lát, liếc nhìn Mộc Cương, đột nhiên cười nói. Mộc Cương, nhà cậu không phải có cái tầng hầm sao? Cứ đem bì cổ giấu ở tầng hầm nhà cậu đi. Cái đó, có chút không ổn, nếu điều tra ra được thì sao? Cả người Mộc Cương chấn động, trong lòng mắng. Hứa Thông, chơi trò gì vậy, đúng là không phải người. Ha ha, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Hơn nữa, ông già nhà cậu mà ra mặt treo cờ, ai dám vào nhà chủ nhiệm phòng giám sát tỉnh ủy điều tra, thế không phải là tự tìm rắc rối sao? Hứa Thông liếc nhìn Mộc Cương, rồi lại bơm hơi tiếp. Cười nói, tiếc là con trai mà lại không có gan, cậu nghĩ xem. Hai chiếc răng cửa của cậu chẳng lẽ để Diệp Phàm đánh gãy không thế à? Sau này Mâu đại thiếu gia còn lăn lộn ở thành phố cái quái gì? Hơn nữa, vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao, dù có điều tra cũng không sợ. Chỉ cần bì cổ ngậm chặt miệng, bọn họ có cách gì chứ? Huống chi, chuyện này căn bản là không thể xảy ra. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu còn mặt mũi thì cứ buông tha cho Diệp Phàm như vậy, cậu quyết định đi. Chương 685, chủ nhiệm ủy ban pháp luật tỉnh đã tức giận rồi. Mẹ kiếp, con rùa Hứa Thông này bây giờ cũng đã nghĩ đến việc ra tay. Khiến cho bố đây đi đầu làm trước, cái tên ở trường đảng trung ương kia muốn giành được thì chắc chắn đã có cách phá cầu rồi, thật chẳng ra sao cả. Thẩm Khai trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng bất đắc dĩ đành chịu vì chẳng có cách nào. Hiện tại việc này đúng là đã đâm lao thì cũng đành phải theo lao. Thẩm Khai lại khiến cho người ta nhìn chằm chằm theo, gã suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên trên mặt phát ra một tia sáng hung ác, quát lớn. Bỏ đi, cứ mang dấu ở tầng hầm nhà tôi. Tuy nhiên, anh hứa, việc di rời phải giao cho anh rồi, nhất định là phải giữ bí mật đó, tuyệt đối là không thể để cho Lý Sương Hải phát hiện ra manh mối gì được. Ha ha ha, việc ấy thì anh cứ yên tâm, tuyệt đối là không có việc gì đâu. Tào Hồng nói. Có thể đem bì cổ giấu trong xe vận chuyển thức ăn mà mang ra ngoài, sau đó chúng ta vừa chuyển tay, có thể mang bì cổ an toàn đến giấu tại nhà anh mà thần không biết, quỷ không hay. Hơn nữa, việc này chỉ có trời biết đất biết anh biết tôi biết thôi, chẳng lẽ anh còn không tin tôi hay sao? Hứa Thông vỗ vỗ bả vai Mâu Cương, tiếp tục động viên tinh thần. Hứa Thông vừa dứt lời, ở một nơi bí mật của Thủy Châu, Trương Cường nhẹ nhàng thở ra, miệng mắng. Thỏ khôn có ba cái hang, đã có thể thoát khỏi lòng bàn tay của thợ săn chưa? Gã ngay lập tức liền đưa đám người Hứa Thông chuẩn bị đi gặp Diệp Phàm để báo cáo việc bì cổ sẽ được cho vào xe thức ăn để vận chuyển ra ngoài. Thì ra, Trương Cường vì muốn nhanh chóng rửa sạch tội danh cho Diệp Phàm, nên đã sử dụng thủ đoạn cài máy nghe trộm của báo săn. Đám người Hứa Thông có nằm mơ chúng chẳng thể ngờ được, tất cả những lời bọn họ nói đều đã lọt hết vào tai Trương Cường, tất cả đều đã được ghi âm lại. Đây cũng chính là bằng chứng chính xác nhất. Tất nhiên là việc này sai với kỷ luật của báo săn, nhưng có điều là, việc này Trương Cường quả thật là làm rất bí mật, dù cho người giám sát của báo săn có biết được cũng sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở thôi. Đương nhiên, mấy thiết bị chỉ dùng để điều tra sự kiện cơ mật trọng đại của quốc gia như thế này thì Trương Cường cũng chẳng dám mang ra dùng nhiều lần. Có điều lần này người được đề cập đến chính là phó soái được mời đến Diệp Phàm, nếu chỉ là chuyện của Trương Cường gã thôi. Thì dù là chuyện gì gã cũng chẳng dám sử dụng. Hơn nữa lần này tín hiệu lại có liên quan đến khu vực quân sự của tỉnh, người ta cũng sử dụng thiết bị trinh sát như thường thôi. Tuy nhiên báo săn rất cao cấp, gã cảm thấy phải làm cho đến nơi đến chốn, nếu không thì chắc chắn là sẽ gặp phải rắc rối lớn. Chờ đám người kia tất cả về đến Mâu gia rồi mới được di chuyển, tốt nhất là chờ cả lão thất phu Mâu Tư Thành kia về đến nhà rồi mới ra tay. Lần này nhất định phải kiên quyết cho lão ta một cái bạt tai mới được. Diệp Phàm đã sớm sắp đặt trước mọi việc. Anh Diệp, nếu lần này không bắt được cả Hứa Thông nữa, dù sao thì chúng ta cũng có cớ, nói là báo săn đã điều tra và lục soát một tên bị tình nghi, mà ở Mâu gia lục soát được bì cổ, bắt được Hứa Thông, chuyện của đám người Mâu Cương chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, cứ phải bắt được trọn ổ thì mới có thể hả giận được. Trương Cường hắng giọng cười nói. Nếu mà chúng ta đem việc này báo cho bọn Lý Sương Hải, chắc chắn là sẽ có người trừng trị bọn chúng rồi. Không ổn đâu, không thể làm lớn việc này quá, động tới Hứa Thông cũng chính là động tới Hứa Vạn Sơn,
nếu như mà làm quá khiến cho Hứa Vạn Sơn chú ý rất có khả năng sẽ lọt vào sổ đen của Chủ tịch Chu. Tôi vẫn còn muốn lăn lộn ở Nam Phúc, nếu đắc tội với Chủ tịch tỉnh, hoặc là đắc tội với Hứa Vạn Sơn, bị bọn họ cắn ngược lại, đoán chứng là sau này sẽ khó sống lắm đấy. Hơn nữa Tề Chấn Đào nghe nói cũng là thuộc phe địa phương, đoán chừng là có quan hệ hoặc liên minh với Chủ tịch Chu, nếu mà Hứa Vạn Sơn bị chỉnh chắc chắn là rất thê thảm, Quách Phác Dương chắc chắn sẽ là người vui nhất, như vậy cũng là đã gián tiếp làm suy yếu đi bè phái của Tề Thúc kia rồi. Tề Thúc đối với tôi cũng không tệ lắm, Tề Thiên lại là anh em tốt của tôi. Việc gây tổn hại đến anh em thì Diệp Phàm tôi tuyệt đối là không thể làm được. Hiện nay tôi chỉ là một người bình thường, không thể đấu với những nhân vật tai to mặt lớn như vậy được. Còn chưa tới được cái cấp độ kia đâu, bởi vậy cứ từ từ thôi. Hơn nữa, biết đâu sau này còn phải dựa vào Tề Thúc thì sao? Ở trên tỉnh một người giúp đỡ còn không có thì làm sao còn có thể thăng quan tiến chức được chứ? Với lại, mặc dù lần này chúng ta giúp được bí thư Quách một việc lớn, người ta chúng chưa chắc là sẽ tiếp nhận lòng tốt của chúng ta. Bởi vì chức vụ của tôi rất thấp, phần lượng cũng quá nhẹ, chắc là chẳng thể lọt vào mắt được. Làm cũng phải làm cho rõ ràng, còn nếu như mà không làm, về sau sẽ lại chậm rãi mà chỉnh đốn Hứa Thông, chỉ lần này thôi, trước tiên khiến cho hắn ta chảy ra chóc phải chút là được rồi, ha ha. Diệp Phàm làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ và cười khổ nhưng thật ra vẫn không để phòng Trương Cường. Bởi vì Trương Cường là người của tổ đặc nhiệm A, chưa từng xuất hiện cùng với quan lại nhà nước bao giờ. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng rằng mình cùng với Trương Cường chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra xung đột gì về quyền lợi cả. Hiện nay người mà Diệp Phàm có thể tin tưởng được chỉ có Trương Cường, Phương Viên, Lão Trần. Ngay cả Lô Vĩ và Tề Thiên nhiều khi vẫn còn phải đề phòng chút ít, nhưng ngược lại cũng không phải là Diệp Phàm không tin tưởng hai người anh em này của mình. Chỉ là bọn họ sau lưng vẫn còn có bối cảnh dòng họ. Có khi vì lợi ích to lớn trước mắt mà xảy ra xung đột, hai người bọn họ không thể không bênh vực người nhà cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì cũng phải xuất phát từ lợi ích của dòng họ trước tiên, con người vốn luôn thực tế như vậy, xã hội vốn là vẫn tàn khốc như vậy. Diệp Phàm cũng không có cách nào khác, chỉ có thể xuôi theo dòng nước lớn thôi. Đêm tối, Diệp Phàm lẻ loi đứng trong phòng một mình. Nhìn về phía khóa học anh tài vượt thế kỷ đang sôi nổi tiến hành nghi thức chia tay ở phía xa. Ở căng tin trường đảng, nhà trường cũng ngoại lệ để cho các học sinh có thể mặc sức uống rượu, tuy nhiên, việc vui sướng đó hình như không có liên quan gì đến Diệp Phàm. Hứa Thông tất nhiên là rất hăng hái, chẳng những có thể nhận được bằng loại ưu, mà quan trọng nhất là việc danh sách số người được đi huấn luyện ở trường đảng trung ương cũng có tên gã, muốn mất hứng cũng không được. Mậu Cương thì ngược lại trong lòng ngổn ngang tâm sự. Đoán chừng là trong lòng cũng có hoặc nhiều hoặc ít vui sướng hạ xuống. Chuông cửa bỗng kêu vào lúc sáng sớm 5 giờ. Lý Sương Hải đang chìm trong mộng bỗng bị bà xã đẩy tỉnh. Mã Quốc Chính trong điện thoại quát thẳng. Sao lại thế này, không phải là tôi đã nói qua với anh rồi hay sao, không có lệnh của tôi thì không được đụng vào chuẩn đề, thủ hạ của ông chỉ toàn là một lũ bất tài thôi đúng không? Khốn khiếp! Mã Quốc Chính quả thật là đang rất nổi giận. Vừa mới nghe cấp dưới báo cáo xong, nói là nhà của trưởng phòng kiểm tra tỉnh ủy Mâu Tư Thành bị một đám người không rõ lai lịch đột nhập. Vập sau khi nghe ngóng, mới biết là quân đội báo săn Thủy Châu đang điều tra một gã đặc nhiệm, tất cả khu vực đó đều đang trong phạm vi điều tra. Vừa rồi gọi điện thoại cho Lý Sương Hải cũng không được, gọi điện thoại đến nhà riêng của hắn thì đường dây cũng bận, phái người đến thẳng tận nhà của Lý Sương Hải mới khiến cho lão ta bị bà vợ đẩy thức dậy. Tuy nhiên, ở tầng hầm trong nhà chủ nhiệm Mâu vô tình phát hiện ra một cô gái. Người lãnh đạo của báo săn cảm thấy rằng có chút đáng nghi ngờ, nếu như là người tốt thì sao lại bị nhốt trong tầng hầm. Còn tưởng rằng có đúng hay không bị trói hay là phụ nữ bị lừa gạt bán đi. Bởi vậy cho nên, ngay lập tức liền vây chung quanh sân căn nhà cũ của Mâu Tư Thành, ngay lập tức triển khai việc lục soát và điều tra. Nhanh chóng thẩm vấn đương sự, mới biết được cô gái ấy có biệt hiệu là Bì Cổ. Tên thật là Hoàng Hoa Thái, là người ở bên kia núi Hưng Yên. Hơn nữa, điều không ngờ được chính là, cô nàng còn khai rằng đây là chỉ thị của Mâu Cương, cùng với một tên thủ hạ là Thẩm Khai đe dọa, chủ tính việc hãm hại đang ở trường đảng huấn luyện, có một người tên là Diệp Phàm là phó chủ tịch huyện. Sau khi nghe xong tin tức của Mã Quốc Chính thì Lý Sương Hải thiếu chút nữa đứng nhìn chân chân không nói nên lời vì quá kinh ngạc, vẻ mặt cười khổ nói. Xem ra đội báo săn quả thật là không dễ đụng vào,
chúng ta đều không biết được bì cổ được Tào Hồng chuyển đến nơi nào, nhưng người của báo săn thì lại đến thẳng nhà họ Mâu để tóm người. Bây giờ phải làm sao đây, Bí Thư Mã, xin ngài đưa ra chỉ thị. Còn có thể làm sao bây giờ? Nếu như đội báo săn đã chú ý tới phương diện này, đoán chừng lúc trước việc nói là điều tra cái phần tử gián điệp gì đó đều chỉ là ngụy trang, thực ra làm tất cả mọi việc như thế là chỉ muốn giúp Diệp Phàm tẩy sạch tội danh thôi. Đoán chừng là người ta đã sớm bắt tay hành động rồi, ôi, việc này cũng không biết là Thiết Chiêm Hùng có biết được hay không, nếu như ông ta biết được chắc chắn là chúng ta sẽ gặp phải rắc rối lớn rồi. Mã Quốc Chính còn lâu mới có thể bì kịp, không kìm được thở dài, tâm tư rối loạn. Thật sự là vẫn sợ một chút rằng Thiết Chiêm Hùng sẽ trách tội hắn là không nỗ lực hỗ trợ Diệp Phàm rửa sạch tội danh, ngược lại còn ở nơi nào đó chơi đùa. Đem Diệp Phàm ra làm con cờ mà trêu đùa, Mã Quốc Chính cũng biết rằng, bản lĩnh nhỏ nhoi của mình thì làm sao có khả năng qua mặt được Thiết Chiêm Hùng. Chỉ số thông minh của ông ta không thể nào thấp hơn mình được, hơn nữa, báo săn là đơn vị chuyên nghiệp nếu muốn điều tra về mặt này thì quả thật đã là tay già đời lão luyện rồi. Hứa Thông đoán chứng là đã lọt lưới rồi, Bí Thư Mã, không biết là tài liệu họ chuyển tới bên trong không biết là có việc của Hứa Thông hay không. Lý Sương Hải trong lòng không yên, chỉ sợ việc đó không có liên hệ gì với Hứa Thông thì mọi việc coi như là đã mất công toi rồi, làm sao có thể bắt được cả Mâu Cương nữa. Không có tư liệu về Hứa Thông, đoán chừng là hắn ta trước đó đã sớm nghĩ ra cách để thoát thân rồi. Cái tên Hứa Thông này quả thật là vô cùng xảo quyệt, đừng có xem thường hắn ta như vậy. Nhưng mà mấy năm làm việc ở Viện Kiểm sát Cục chống tham nhũng, cũng đã sớm quen thuộc các phương tiện và mánh khóe có ích rồi. Sự việc này chắc chắn là do hắn ta cầm đầu, nhưng mà hắn nhất định là không nhận, không có bằng chứng xác thực thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mã Quốc Chính thở dài, nhẫm nghị một chút rồi nói. Anh lập tức quay về tình, nhanh chóng xử lý cho tốt việc này. Bí Thư Mã, xử lý là xử lý như thế nào? Lý Sương Hải thăm dò thử ý kiến của Mã Quốc Chính. Cứ chiếu theo pháp luật mà xử lý. Mã Quốc Chính vẻ mặt nghiêm túc nói. Mới 8 giờ sáng ngày hôm sau, Mã Quốc Chính liền chui vào phòng làm việc của Bí Thư Tỉnh ủy Quách Phác Dương. Miệng mỉm cười trình lên một cái hộp băng ghi hình. Quách Phác Dương rất nhanh liếc nhìn xuống một lần, lập tức cười nói. Tuy nói là lần này Hứa Thông tránh được một kiếp, chỉ bằng hộp băng ghi hình này. Tôi tin chắc rằng cũng đã có thể ép được Hứa Vạn Sơn khai ra sự thật rồi. Ngày mai sẽ thảo luận trước với mọi người một vòng, chỉ cần Hứa Vạn Sơn chấp nhận khai ra sự thật, Lão Chu chẳng khác nào là bị tổn thất đi một viên đại tướng, việc chúng ta bắt được khá nhiều vị trí là vô cùng có lợi, ha ha. Quách Phác Dương hướng về phía cửa nói. Tiểu Lưu, thông báo ngay cho Bí Thư Hứa đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Tất nhiên là... Không bao lâu sau Hứa Vạn Sơn liền bước vào văn phòng của Quách Phác Dương, khi đi ra vẻ mặt trông giống như gan lợn, răng nghiến vào nhau kêu ken két, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đồ xúc sinh, 10 giờ sáng, khóa học anh tài vượt thế kỷ vốn đã tan học, tuy nhiên là nhận được thông báo tạm thời, nói là thông báo cho tất cả mọi người 2 giờ chiều phải tập trung đầy đủ tại lớp học. Bởi vậy cho nên, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hay là có nhân vật nổi tiếng nào muốn đích thân nói chuyện. Tuy nhiên suy đoán vẫn chỉ là suy đoán thôi, cũng chẳng ai ngốc đến mức đi hỏi rõ ngọn ngành, nói sao thì biết vậy, lãnh đạo đã không nói thì mình cũng không nên hỏi làm gì, tất cả mọi người đều là đã lăn lộn trên quan trường, không ai là không hiểu việc này. 2 giờ chiều, toàn thể học sinh đều tập trung đầy đủ tại lớp học, đương nhiên là ngoại trừ Mâu Cương vắng mặt thôi. Hiệu trưởng Lôi Ngọc Phương vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, vừa tuyên bố thêm một tin tức mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Bởi vì bạn học Mâu Cương bị nghi có dính líu đến việc vu cáo hãm hại đồng chí Diệp Phàm, bởi vậy cho nên đã bị công an bắt giữ theo pháp luật. Trường đảng thu hồi lại giấy chứng nhận đủ tư cách tham gia lớp huấn luyện thanh niên thế kỷ của cậu ta, khai trừ khỏi lớp huấn luyện lần này của chúng ta. Chương 686, cả tỉnh đồng loạt phẫn nộ. Hủy bỏ tư cách tham gia khóa học thanh niên trường đảng trung ương của Hứa Thông. Lần đào tạo này coi như không hợp quy cách. Tuy rằng không nói rõ là sẽ đuổi ra khỏi lớp này, nhưng xem xét thấy không hợp quy cách, cũng coi như là đã bị đuổi học rồi, chỉ có điều là còn để lại cho cậu ta một chút ít mặt mũi thôi. Khôi phục lại tư cách được đào tạo của Diệp Phàm, vẫn là chức vụ lớp trưởng. Hơn nữa, người đánh giá là giáo sư Lâm Đức Chỉ đã có lời bình luận là,
Diệp Phàm trong lớp anh tài vượt thế kỷ do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tổ chức, có năng lực tổ chức rất tốt, rất chú trọng chủ nghĩa Mark Lenin, học tập tư tưởng lý luận, hơn nữa lại biết liên hệ thực tế, đồng thời biết kết hợp với thực hành, cuối cùng của lời nhận xét là rất xuất sắc, là một người thanh niên tài năng hiếm có. Đề nghị tỉnh ủy trường đảng khôi phục tư cách của hắn tại trường đảng trung ương. Hơn nữa lại còn rất tích cực đề cử, câu cuối cùng này đương nhiên là phải viết trong phần ghi chú rồi. Tuy nhiên, người đánh giá cuối cùng là giáo sư Lâm Đức Trì, Lôi Ngọc Phương cũng không vội tỏ ngay thái độ gì. Đoán chứng là vẫn còn muốn cùng với bộ máy đảng ủy thảo luận thêm một chút, hoặc là thông qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xem xét đánh giá từ từ. Tất cả các học sinh đều nhao nhao lên mà suy đoán, cả đám ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với vẻ hoan nghênh, tất cả đều là những ánh mắt hâm mộ, chỉ có thể than thở rằng thằng nhóc này lại gặp phải vận may lớn rồi. Đoán chừng người trong danh sách kia không phải là hắn thì là ai nữa. Nhưng mọi việc quả thật là không thể đoán trước được, xoay mốt vòng không ngờ lại quay trở lại y chỗ cũ. Đúng là toàn những chuyện vớ vẩn. Tuy nhiên chỉ mười mấy phút sau, người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã tới. Một người đàn ông đeo kính tuyên bố trước mặt tất cả mọi người, lần này ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định người được chọn đi tiếp tục đi học lớp thanh niên trung ương là đồng chí Chu Chí. Khóe miệng Diệp Phàm khẽ co giật vài cái nhưng cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng là đang thở dài thườn thượt, biết rằng lần này tuy là bắt được Mâu Cương, nghe nói còn liên lụy đến Mâu Tư Thành bị phạt một lỗi rất nặng. Nghe nói Hứa Thông bị xử phạt một lỗi rất nghiêm trọng, đương nhiên, đó là do y xui xẻo, nếu là chính mình thì chắc chắn cũng sẽ chẳng có được ưu đãi gì. Bởi vì, các vị lãnh đạo cấp cao của tỉnh ủy thường xuyên giở trò để cân bằng mọi việc. Trên thực tế thì cuối cùng cả hai bên đều phải chịu thiệt, nhưng thật ra lại khiến cho Chu Chí nhặt được một món hời lớn. Mẹ kiếp, đây là điển hình của việc trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Không thể ngờ được là Diệp Phàm cũng có thể trở thành nhân vật chính. Diệp Phàm chỉ có thể thỏa mãn mà tươi cười. Hơn nữa lần này lại kết thù oán lớn với Hứa Thông nữa. Mậu Tư Thành thì không cần nói đến nữa, bất cứ lúc nào cũng vẫn phải đề phòng. Đoán chừng là Mâu Cương còn phải ngồi chồm hổm trong tù thêm một khoảng thời gian dài nữa. Thế nào rồi, anh Diệp, ha ha, cái băng hình kia đã khiến cho Hứa Thông bị phạt rất nặng. Việc này vẫn là mấy vị cán bộ cấp cao vẫn đang giữ thế cân bằng, nếu không thì, vụ bê bối này nếu để cho chỉ một tờ báo nhỏ đăng lên, việc bị khai trừ là không thể thay đổi được. Trương Cường đắc ý cười nói. Cậu quả thật là đồ khốn khiếp, cậu muốn chơi đùa với phụ nữ thì tôi cũng không quản. Thực sắc tính dã ăn uống sắc dục là bản tính chỉ cần chú ý cẩn thận chút là được. Ai bảo cậu lấy việc đùa giỡn cặp mông của cô ta mà quay lại, còn nói là thưởng thức cái gì mà thưởng thức. Người nhà của tỉnh ủy, bàn tay to lớn của Hứa Vạn Sơn thiếu chút nữa là đạp vỡ cả cái bàn trà có chạm trổ hoa văn. Đứng trước mặt ông ta chính là Hứa Thông hiện tại mặt đang sưng và đỏ như đít khỉ, lẩm bẩm nói rằng. Con đã giấu kỹ như vậy rồi. Ai biết đâu được là sẽ bị người khác đánh cắp đi. Bọn họ quả thật cũng là làm trái pháp luật, đây là trộm cắp, chính là việc phi pháp. Trộm cắp cái con khỉ, thắng làm vua, thua làm giặc, điều đơn giản này mà con cũng không hiểu được sao. Cái mấu chốt là người ta đã có được chứng cứ. Con đó, việc tốt thì không học, cha thấy là con cũng đâu có ngốc, bình thường cũng là một người rất thông minh mà. Nếu mà muốn giấu thì cũng phải mang cái băng đó đến giấu ở nhà chúng ta chứ, cha không tin rằng chỉ với vài cái tên lính báo săn kia dám đường đường đến nhà của ủy viên thường vụ để mà điều tra. Quán rượu Hoàng Thành thì có là cái gì, có thể đảm bảo được cái gì chứ? Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này mọi người cũng nên khiêm tốt một chút, chờ cho mọi việc lắng lại thì mới có thể lộ mặt lại được. Hứa Vạn Sơn cũng là một bí thư lớn. Tuy nói là việc này chỉ hạn chế một vài cán bộ cấp cao của tỉnh mới có thể biết được, nhưng về mặt này thì lão ta cũng đã hiểu là đã bị mất hết. Việc làm cho lão ta nguôi giận chính là ở hội nghị thường vụ ngày mai, thái độ của mình sẽ phải như thế nào. 3. Lần này là do con xui xẻo. Không biết sao mà lại gặp ngay phải đội báo săn đang điều tra gián điệp. Nếu không thì làm sao bọn họ có thể điều tra trong nhà Mâu Cương được. Nếu không, chỉ dựa vào mấy thằng công an. Có cho chúng nó ăn gan trời thì họ cũng chẳng dám đến kiểm tra nhà ở của chủ nhiệm tỉnh ủy, cũng sẽ chẳng gặp phải chuyện như thế này. Mẹ kiếp, tất cả đều là do thằng danh Diệp Phàm đó gây ra, nếu không phải là có hắn, thì con cũng sẽ chẳng đến mức xui xẻo như vậy. Hứa Thông lại cất giọng nho nhỏ lên mắng.
Còn tính toán cái gì nữa? Cái tên Diệp Phàm đó con tạm thời không cần để ý tới hắn nữa. Hứa Vạn Sơn nheo nheo hai mắt lại, có vẻ là tương đối kỳ lạ. Tại sao thế? Chẳng lẽ cứ để cho hắn thong dong tự tại như vậy? Hắn làm cho Mâu Cương gãy hai cái răng cửa, còn phải ngồi tù nữa. Con thì bị xử phạt rất nặng, còn có cái giấy chứng nhận của ban huấn luyện cũng đi tong, nhưng tức giận nhất vẫn là cái danh sách đi học lớp thanh niên trung ương kia, toàn bộ đều do hắn làm rối tung lên. Hứa Thông thiếu chút nữa thì giống lên. Im đi. Một tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, khí phách của Hứa Vạn Sơn đã trở lại, chỉ vào đứa con Hứa Thông mà quát lên. Con đó, mới vừa vấp ngã một lần mà đã quên rồi hả? Con cho rằng đội báo săn sẽ vô duyên vô cớ mà đi lục soát nhà của Mâu Tư Thành sao? Cái tát này là muốn cho con tỉnh ra một chút, đồ đầu đất. Chẳng lẽ báo săn là do Diệp Phàm gọi tới sao? Làm sao có thể như thế được? Báo săn là cái đơn vị gì? Việc này con có nghe Mai Thiên Kiệt nói rất rõ ràng, Diệp Phàm không thể có năng lực làm được việc đó, ngay cả đến tư lệnh quân khu tỉnh trấn Trang Thành đoán chừng cũng chẳng có quyền gọi bọn họ ra tay, Diệp Phàm thì là cái gì chứ? Hứa Thông vuốt hai má đang nóng hừng hực, bộ dạng quả thật là không phục. Hừ, báo săn là bộ đội đặc chủng, việc này tất cả mọi người đều biết. Nếu muốn điều động bọn họ thì đương nhiên là một tên nhóc thối tha như Diệp Phàm không thể có năng lực làm được. Tuy nhiên con quả thật là chơi đùa với phụ nữ nhiều quá tới mức hồ đồ rồi. Không nghe được tin gì sao, đoàn trưởng Thiết Chiêm Hùng của báo săn nghe đâu là có quan hệ với Diệp Phàm. Nếu thật sự là hai người đó có quan hệ với nhau như lời người ta nói thì việc ông ta sẽ ra tay giúp đỡ Diệp Phàm cũng là chuyện bình thường thôi. Đương nhiên việc này cũng chỉ là đoán mò, chỉ là nghe người ta thì thầm to nhỏ với nhau. Chỉ có điều là sự lục soát của báo săn lần này quá trùng hợp thôi. Hứa Vạn Sơn cũng không biết chính xác mọi chuyện, chỉ là phong phanh nghe đồn thổi một chút. Chuyển qua đứa con nói. Tuy nhiên, mặc kệ là như thế nào, trong khoảng thời gian này cấm con không được lại đi gây sự với Diệp Phàm. Phải luôn ghi nhớ câu cửa miệng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, vài năm trong nháy mắt sẽ trôi qua thôi. Cha tin rằng, đến khi đó sóng yên gió lặng, thằng nhóc kia một ngày nào đó chắc chắn sẽ rơi vào tay chúng ta, tới lúc đó thì trừng phạt hắn cũng không muộn. Có nghe hay không? Hứa Vạn Sơn hừ một tiếng. Con biết rồi, cha. Hứa Thông vuốt mặt lên tiếng nói, trong lòng đã buồn bực muốn chết rồi. Ngày 16 tháng 9, Diệp Phàm rốt cục cuối cùng cũng về tới Lâm Tuyền. Một làn gió quen thuộc thổi tới, tên nhóc này không cầm được thở dài. Vẫn là cái nơi nghèo khó này là tốt nhất, Thủy Châu tuy sầm uất, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được một thế giới riêng của mình. Trở lại Lâm Tuyền cũng đã là rạng sáng, nhìn thấy quán rượu Xuân Hương, hạ thân ngay lập tức không hiểu sao đã dục dịch. Đã nhịn mấy tháng rồi, cũng nên đi giải phóng một chút chứ. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên biểu lộ một tia ý cười. Bước nhanh lên lầu, bà chủ Phạm Xuân Hương của quán Tây Thi đã sớm chuẩn bị nước ấm cho hắn, còn mặc cả một bộ áo ngủ mỏng manh trong suốt, trước ngực thật sự rất huênh hoang. Phải biết rằng bà chủ quán Tây Thi vì cái này mà rất nổi tiếng. Mà giờ lại còn nửa kín nửa hở, chư ca nhìn thấy, cái mũi liền nóng lên, nếu chút nữa đã xịt cả máu mũi ra rồi. Hưởng thụ xong một phen kiều diễm, được thoải mái tắm rửa giống như massage. Cuối cùng vẫn cảm thấy có điểm hơi quái dị, bởi vì cảm giác massage kia dường như giống của cả hai đôi tay phụ nữ, chẳng lẽ Xuân Hương đã trở thành thiên thủ quan âm rồi. Chư ca có vẻ hơi kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn qua, thiết chút nữa là miệng đã tròn như chữ O rồi. Chính xác là không chỉ có hai bàn tay massage trên người mình không ngừng, mà là bốn cái. Phát hiện là có cả Phạm Nghiên Nhi khuôn mặt đỏ bừng, quần áo mặc so với chị gái Phạm Xuân Hương còn muốn lộ liễu hơn. Khuôn mặt trắng nõn giờ đỏ bừng, môi giống như có chút khô khốc hôi mấp máy. Phấn trước ngực tuy không thể so sánh cùng với chủ quán Tây Thi nhưng đoán chừng là do kích động, cho nên run rẩy tương đối mạnh, thậm chí có thể nói là phập phồng cao thấp. Điều mà càng khiến cho Diệp Phàm thổ huyết chính là cô cơ bản không có mặc áo ngủ, che trước ngực chỉ là cái áo ngực nhỏ xíu, run rẩy giống như tội phạm đứng trước mặt Diệp Phàm. Chư ca khẽ liếc mắt xuống dưới, ngay lập tức tiểu Diệp Phàm liền không an phận mà ngóc đầu lên. Tại sao lại vậy? Bởi vì Phạm Nghiên Nhi chỉ mặc độc nhất một cái quần tam giác nhỏ, đám cây cỏ rậm rạp kia còn theo mép quần mà nghịch ngợm thò cả ra ngoài. Quả thật là nửa ẩn nửa hiện. Vị quốc thuật đại sư nào đó rất là thiếu lễ độ mà nuốt ực một ngụm nước bọt, cả
cảm giác toàn thân lập tức khô nóng, vội vàng nói. Xuân Hương, thế này là... Anh Phàm, buổi tối em có việc bận, không thể chăm sóc anh được. Vậy để cho Nghiên Nhi đến đây đi, nó cũng đã hơn 18 tuổi rồi, người ta nói đã chín muồi rồi, cũng nên hái lấy đi chứ. Nghiên Nhi vẫn luôn chờ anh, cô ấy thành tích tốt lắm, năm nay học cấp 3, sau này nếu có thể thi đậu đại học, sẽ đi xa nhà, không thể chăm sóc anh Phàm thường xuyên được. Nhân lúc còn ở đây thì để cho cô ấy tranh thủ thời gian đi. Hơn nữa, bây giờ Phạm Cương cũng đã được anh Phạm đưa vào Sở An ninh Quốc gia rồi, nghe nói nó từ báo săn mới chuyển tới Sở An ninh Quốc gia liền được sắp xếp vào làm chức vụ phó phòng. Phạm gia chúng em trước đây cũng có người làm quan, bây giờ thì cả tổ tông tám đời cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện này. Ừ, người trong thôn nghe nói Phạm Cương được thăng chức, cũng là quan lớn tương đương với phó chủ tịch thị trấn. Tất cả mọi người đều nói là nhờ vào phần mộ tổ tiên. Thực ra chỉ có em hiểu được rằng, tất cả mọi việc đều nhờ vào anh Phạm, tất cả đều là do anh Phạm giúp đỡ cho Phạm gia chúng tôi. Xuân Hương nói chuyện vô cùng tự nhiên, không có chút xíu nào là ngại ngùng, giống như cho rằng đây là việc nên làm. Hơn nữa, càng nói thì càng xúc động, có xen lẫn chút nghẹn ngào. Ôi, Xuân Hương, việc gì em lại phải tự làm tội mình thế? Diệp Phạm thở dài. Giơ tay đưa lên bộ ngực tròn trịa của Nghiên Nhi kia ngắt nhéo một hồi, sau đó nói. Nhưng Nghiên Nhi cũng lớn rồi, chỗ này chẳng nhỏ hơn của em chút nào. Thôi được rồi, Nghiên Nhi, em về đi ngủ đi, anh muốn tâm sự cùng với chị em. Chủ nhiệm Diệp, em không đi, em. Phạm Nghiên Nhi không nhúc nhích, cứ nhìn Diệp Phàm mà lắc lắc đầu, lại mạnh dạn mà nói rằng. Chị em buổi tối còn mắc bận, hay là anh để cho Nghiên Nhi đến đây đi? Không nghe anh nói sao, quay về đi ngủ đi, nếu không thì anh sẽ tức giận đó. Diệp Phàm thu lại nụ cười, thật đúng là khiến cho chị em họ Phạm có chút run sợ. Chương 687, ở huyện có hành động lớn. Phạm Nghiên Nhi cuối cùng cũng quay về phòng. Nằm nghiêng trên giường, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Phạm Xuân Hương một cái, cười nói. Xuân Hương, anh biết là các em có ý tốt, tuy nhiên anh không thể làm như vậy được. Nghiên Nhi còn có tương lai tốt đẹp, chúng ta không nên hủy hoại nó. Em kêu cô bé nên tranh thủ đọc nhiều sách, cố gắng phấn đấu thi đậu đại học, chuyện công việc sau này anh sẽ sắp xếp cho. Anh Phàm, đó là may mắn của Nghiên Nhi, làm sao có thể gọi là hủy hoại nó được. Phạm Xuân Hương kia có tấm lòng muốn báo ân nhất thời vẫn chưa bình thường trở lại được. Em đó, lúc nào cũng lên gân lên cốt, không nói chuyện đó nữa, mấy tháng này việc tu sửa đường thế nào rồi? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, hắn vẫn muốn tìm hiểu việc sửa đường từ phía người dân trước. Rất thuận lợi, cái đường ở đập nước Thiên Thủy cơ bản hoàn thành rất nhanh. Phó chủ nhiệm Trương Quốc Hoa cũng rất là cố gắng, thường xuyên có mặt giám sát ở công trường, có khi còn gánh cả mấy gánh đất đá gì đó nữa. Nghe nói bí thư cổ thường xuyên ở công trường mà huênh hoang khoác lác, nói rằng ông ta là trụ cột của khu kinh tế Lâm Tuyền, là người làm đầu tàu gì đó. Nghe thấy lời nói này phát ra từ miệng Phạm Xuân Hương, khóe miệng Diệp Phàm không tránh khỏi giật giật vài cái. Thằng nhãi này thầm tự nhủ, xem ra cũng đến lúc kết thúc mọi việc rồi, người hái quả đào chính là Trương Quốc Hoa. Cái mà cổ bảo toàn đang tính toán là cái gì? Không biết thái độ của vệ sơ tĩnh như thế nào? Nhớ tới việc phiền lòng này, hắn cảm thấy cổ bảo toàn với mình giống như càng chạy càng xa. Rất có khả năng hiện giờ khi làm rõ ràng mọi chuyện ở khi kinh tế Lâm Tuyền thì mọi thành quả sẽ bị rơi vào túi của kẻ khác mất. Diệp Phàm hung hăng mà ngắt nhéo ở trước ngực Phạm Xuân Hương, tuy là rất đau nhưng Phạm Xuân Hương vẫn cố gắng chịu đựng, không hề hé răng. Hình như cô nàng cũng đoán được cái gì đó nên nhẹ giọng mà an ủi. Anh Phàm, anh có chuyện buồn bực trong lòng đúng không? Nói xong, liền đưa xuống phần dưới của hắn, nhẹ nhàng cầm lấy. Hay là kêu Nghiên Nhi tới đây đi. Một thanh âm khe khẽ nói. Không cần. Hắn lắc đầu, nghĩ ngợi. Không ngờ lúc này điện thoại lại vang lên, truyền đến giọng nói của Lô Vĩ, hơi có vẻ kích động nói. Đại ca, anh có muốn chuẩn bị gì không? Ở huyện chuẩn bị có hoạt động lớn. Hoạt động lớn gì? Cơ thể Diệp Phàm căng cứng lên, truy hỏi đến cùng. Nghe nói đến lễ Quốc Khánh sẽ điều chỉnh lại bộ máy ủy viên thường vụ. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Vương Mạo Nhiên sẽ được tuyên truyền ở thành phố, mà mới vừa tuyên truyền không lâu thì trưởng ban tuyên giáo Tạ Mạo Phát cũng đi luôn rồi. Ở huyện bỗng nhiên trống ra hai cái chỗ ủy viên thường vụ.
Đại ca, anh nên chuẩn bị sớm đi, anh em chúng ta chắc chắn phải bắt nó ký hợp đồng rồi, em muốn lấy cái vị trí ở ủy ban chính trị pháp luật kia, anh cũng nên tranh thủ cái ngai vàng trưởng ban tuyên giáo đi thôi, ha ha ha. Lô Vĩ vẻ mặt vô cùng vui mừng nói. Ừ, tuy nhiên, e rằng là sẽ khó đấy. Diệp Phàm lại hỏi. Gần đây ở huyện có gì mà đột nhiên trống ra hai cái ghế ủy viên thường vụ vậy? Hay là có người sớm hành động rồi? Em cũng vừa biết được tin tức này, chuyện những người khác em cũng không rõ lắm, đoán chừng là cũng không biết trước chúng ta bao nhiêu đâu. Ở huyện trước mắt thì thấy vẫn rất yên lặng, lén lút thì lại càng không thể. Đoán chừng là ngày mai tin tức này sẽ được lan truyền, bốn đại gia tộc Phí, Tạ, Ngọc, Tiếu cũng sẽ tiến vào trạng thái khai chiến. Thời gian chỉ có một tháng, đại ca phải nắm chắc lấy. Lô Vĩ cười nói, ngược lại không thể nào khẩn trương được. Gã ở thành phố có phó chủ tịch thường trực thành phố Lô Trần Thiên chống lưng, hơn nữa hắn ta lại là trưởng phòng công an đương nhiệm, vốn từ cục trưởng công an kiêm luôn chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật là chuyện thiên kinh địa lý. Đoán chừng là Vương Mạo Nhiên đi rồi thì cái vị trí kia chính xác là dành cho hắn ta rồi. Mà bản thân mình nếu muốn cướp cái vị trí của Tạ Mạo Phát kia là tương đối khó khăn, đầu tiên là phải qua cửa của cổ bảo toàn trước. Tuy rằng là do huyện Ngư Dương đề cử nhưng lên đến thành phố cũng chưa chắc được tán thành, nhưng mà con đường này mình nhất định phải đi. Bước thứ hai chính là phải đi vận động ở thành phố, hơn nữa mục tiêu chính là các vị ủy viên thường vụ thành phố. Diệp Phàm tan vỡ một chút, cảm thấy tương đối là không ổn. Trước mắt mấy vị ủy viên thường vụ ở thành phố, có thể giúp hắn có trưởng ban tổ chức cán bộ Tào Vạn Niên có tình cảm rất tốt với hắn, chắc chắc là ông ta sẽ thiên vị cho mình. Ngoại trừ điều này, Lô Trần Thiên có Lô Vĩ giật dây, có 6 khả năng sẽ hướng về phía mình. Tuy nhiên bây giờ là tình huống đặc biệt, bởi vì Lô Vĩ cũng đang tranh thủ cái vị trí của Vương Mạo Nhiên kia, về việc này có lẽ là dù cho Lô Trần Thiên có ý muốn giúp mình đi nữa thì cũng phải cân nhắc lo lắng một chút, nhưng trước tiên là cũng phải dốc hết sức để giúp Lô Vĩ trước đã. Cho nên, bởi vậy, đoán chừng là Lô Trần Thiên bên kia cũng chẳng làm trò làm gì. Mà Phó Bí Thư Thành ủy Tạ Quốc Trung bên kia thật ra là có thể kêu Mỹ Nhi ra mặt, xem ra là có thể không thông các điểm mấu chốt rồi. Tuy nhiên bây giờ là tình huống tế nhị, nghe nói các ủy viên thường vụ ở thành phố cũng là cấu kết với nhau, Tạ Quốc Trung dù có không giúp chính mình cũng khó có thể nói được, trừ khi chính mình tỏ rõ thái độ quyết tâm đi theo Tạ Quốc Trung đoán chừng còn có hy vọng, bằng không cũng là vô ích. Phải biết rằng vốn đã nghe nói Tạ Mạo Phát chính là do Tạ Quốc Trung muốn hắn ta đến Ngư Dương. Đến Ngư Dương chính là vì đến phối hợp với trưởng ban tổ chức cán bộ Miêu Phong đã đến trước một bước, tăng thêm quyền lực ở bộ máy chính quyền Ngư Dương. Nào ngờ rằng Tạ Quốc Trung rất xui xẻo, bí thư thành ủy Chu Càn Dương này sau một hồi đến thành phố, cũng chẳng biết là đã dùng thủ đoạn gì, mới có mấy tháng đã tống cổ Tạ Mạo Phát quay về thành phố. Hiện tại, thân tín của Tạ Quốc Trung ở thành phố cũng chỉ còn lại Miêu Phong. Trước mắt là Tạ Quốc Trung khẳng định là không muốn thừa nhận thất bại. Nếu chính mình có thể tỏ thái độ, hơn nữa có Tạ Mị Nhi đứng sau giật dây, đoán chứng Tạ Quốc Trung có thể chắc chắn đến 8 phần là sẽ lựa chọn mình làm con cờ của lão tại Ngư Dương này. Còn có một mục tiêu nữa đó chính là trưởng ban thư ký Phí Ngọc, lần trước nhờ ông anh Vu Kiến Thần làm trung gian giới thiệu đã nhận Phí Ngọc này làm chị kết nghĩa rồi, đương nhiên lúc đó cũng là do thuận miệng mà thành thôi. Cũng không biết người ta đường đường là một đại trưởng ban thư ký có thừa nhận hay không. Tuy nhiên, lần trước ở công trình gành quỷ anh chính mình làm chủ quản lãnh đạo không có kháng án Phí ra với công ty võ thần, coi như là đã nể mặt Phí Ngọc rồi, cũng không biết là mối ân tình này Phí Ngọc có trả lại cho mình hay không. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã quyết định, bất kể như thế nào đều phải cố gắng tranh đấu, dù sao lúc trước cũng đã nhờ anh Vu mà kết nối được với tuyến này. Đi theo con đường này còn có chút hy vọng, có lẽ khoảng 30%. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Tào Anh Bồi cũng là một trong những đối tượng mà Diệp Phàm cần tranh thủ. Trước đây ở Đại học Hải Giang, giáo sư Lan Cơ Văn có lộ ra, nói rằng Tào Anh Bồi cũng là một trong những môn sinh mà giáo sư rất hài lòng. Tính ra thì mình và hắn ta vẫn là quan hệ sư ca sư đệ, tuy nhiên, cho tới nay Diệp Phàm cũng chưa đi tuyến này, bởi vì Diệp Phàm muốn đợi đến lúc cần dùng rồi mới đi. Tuy nhiên, hiện tại đi chạy trọt có lẽ ông ta sẽ nghĩ mình quá tham công danh và lợi lộc, tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn là quyết định, bất kể thế nào, phải chạy trọt thì chạy trọt, nhận thức quan hệ lúc này, cái gì có thể làm phải làm.
cuối cùng chính là tư lệnh quân đội phân khu thành phố Cố Minh Khải, trước kia còn giống như vì chính mình nói quá thêm mấy câu, lúc đó tất nhiên là vẫn nể mặt Tề Chấn Đào. Thực ra lúc đó Tề Thiên có ý nhờ cha mình, lần này hay là kêu Tề Thiên ra mặt, xem có thể tranh thủ được sự ủng hộ của ông ta không. Như vậy là đã tính toán đều ra đấy từ trên xuống dưới, Tào Vãn Niên, Phí Ngọc, Tào Anh Bồi, Cố Minh Khải cộng lại cũng không quá 4 phiếu. Với lại 4 phiếu này cũng vẫn chưa chắc chắn lắm, điều Diệp Phàm lo lắng nhất là cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có liên hệ gì với Bí thư Thành ủy Chu Càn Dương, Chủ tịch thành phố La Hạo Thông. Tuy nói là trước kia hai vị này là đầu sỏ bởi vì nguyên nhân Tề Chấn Đào cũng đã tới đập chứa nước núi Bà La, nhưng thời điểm này là bởi vì có Tề Chấn Đào ở đó. Hiện tại thì Tề Chấn Đào không có ra mặt, có lẽ là người ta đã quên mất tên tiểu lâu la nhỏ bé như mình rồi. Nếu như đi tới Tề Chấn Đào, Diệp Phàm cảm thấy tạm thời là chưa phải lúc, không đáng, đây là lãng phí nguồn tài nguyên lớn. Thép tốt thì phải dùng ở chỗ cần thiết nhất, Tề Chấn Đào khẳng định phải chờ đến lúc mình thăng chức cục trưởng thì mới là lúc mấu chốt nên dùng, chỉ là một ủy viên thường vụ huyện nhỏ như vậy mà dùng thì quả thật là rất đáng tiếc. Ở tỉnh có một chỗ dựa vững chắc như vậy, con đường nhờ Tống gia cũng đã kẹt rồi. Diệp Phàm lại có chút hối hận vì những lời nói với Tào Mai Phương hơi quá. Lúc ấy Tào Mai Phương ở Bát Bảo Các đã đáp ứng là sẽ nhanh chóng giúp đỡ mình một lần. Làm điều kiện để mình cắt đứt quan hệ với Trinh Giao, lúc đó chính mình cũng chưa cân nhắc suy nghĩ đã thẳng thắn từ chối. Bây giờ nghĩ lại, ở thời khắc mấu chốt, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt đã phát biểu một câu, việc kia tuyệt đối có thể khiến cho mình chạy gãy chân. Được rồi, nếu đã nói thế, mình cũng không tin là không có sự đề bạt của Tống gia thì mình sẽ không được đề bạt. Diệp Phàm trong lòng hung hăng mắng thầm một câu. Quyết định chủ ý, Diệp Phàm cũng đã phục hồi lại tinh thần, đột nhiên cảm giác thấy dưới khố hạ có một hồi cảm giác tê dại, một hồi cảm giác tê dại thật lớn khiến cho Diệp Phàm không kìm nổi mà thốt ra thành tiếng, kèm theo một cỗ khí nóng phun ra. Cúi đầu xuống thì nhìn thấy, đôi môi màu hồng của Phạm Xuân Hương kia đang gắng sức mà làm. Ôi! Cất lên một tiếng thở dài, hắn lập tức đem Xuân Hương ôm vào lòng. Trong lòng cảm thấy thật thoải mái và sảng khoái. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm triệu tập một cuộc họp tạm thời, nghe người phụ trách các khâu của khu kinh tế báo cáo công việc. Sau đó lái xe đi một vòng tới tất cả các công trình hạng mục của bản quy hoạch mạng lưới giao thông Lâm Tuyền, đến buổi tối mới lái xe một vòng trở về, người ở chỗ đang sửa đường cũng mau chóng giải tán. Xét toàn diện thì tình huống cũng không đến nỗi tồi. Một số vấn đề nhỏ ở địa phương được Diệp Phàm đưa ra chỉnh đốn và cải cách cách xử trí, yêu cầu tất cả các vị lãnh đạo nhất định phải phối hợp ký hợp đồng sửa chữa đoạn đường cho tốt, chú trọng về chất lượng, hơn nữa lại càng không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tuy nhiên, khi xe đến thị trấn Quy Hồ, Hạ Giai Trinh sau khi báo cáo công tác xong liền mời Diệp Phàm đến văn phòng cô ngồi. Sao thế Giai Trinh, lâu rồi không gặp có phải là muốn thưởng cho anh một nụ hôn để an ủi nỗi khổ tương tư không? Diệp Phàm bật cười ha hả, đương nhiên là để giảm bớt nỗi sốt ruột đang cồn cào trong lòng. Chẳng đứng đắn tí nào. Trên mặt Hạ Giai Trinh lập tức ửng hồng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, quả thật là trông rất quyến rũ mê người. Chư ca lại rất không chịu thua kém mà thầm nuốt một ngụm nước miếng nhỏ. Trong lòng thầm nhủ. Giai Trinh tuy lớn hơn mấy tuổi, tuy nhiên khí chất phụ nữ cũng theo tuổi mà tăng lên, càng ngày càng mê người. Khi mang trà đến. Lưng áo cùi thấp xuống, cái rãnh thật sâu trước ngực Hạ Giai Trinh lộ ra trước mặt Chư Ca, nhìn thấy Chư Ca có chút thô tục thì ngoác ngoác ánh mắt, cô hừ một tiếng nói. Chủ nhiệm Diệp, anh là lãnh đạo của tôi đấy, như vậy đối với nhân viên nữ là không được đâu. Sau khi nói xong thì cười ra thành tiếng, kỳ thật trong lòng Hạ Giai Trinh mà nói, cũng không hề khước từ ánh mắt sỗ sàng của Diệp Phàm, ngược lại trong lòng còn có một cảm giác không thể diễn tả được. Giống như mong muốn mang chính cơ thể mình hiện ra trước mắt hắn vậy. Chương 688, tranh vào thường ủy. Hai chúng ta ai với ai? Lần trước không phải anh đều đã xem qua tất cả rồi đó sao? Ha ha. Diệp Phàm vẻ mặt châm biếm, tuy nhiên ngay lập tức phản ứng lại, nhìn ánh mắt tức giận kia của Hạ Giai Trinh, nhất thời có chút ngượng ngùng nói. Ha ha, ha ha, anh sai rồi. Còn nhìn nữa không? Theo giọng nói phẫn nộ của Hạ Giai Trinh, một tiếng động giòn tan vang lên, khiến cho Diệp Phàm hoảng hốt nhắm cả hai mắt lại, bởi vì Hạ Giai Trinh giống như đã thật sự nổi giận rồi. Bởi vì Diệp Phàm không cẩn thận lại nhắc đến chuyện đêm đó cô ở phòng khiêu vũ Lam Nguyệt,
lúc đó Hạ Giai Trinh bị Tạ Trụ Sơn làm cho không còn cách nào khác, đến Lâm Tuyển uống rượu say mềm, ngay cả việc đi nhà vệ sinh cũng đều là do Diệp Phàm giúp cô giải quyết. Sau đó Hạ Giai Trinh tưởng tượng đến cảnh Kiều Diễm kia liền lập tức nổi nóng, mắc cỡ. Trong lòng cũng hiểu được rằng, đoán chừng là buổi tối hôm đó đã bị Diệp Phàm háo sắc nhìn thấy hết cả rồi. Hiện giờ Diệp Phàm lại đụng vào vết sẹo của cô, bởi vậy mới khiến cô tức giận, không ngờ, lần này là đặc biệt tức giận đến mức cô giật đứt cả hai cái nút áo, ngay cả áo ngực cũng bị cô kéo lệch sang một bên. Ngọn núi đang run rẩy lập tức lộ ra trước mặt Diệp Phàm, hơn nữa, còn để sát vào mặt Diệp Phàm, cách con người của hắn khoảng cách cũng chỉ hơn 10 cm, cô hung hăng nói. Muốn xem thì cho anh xem cho đã. Đừng làm vậy Giai Trinh, là anh sai rồi được không? Mau che lại đi, thứ tốt thì không thể để cho người ngoài xem được, thiệt hại rất lớn. Diệp Phàm hoảng hốt muốn đưa tay lên cài lại nút áo cho cô nàng, không nghĩ đến là hai tay lại đụng phải hai tòa núi vĩ đại kia. Muốn sờ thì cứ sờ chứ việc gì phải lấy cớ, dù sao thì tôi còn không sợ, anh là đàn ông thì sợ gì chứ? Ha ha! Hạ Giai Trinh không ngờ là lại có chút phóng túng, giơ tay cầm lấy bàn tay của Diệp Phàm đang muốn lùi lại đặt hẳn lên bộ ngực của mình. Hành động kỳ lạ của cô khiến cho Diệp Phàm sợ tới mức mở to mắt, nhất thời có chút ngây người, cứ nhìn thẳng chằm chằm vào Hạ Giai Trinh. Sao thế? Không biết à, có phải là đã cho tôi là lọ ai con gái không ra gì rồi đúng không? Hạ Giai Trinh cười nói với Diệp Phàm. Không phải mà. Diệp Phàm thở dài, nhẹ nhàng đưa tay kéo một cái. Liền đem cả người Hạ Giai Trinh ôm vào trong ngực, để cô ngồi trên đầu gối của mình. Tay cũng là tự nhiên mà rụt lại. Một lúc lâu sau hai người cũng chưa nói chuyện trở lại. Diệp Phàm, anh có tin tôi không? Hạ Giai Trinh quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trên mặt không ngờ lại hiện lên một vẻ rất ngây thơ, trong suốt, ngay cả một chút đỏ mặt cũng không có. Đương nhiên là nếu nói Hạ Giai Trinh cô phóng đãng thì trên đời này chắc hẳn sẽ chẳng tìm được ai ngây thơ trong sáng nữa rồi. Diệp Phàm bất ngờ khen tặng Hạ Giai Trinh một câu, khiến cho cô nàng tương đối là thấy thoải mái, thở dài, nói. Anh tin tôi là tốt rồi, kiếp này tôi phóng đãng cũng chỉ là vì anh thôi, ôi. Tôi hiểu rồi. Diệp Phàm cũng là nhẹ nhàng lên tiếng, một lúc lâu sau, hắn giơ tay cài lại mấy cái nút áo cho Hạ Giai Trinh, nói. Tạ Trụ Sơn vẫn cứ hiền lành chứ. Trước mặt thì vẫn còn, sau lưng có làm chuyện gì vụng trộm hay không thì không biết được. Tuy nhiên, Diệp Phàm, nghe nói ở huyện Trống ra hai vị trí ủy viên thường vụ, việc này anh nên tranh thủ tốt một chút. Tôi thấy là nên làm sớm chứ không nên để chậm trễ, nếu không thì sẽ quá muộn mất. Hạ Giai Trinh đảo mắt nói, nhưng xem ra lời nói rất là thành thật. Cô cũng biết chuyện này à? Diệp Phàm hơi có vẻ kinh ngạc. Đoán chừng là do chú của cô là Hạ Cẩm Tùng nói cho biết, tuy nhiên hắn vẫn đảo mắt nói. Việc này đối với tôi mà nói là tương đối khó, kinh nghiệm và lý lịch cũng không có. Việc này còn chưa phải là việc quan trọng, chủ yếu là ở trên thành phố không có quen biết ai, muốn xác định được danh sách ủy viên thường vụ huyện ủy Ngư Dương, chắc chắn là phải đưa tới hội nghị thường vụ thành ủy để thảo luận rồi. Ủy viên thường vụ thành ủy, tất cả đều là quan lớn cấp phó giám đốc sở. Nắm thực quyền rất lớn, tôi chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ bé thì làm sao có thể lọt vào mắt thần của bọn họ được. Khó khăn đương nhiên là khó rồi, nhưng vẫn nên đi tranh thủ một chút. Tôi có thể nhờ chú tôi đi liên hệ trước dùm một chút, giao tình giữa chú ấy với chủ tịch thành phố La có lẽ vẫn còn tốt. Những điều Hạ Giai Trinh vừa nói ra khiến cho Diệp Phàm trong lòng vô cùng mừng rỡ. Vốn là hắn đang lo lắng không thể liên hệ được với mấy nhân vật số 1 số 2 thành phố. Nếu giờ có thể liên hệ được với chủ tịch thành phố La Hạo Thông thì quả là tương đối có lợi. Biết đâu chủ tịch thành phố La lại có một số người cùng phe trong số mấy ủy viên thường vụ thành ủy thì sao? Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một lúc thì Diệp Phàm đã bình tĩnh trở lại, La Hạo Thông rõ ràng là không có qua lại với bí thư thành ủy Chu Càn Dương. Nếu liên hệ được với La Hạo Thông, vậy phải suy xét đến vấn đề đứng vào hàng. Nếu La Hạo Thông mà chịu giúp mình vấn đề này, sau này chẳng khác nào đã bán mình. Hơn nữa, ở Ngư Dương này còn cần phải được Cổ Bảo Toàn đề cử thì mới được, mà Cổ Bảo Toàn lại chính là người của Bí Thư Chu, cái này quả thật là xung đột với nhau, nhất thời khó có thể quyết định ngay được. Diệp Phàm lập tức cười nói. Được thôi, vậy để tôi chạy đi xem thử. Diệp Phàm đương nhiên là khéo léo từ chối, Hạ Giai Trinh trong một lúc không nghĩ được nhiều như vậy,
còn tưởng rằng Diệp Phàm có ý gì khác, cũng liền gật gật đầu, nói. Được rồi, khi nào anh muốn đi thì nói với tôi một tiếng, tôi dẫn anh đi. Cảm ơn cô, Diệp Phàm nói, trong lòng thầm nghĩ. Trước tiên vẫn phải bắt cổ bảo toàn mới được, nếu bên bí thư cổ có thể làm thông công việc, mà bí thư cổ lại là thuộc hạ trung thành của bí thư thành ủy Chu Càn Dương, vậy bên La Hạo Thông không thể đi lay động được. Bằng không, làm cây cỏ đầu tường, hai bên cùng lay động, không chừng kết quả lại là sôi hỏng bỏng không, cũng không lấy lòng được cả hai bên, công dã tràng. Tuy nhiên nghe nói Lô Trần Thiên là liên minh với Chu Càn Dương, việc lần này chắc chắn là Lô Trần Thiên sẽ đưa Lô Vĩ lên trước, kéo theo thêm một đám người Chu Càn Dương cũng sẽ ủng hộ Lô Trần Thiên. Nếu như mình lại trộn lẫn vào đó, phải chăng là sẽ ảnh hưởng đến Lô Vĩ? Hơn nữa, Ngư Dương chỉ có hai ghế trống, Chu Càn Dương chẳng lẽ có thể lấy hết? Tuy nói rằng Ngư Dương chỉ là một huyện nghèo, nhưng mà dân số cũng không ít, bốn đại gia tộc cũng có nguồn gốc từ đây mà ra, làm đến quan lớn cấp sở cũng phải đến gần 10 người. Tuy nói là bốn đại gia tộc không hòa hợp lắm, nhưng thường thường là lãnh đạo ở thành phố có thể lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ để làm chút ngụ ý. Ví dụ như người nhà Ngọc Gia nếu nói muốn làm chức vụ quan trọng ở huyện thì ông thần tài ở tỉnh Ngọc Sử giới kia phải tốn chút tâm huyết ở thành phố mới được. Ví dụ như vì sao trưởng ban chỉ huy quân sự Tạ Cường ở huyện ủy vẫn tương đối mạnh mẽ, cứng rắn, chính là bởi vì người thân của gã ta là Tạ Khai Phát ở tỉnh ủy đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban thư ký, có khi cũng có thể chiếu cố một chút cho thành phố Mạc Hương. Cho nên, mặc dù tình trạng của Ngư Dương phức tạp, nhưng Chu Càn Dương và La Hạo Thông vẫn không muốn buông tha. Vậy phải để xem Chu Càn Dương có năng lực hay không. Phương diện này lợi ích liên quan rất phức tạp, thật sự là phức tạp không thể giải quyết, làm sao một nhân vật nhỏ như mình có khả năng đo lường được tất cả mọi việc. Tuy nhiên, Diệp Phàm suy trước tính sau, quyết định là sáng mai sẽ đến chỗ cổ bảo toàn, trước tiên khai thông một cửa của cổ bảo toàn rồi tính tiếp. Khi xe trở về thuận đường đi đập nước Thiên Thủy, gặp mẹ nuôi Diệp Kim Hoa, thăm hỏi Lý Lão Gia, sau đó khi trở về đi ngang qua Lâm Trường Cảnh Dương, đột nhiên nhớ tới giám đốc Lâm Trường Trịnh Khinh Vượng, trước kia có nghe nói ông ta cùng với chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Tần Thiên Cương có quan hệ rất tốt, trong lòng cũng khẽ rung động, xe đi thẳng vào Lâm Trường Cảnh Dương. Nhìn thấy Diệp Phàm thì Trịnh Khinh Vượng vẫn nhiệt tình như trước, trực tiếp liền mời hắn đi ăn cơm. Chỉ có điều người yêu của Trịnh Khinh Vượng chính là Phương Lan Hinh chị của Phương Nghê Muội biểu hiện hơi có chút mất tự nhiên, chỉ là che giấu rất tốt, tuy nhiên cảm giác nhạy bén của Diệp Phàm vẫn cảm nhận được. Diệp Phàm biết rằng trong lòng cô vẫn còn có khúc mắc, tuy vậy hắn cũng không nói gì, làm như không biết gì vậy. Cơm nước xong liền trở về văn phòng của Trịnh Khinh Vượng, Phương Lan Hinh sau khi pha trà xong cũng biết điều mà nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Diệp huynh đệ, Lực Văn may mà còn có cậu chiếu cố. Hiện giờ đã là nhân vật số 2 của phòng xúc tiến đầu tư huyện, nghe Lực Văn nói rằng chủ nhiệm Diệp trong lúc học tập ở trường đảng của tỉnh ủy còn gọi điện thoại cho bí thư cổ, chỉ đích danh muốn Lực Văn đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng thường trực phòng xúc tiến đầu tư. Tất cả mọi việc Lực Văn cũng đã nói hết với tôi rồi, trong lòng tôi thật sự là vô cùng cảm kích cậu. Trịnh Khinh Vượng mới bắt đầu liền tỏ vẻ biết ơn. Anh Trịnh, hai chúng ta mà còn nói chuyện ơn nghĩa làm gì, có phần hơi khách sáo. Anh Trịnh là anh em tốt của tôi, Lực Văn cũng là người anh em tốt của tôi mà. Hơn nữa, biểu hiện của Lực Văn xưa nay cũng không tệ, phòng xúc tiến đầu tư huyện từ không đến có, đến giờ bộ máy lãnh đạo, cấp dưới phòng cũng đã thành lập xong, hơn nữa chỉ mới nửa năm đã mang lại hơn 10 triệu tiền đầu tư, coi như là đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ huyện đã giao cho. Tôi tin rằng bí thư cổ và chủ tịch Vệ nhìn thấy vậy trong lòng cũng rất vui vẻ. Mặc dù là tôi không đề cập tới, Lực Văn cũng sẽ được thăng chức thôi. Chỉ có điều là kinh nghiệm và lý lịch của Lực Văn vẫn còn kém một chút, bằng không thì tôi cũng chẳng ngại đề cử cậu ấy vào chức cục trưởng phòng xúc tiến đầu tư, ôi có chút đáng tiếc. Diệp Phàm khiêm tốn nói xong liền thở dài. Ha ha, Diệp huynh đệ, không thể nói như vậy được, Lực Văn có thể ngồi được lên đến chức phó cục trưởng thường trực là đã hài lòng lắm rồi. Tôi biết là vì chuyện này Diệp huynh đệ đã tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa. Về mặt nhân sự Diệp huynh đệ có thể làm được điểm này thì đó là Lực Văn có phúc rồi. Những việc đó tôi cũng không nói nữa. Diệp huynh đệ, mấy ngày trước tôi có quay về thành phố, nghe nói hình như huyện Ngư Dương đã điều đi hai vị ủy viên thường vụ rồi, có phải là cậu nên? Trịnh Khinh Vượng nhắc nhở Diệp Phàm. Ha ha, nếu anh Trịnh đã nhắc đến việc này,
chứng minh rằng việc này ở thành phố đã không còn là bí mật nữa. Thật ra hôm nay tôi đến đây cũng chính là vì việc này, tất nhiên, cũng là vì thuận đường đến thăm anh Trịnh. Diệp Phàm nói xong, đưa cho Trịnh Khinh Vượng một gói thuốc lá. Trịnh Khinh Vượng cũng là tiếp nhận, Diệp Phàm đã giúp y châm mồi. Trong lòng Diệp Phàm vẫn có điểm kỳ lạ, bởi vì trước kia hình như Trịnh Khinh Vượng không hút thuốc lá, làm sao bây giờ lại hút. Tự thuật xem tướng quan sát, cảm giác trong lòng Trịnh Khinh Vượng chắc chắn là đang có việc gì đó, bởi vì trên mặt y ẩn giấu rất sâu một tia lo lắng nhàn nhạt, nếu không phải Diệp Phàm biết thuật xem tướng và có đôi mắt chim ưng, tuyệt đối là sẽ không phát hiện ra được. Diệp huynh đệ, có chuyện này tôi xin nói thẳng, nếu Trịnh Khinh Vượng tôi có thể giúp đỡ chắc chắn sẽ hết lòng. Lông mày Trịnh Khinh Vượng giật giật, không hề nghĩ ngợi trực tiếp phát ra những lời này. Kỳ thật tuy là Trịnh Khinh Vượng ở vùng núi hẻo lánh như thế này, nhưng quyền lực cũng là không nhỏ. Đường đường là cán bộ cấp cục trưởng, hơn nữa còn kiêm nhiệm chức phó cục trưởng cục lâm nghiệp thành phố. Tại nơi hẻo lánh núi cao vô xa, nói Trịnh Khinh Vượng là chúa một phương cũng là chưa đủ. Hơn nữa, đối với tình trạng kinh tế hiện nay của Lâm Trường Cảnh Dương, Diệp Phàm cũng có nghe thấy. Biết rằng đó là một cái bánh cực lớn, một năm tổng thu vào cũng là tuyệt đối gấp mấy lần thị trấn Lâm Tuyền. Lâm Trường Cảnh Dương chẳng những có khu rừng cây trải dài qua mấy huyệt, hơn nữa lại có nhà máy chế biến gỗ, nhà máy đồ chơi, nuôi trồng hoa, tất cả các phương diện đều có liên quan tới. Nói y là cục vàng ngồi xổm trong khe suối cũng không đủ. Gỗ ở đó, một khi đã vận chuyển ra ngoài đó chính là tiền. Hơn nữa sau khi con đường của đập nước Thiên Thủy xây dựng xong, cũng có lợi cho việc kiếm tiền của Lâm Trường Cảnh Dương. Đời là vậy, làm việc gì miễn có tiền là được rồi. Chương 689, hàng này không phải hàng đó. Tục ngữ không phải có câu, những người giàu có ở trong núi cũng có người nhận họ hàng, người nghèo dù ở phố xá sầm uất cũng chẳng có ai thèm hỏi tới. Lời này dùng để hình dung về Lâm Trường Cảnh Dương tuyệt đối vẫn chưa đủ, cho nên, có nguồn tài nguyên dồi dào hỗ trợ, về các mối quan hệ qua lại ở thành phố thì Trịnh Khinh Vượng đều có thể chuẩn bị tốt. Tôi sẽ không khách khí nữa, ha ha. Lần này ở huyện Tranh vào thường ủy, liền trống ra hai vị trí, một là trưởng ban tuyên giáo đồng chí Tạ Mạo Phát, một người nữa là vị trí chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, nguyên là bí thư tên là Vương Sương Nhiên. Đối với vị trí này chúng ta không thể mong đợi vào được, do là đúng lúc này cục trưởng công an Lô Vĩ cũng muốn tranh thủ vào vị trí đó, hơn nữa Lô Vĩ cũng là người anh em tốt của tôi. Bởi vậy nên tôi phải nhắm chuẩn vào vị trí của đồng chí Tạ Mạo Phát sau khi đi đã để lại, với lại vị trí đó cũng thích hợp với thân phận của tôi. Tôi vốn là phó chủ tịch huyện, hơn nữa lại được phân công quản lý hai xã sáu thị trấn, nếu có thể kiêm luôn được chức vụ trưởng ban tuyên giáo thì càng tốt. Tuy nhiên, cái vị trí này, chỉ riêng ở huyện chúng ta cán bộ cấp cục phó có điều kiện phù hợp cũng đã không ít. Ví dụ như phó chủ tịch huyện được phân công quản lý văn hóa Cố Đức Ngũ là lão nhân, có kinh nghiệm và lý lịch rất sâu sắc, kinh nghiệm công tác cũng rất phong phú, ông ta quả thật là một đối thủ cạnh tranh rất nặng ký. Phó chủ tịch huyện Triệu Bính Kiện được phân công quản lý tài chính, nhắc đến cũng là bạn bè của tôi cũng không muốn nói tới việc này, ông ấy tuyệt đối là người có thực lực để cạnh tranh cái chức ủy viên thường vụ này. Phó chủ tịch huyện Tiếu Y Lâm được phân công quản lý công nghiệp, có một trong bốn gia tộc lớn của Ngư Dương chống đỡ, người này cũng là một đối thủ khó chơi. Hơn nữa người phụ nữ này là từ thành phố xuống, đoán chừng là việc qua lại ở thành phố cũng tương đối quen thuộc, ở thành phố đoán chừng người của Tiếu gia. Ví dụ như phó chủ tịch thành phố Tiếu, phó trưởng ban thư ký Tiếu cũng đã sớm có chuẩn bị, là một trong những đối thủ rất mạnh. Còn có phó chủ tịch huyện Lưu Kiện Phi, được phân công quản lý ủy ban kinh tế thương mại, quen biết rộng rãi, mạng lưới quan hệ rất rộng, nhiều năm kinh doanh cũng đạt được nền tảng rất tốt. Tôn Vinh Xuân cũng là đối thủ khó chơi, Triệu Thiên Khôn cũng là tay sành sỏi, ngoại trừ những người này, còn có hai vị trợ lý chủ tịch huyện cấp cục phó là Trương Quốc Hoa và Ngọc Xuân Thiền. Cho nên, đối thủ ở riêng huyện chúng ta cũng không dưới 7-8 người đâu. Mà việc xác định danh sách ủy viên thường vụ huyện ủy này, quyền quyết định lớn nhất là ở thành phố. Thành phố phải đối mặt với toàn bộ thành phố, có lẽ người ở Ngư Dương chúng ta tranh tới đầu rơi máu chảy, đến phút cuối cùng biết đâu được thành phố từ huyện khác hoặc cơ quan thành phố điều thẳng hai người xuống cũng không chừng. Còn có một nguyên nhân lớn nhất, tôi chỉ mới vừa được đề bạt chưa đến một năm, tuy nói rằng có làm được một chút thành tích. Nhưng ở Trung Quốc chúng ta vẫn rất luôn chú trọng về kinh nghiệm lý lịch, sự sành sỏi, mạng lưới quan hệ,
tình trạng của tôi thì tương đối không được lạc quan lắm. Diệp Phàm cũng không gạt Trịnh Khinh Vượng. Nói như vậy chắc chắn ông ấy cũng hiểu được, Trịnh Khinh Vượng tuy nói là tránh ở nơi rừng núi như vậy, nhưng cũng không có nghĩa ông ta là kẻ câm điếc, tin tức biết được cũng chẳng thua kém mình là mấy. Hơn nữa, Trịnh Khinh Vượng có kinh nghiệm quan trường rất phong phú, có lẽ trong lúc này còn có thể nhắc nhở mình thêm một phần gì đó. Ừ, Diệp huynh đệ có thể bình tĩnh mà phân tích tình hình hiện nay như vậy, chứng tỏ là cậu đã nhận thức được việc này rồi. Tuy nhiên, cậu cũng đã quá khiêm tốn rồi đó, chúng ta tuy không thể kiêu ngạo khoe khoang và ngông cuồng, nhưng cũng không nhất định là phải tự coi nhẹ bản thân mình. Mượn mấy phó chủ tịch huyện cổ hủ kia mà nói, kinh nghiệm và lý lịch của bọn họ là có, nhưng cũng không thể nói là bọn họ làm ra bao nhiêu thành tích, chỉ có điều là do bọn họ lớn tuổi hơn cậu thôi. Cậu đã làm ra thành tích, việc này, tin chắc rằng tất cả nhân dân thành phố đều có thể nhìn thấy được. Tiếng tăm của cậu rất vang dội, tuyệt đối là vượt qua tất cả bọn họ, báo tỉnh, đài truyền hình thành phố đều có bày ra thành tích của cậu. Hơn nữa, lần này cậu mới vừa trở về từ khóa huấn luyện thanh niên ưu tú thế kỷ của trường đảng, theo lý thuyết thì sau khi huấn luyện trở về phải được đề bạt lên một bậc. Tuy nhiên vị trí này của cậu khá đặc biệt, nếu được đề bạt lên thì bên phía chủ quản sẽ là chủ tịch huyện hoặc bí thư, việc đó rất khó khăn. Đề bạt lên một bậc nếu không được thì việc tranh vào thường ủy, coi như là đề bạt lên nửa bậc. Cấp bậc không thay đổi nhưng thực quyền thì tăng lên đáng kể, như vậy cũng phù hợp với tinh thần của tỉnh. Bằng không, khóa huấn luyện thanh niên ưu tú thế kỷ còn mở để làm gì? Tôi tin tưởng rằng Diệp huynh đệ đã có quyết định của riêng mình rồi, về phần thành phố, nói vậy chuyện này chỉ có mấy ủy viên thường vụ thành ủy mới có thể giúp được cậu, phó chủ tịch thành phố bình thường, cục trưởng gì đó đều là lực bất tòng tâm. Cho nên, mục tiêu chính của chúng ta chính là các ủy viên thường vụ thành ủy. Đối với mấy vị ủy viên thường vụ thành ủy ở thành phố, Diệp huynh đệ cũng chẳng phải người ngoài. Ông anh tôi đây liền cho cậu biết rõ ngọn ngành, bí thư Tần ở ủy ban chính trị pháp luật thành phố có quan hệ cũng không tồi với tôi. Ông anh tôi đây có thể giúp cậu lấy được một phiếu của ông ta, vừa lúc ngày mai tôi phải về thành phố, trước hết sẽ giúp cậu đặt một mối quan hệ. Trịnh Khinh Vượng rất là ngay thẳng, Diệp Phàm thẳng thắn như vậy, ông ta cũng không cần giấu giếm, trực tiếp chỉ ra Tần Thiên Cương. Việc đó cảm ơn anh Trịnh. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, xoay người từ cặp ra lấy ra hai cây thuốc Trung Hoa đặc biệt loại kém nhất đẩy lên trước mặt Trịnh Khinh Vượng, cũng không phải nói là Diệp Phàm lòng dạ hẹp hòi, chủ yếu là do hắn không muốn làm cho người khác kinh ngạc quá mức. Nếu như lấy ra loại thuốc lá đắt tiền của nhân vật vĩ đại hút, chỉ sợ là hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Loại thuốc lá đặc biệt như vậy thông thường mà nói cũng chỉ có mấy quan to cấp tỉnh bộ mới được cấp cho, cấp phó bộ chưa chắc đã có thể được cấp. Anh Trịnh, hai cây thuốc này một cây là tiểu đệ tôi xin biếu anh, cây còn lại là nhờ anh cầm để biếu cho mấy vị lãnh đạo ở thành phố. Diệp Phàm khe khẽ gõ hai cây thuốc, cười nói. Thôi đi ông em, thuốc tôi ở đây có rồi, cậu cứ cất đi để dành mà chuẩn bị, đừng có lãng phí. Không sợ cậu chê cười, tôi cai thuốc đã 2 năm, tuy nhiên gần đây lại bắt đầu hút lại rồi. Ban đầu hàng năm Lâm Trường cũng cấp cho tôi cả một thùng thuốc lá. Trước kia cai thuốc lá thì toàn bộ thuốc lá tôi dùng để tặng người ta. Có lúc quên tặng cho người ta nên thuốc lá cũng bị mốc rồi phải bỏ luôn. Tôi thật ra là muốn tặng cho ông em cậu mấy cây thuốc. Hiện giờ tự mình hút cũng hút không hết. Cho nên thuốc này đối với tôi là không cần thiết đâu. Cậu mang về đi, anh em chúng ta còn nói tới mấy chuyện này để làm gì. Nếu như thật muốn nói thì chú em Lực Văn nhà tôi không phải là nên mang cả xe thuốc đến biếu cậu hay sao, ha ha. Trịnh Khinh Vượng cũng không khách sáo, nói chuyện giống như là anh em thân thiết vậy, khiến cho Diệp Phàm vô cùng cảm động. Biết rằng Trịnh Khinh Vượng còn chưa biết được điểm đặc biệt của thuốc này. Hơn nữa, Trịnh Khinh Vượng thản nhiên nói xong, xoay người tiện tay lấy ra một cái hộp rất tinh xảo từ trong ngăn tủ, đẩy lên trước mặt Diệp Phàm, cười nói. Đây là tinh phẩm tôi mới được cấp, nghe lãnh đạo nói đây là hàng chất lượng cao được nhà máy thuốc lá Thượng Hải trực tiếp làm. Diệp Phàm cũng không từ chối. Mở ra sau đó nhìn lướt qua, phát hiện ra quả thật đây là hàng chất lượng rất tốt, đóng gói cũng có khác biệt. Tùy tay mở một bao rút một điếu ra hút, phát hiện ra cũng không phải là đặc biệt lắm, trong lòng cũng lắng xuống, cười nói. Mùi vị quả thật là rất tinh khiết. Trong lòng cũng đang cười thầm nói. Tôi còn trưởng Trịnh Khinh Vượng có thứ gì đặc biệt, làm cho tôi một phen hồi hộp. Xem ra thứ đặc biệt này cũng được bày bán ở ngoài,
nếu mọi người đều có thể dùng tiền mua được thì làm sao có thể gọi là đặc biệt cung cấp được. Đặc biệt cung cấp là đặc biệt cung cấp, chính là chỉ chuyên cung cấp cho một số người thôi. Đã có mặt với tất cả mọi người thì làm sao có thể gọi là đặc biệt được. Không tệ chứ chú em, ha ha, nghe nói thứ này muốn làm ra cũng phải tốn một chút công sức. Trịnh Khinh Vượng hơi có vẻ vênh váo. Ông anh này, thuốc này không phải là loại thuốc đó, anh thử hút một ít xem sao. Diệp Phàm mỉm cười, giơ tay lên khẽ gõ gõ vào hai cây thuốc của mình và cây thuốc tinh phẩm Trung Hoa của Trịnh Khinh Vượng vừa lấy ra, lại ném một điếu qua đó. Thuốc này không phải loại thuốc đó là có ý gì, thuốc còn có loại gì khác nữa sao? Chẳng lẽ thuốc này của chú em cũng là từ nhà máy thuốc đặt làm một loại thuốc tinh phẩm khác sao? Trịnh Khinh Vượng nhất thời cũng chưa phản ứng kịp, không phải chưa phản ứng kịp, bởi vì ông ta cơ bản là không dám nghĩ tới việc Diệp Phàm có thể có được loại thuốc đặc biệt cung cấp. Cái loại này nghe nói chỉ có mấy vị quan lớn cấp tỉnh bộ mới được cung cấp, hơn nữa số lượng cũng có hạn. Loại đặc biệt cung cấp Trịnh Khinh Vượng cũng không phải là chưa từng hút qua, có khi lên tỉnh, ngẫu nhiên khi lên cơn nghiện cũng có được một hai điếu để hút. Nếm thử một chút là hiểu được, thử xem mùi vị có khác hay không, ha ha. Diệp Phàm mỉm cười ừ một câu, càng khiến cho Trịnh Khinh Vượng hứng thú hơn, tiếp nhận lấy thuốc lá của Diệp Phàm, hút một hơi, còn nhắm mắt lại, nhìn bộ dạng quả thật là đang thưởng thức thuốc lá. Một lúc lâu sau, khuôn mặt Trịnh Khinh Vượng có chút biến đổi, khóe miệng không cẩn thận co giật một chút, đến cuối cùng, vẻ mặt rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm cả nửa ngày, rồi nói ra một câu khiến cho người ta chả hiểu ra sao cả. Đây là thật sao? Dường như phải, hẳn là phải. Tuyệt đối là chính phẩm, tôi có một người bạn ở đội báo săn Thủy Châu, cái này là của anh ấy cho. Diệp Phàm cười nhạt, Trịnh Khinh Vượng không cẩn thận khóe miệng lại co giật một chút, liên tục thở dài. Không thể tin được Diệp lão đệ quả thật là giấu tài không để lộ, quả là cao nhân. Ông anh cứ nói đùa, đại ca của tôi bất quá chỉ là lăn lộn ở trong bộ đội đặc chủng thôi, với chính phủ của chúng ta không có gì liên quan cả. Anh ấy cũng chẳng giúp được tôi cái gì. Thuốc này thật ra hàng năm chỉ có thể cho tôi ăn bớt được mấy cây thôi, ha ha. Lời nói của Diệp Phàm có đánh chết Trịnh Khinh Vượng cũng không tin được, có thể có được loại thuốc này thì sĩ quan kia cấp bậc lại là nhỏ hay sao? Ít nhất là vai phải đeo quân hàm cấp bậc thiếu tướng thì mới được, không thể tưởng tượng được là sau lưng Diệp Phàm còn có chỗ dựa vững chắc trong quân đội như vậy, khó trách lại. Trịnh Khinh Vượng đã nghĩ sai rồi. Vẫn nhờ anh Trịnh giữ bí mật giúp. Tôi không muốn quá nhiều người biết được chuyện này, nếu không, chỉ e rằng hai cây thuốc này cũng chẳng đủ cho bọn họ nữa, ha ha. Diệp Phàm bật cười ha ha. Cảm ơn Diệp lão đệ, tôi dùng tinh phẩm để đổi lấy hàng tốt, đừng nói là anh Trịnh tôi lợi hại, nhưng mà quả thật là tôi đã kiếm được một món lợi lớn. Tuy nhiên, loại tiện nghi này anh Trịnh quả thật là vẫn muốn chiếm, ha ha. Lông mày Trịnh Khinh Vượng đột nhiên giãn ra, giống như đột nhiên trẻ ra vài tuổi. Sự thay đổi của ông ta thật ra khiến cho Diệp Phàm hơi khó hiểu, hắn cười nói. Anh Trịnh, anh nói ngược rồi. Đúng ra là tôi phải cảm ơn anh chứ, làm sao lại là anh cảm ơn tôi thế này được, lời này có chút. Ha ha, người ẩn cư tự có đạo lý, không đáng kể. Trịnh Khinh Vượng thuận miệng nói, còn vừa nói vừa lắc lư cái đầu, xem ra là ông ta quả thật rất cao hứng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị trở về, lúc Diệp Phàm đang chuẩn bị lên xe, lại phát hiện một chiếc xe hàng có thùng xe mở, một số công nhân lâm trường ở dưới xe đang chất lên xe những thứ giống rễ cây, nhìn qua thấy có hình dạng vô cùng độc đáo. Thấy dưới đất xếp đặt mười mấy cái, đoán chừng là ghế bằng rễ cây dùng trong quán trà cao cấp. Mặt trên là những hình ô van bất quy tắc, so với mông của người thì lớn hơn nhiều, tuy nhiên, phần dưới còn lớn hơn nữa, đoán chừng là có bàn tròn lớn nữa. Hắn lập tức cười nói. Anh Trịnh. Lâm trường các anh có thể làm được ghế bằng rễ cây quả thật đúng là sản phẩm đặc trưng, làm một bộ để trong phòng quả thật là đã đề cao giá trị của căn phòng lên không ít, không cẩn thận khi tỉnh lại còn tưởng là trong nhà từ khi nào thì trồng một cái cây gì đó, ha ha. Chương 690, nội bộ tranh giành. Ha ha, Diệp lão đệ, đừng coi chỉ là một số cây bình thường, tất cả đều là để xuất khẩu, và tiền lời hàng năm cũng không tệ, chỉ một cái gốc cây như vậy. Vận chuyển ra nước ngoài bán cũng được đến 3-4 ngàn đô la. Hay là nếu chú em thích thì mang một cái về đi. Buổi tối cũng có thể ngồi trên đó mà thưởng thức trà, vẫn là lựa chọn không tồi. Trịnh Khinh Vượng vẻ mặt rất ung dung, cười nói.
vậy thôi đi, một cái cũng phải 3,000-4,000 đô la, đắt quá. Có chút đáng tiếc, hay là tôi trả tiền để mua một cái, không thể để lâm trường của các anh chịu thiệt được. Quả thật là Diệp Phàm cũng có chút thích cái gốc cây này, nghĩ đến việc khi nhàn hạ ngồi trên đó uống trà, nếu trong lòng còn ôm một cô nàng thì quả thật là lựa chọn không tồi. Không cần phải nói, chú em, coi như là anh đây tặng cho cậu. Mấy ngàn thôi, chúng ta nói chuyện đó để làm gì, khách sáo quá. Trịnh Khinh Vượng vô cùng nhiệt tình, lập tức sai 4 người công nhân khiêng gốc cây cho Diệp Phàm, 2 cái ghế và 1 cái bàn trà nhỏ, đương nhiên, cái bàn trà kia cũng là nguyên cái gốc cây hơi gia công một chút mà tạo thành. Dẫn đầu là một người công nhân trên mặt có một nốt ruồi màu đen hơi chần chừ một chút nói. Giám đốc Trịnh, cái gốc cây này là của công ty Walmart ở Mỹ đã đặt làm, tất cả đều là hàng cao cấp, mẫu là do bọn họ cung cấp bản vẽ cho nhà máy chúng ta làm. Số lượng giới hạn. Nếu mà mang đi một bộ thì sợ là khó có thể tìm được cây thích hợp để làm lại. Huống gì mặc dù là có thể tìm được, chỉ sợ là không kịp thời gian thôi, đừng thấy chỉ có 2 cái ghế và 1 cái bàn trà nhỏ, tất cả công nhân nhà máy gỗ của chúng ta đều phải tăng ca, làm hơn 10 ngày mới có thể xong được. Đến lúc đó người ta sẽ đòi bồi thường trách nhiệm, hơn nữa việc này Phó Giám đốc Mã và Quản đốc Trần đã có giải thích cẩn thận, tuyệt đối là không cho phép chuyển đi dù chỉ là 1 cái ghế. Có đúng không, Phó xưởng trưởng Ngô? Sắc mặt Trịnh Khinh Vượng lập tức trở nên u ám, khiến cho Phó Quản đốc Ngô giật mình, xem xét 4 phía một chút, lại nhìn Diệp Phàm, khuôn mặt khẩn trương cười nói rằng. Như thế này được không giám đốc Trịnh, qua một thời gian nữa chúng ta tìm được gốc cây thích hợp sẽ làm cho chủ nhiệm Diệp một bộ bàn ghế, đích thân đưa đến Lâm Tuyền được không? Chất lượng bảo đảm sẽ khiến chủ nhiệm Diệp hài lòng, hơn nữa lại có thể làm thêm 2 ghế nữa, vừa vặn thành một bộ. Thôi đi giám đốc Trịnh, hiện giờ cũng không gấp lắm. Lần sau đến tôi sẽ lại chọn một bộ mà. Diệp Phàm giật mình, cảm thấy rằng Phó Quản đốc Ngô có chút hơi khác thường. Bởi vậy mới khẩn trương nói vậy. Tại lâm trường cảnh dương này, không thể nghi ngờ được việc Trịnh Khinh Vượng được coi như là chúa tể ngầm của nơi đây. Tuy nhiên, nghe giọng nói của Phó Quản đốc Ngô thì hình như gã không mấy nghe theo Trịnh Khinh Vượng. Trước kia có nghe Trịnh Khinh Vượng giới thiệu qua. Công việc ở nhà máy gỗ của Lâm Trường là do Phó Giám đốc Lâm Trường Mã Chiếm Khôi chuyên phụ trách quản lý, Trần Nhị Thuận chính là quản đốc xưởng. Mà cái chết của cha của Diệp Nhược Mộng là Diệp Thủy Căn ở đập nước Thiên Thủy giống như là có liên quan đến Lâm Trường Cảnh Dương. Trước đây Diệp Thủy Căn vốn là công tác ở nhà máy gỗ này. Sau này cũng không biết là do nguyên nhân gì đã đắc tội với Trịnh Khinh Vượng, bị đày đến tuần tra ở Lang Đang Cốc tuần tra canh giữ, cũng chính là tuần tra cánh rừng. Trùng hợp thế nào lại bị chết tại sườn núi Lang Đang. Nghe nói lúc đó là do Lâm Tuyền Tam Phách Lý Đức Quý cõng về, còn Diệp Thủy Căn sau khi tỉnh dậy có thốt lên một câu, nói là Lý Đức Quý không phải là người tốt. Theo Nhược Mộng phỏng đoán là Lý Đức Quý đã thích mẹ nuôi Diệp Kim Liên. Vốn là nghi ngờ không biết Diệp Thủy Căn có phải do Lý Đức Quý hại chết hay không, bởi vì Lý Đức Quý có động cơ gây án. Tuy nhiên ngày đó Diệp Phàm đang truy kích gắt gao tội phạm truy nã đặc biệt loại A thì đúng lúc Lý Đức Quý bị Diệp Phàm đá cho gã một cước thiếu chút nữa là đã chết rồi. Trước khi chết nói lời nói thật, gã đã bảo là gã không hề hại chết Diệp Thủy Căn, mà hôm đó Diệp Thủy Căn từ vách núi Lang Đang ngã xuống, tất nhiên, là chính gã cũng không nhìn thấy. Lúc đó là do Trần Nhị Thuận của Lâm Trường Cảnh Dương gọi điện thoại kêu Lý Đức Quý đi cõng người. Hơn nữa lúc đó Trần Nhị Thuận còn đồng ý đưa cho gã mấy trăm tệ. Vào thời điểm đó thì mấy trăm tệ rất đáng giá. Bởi vì lương công nhân lúc ấy chỉ có mấy chục đồng thôi, như vậy đã gần bằng một năm tiền lương rồi. Ngay cả Lý Đức Quý cũng nghi ngờ là Diệp Thủy Căn có phải là do đám người Trịnh Nhị Thuận hại chết hay không, cho nên Diệp Phàm và Lô Vĩ vẫn luôn âm thầm điều tra vụ việc này. Đầu tiên là hoài nghi có phải Trịnh Khinh Vượng đã hạ thủ, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy chứng cứ. Mà trực giác của Lô Vĩ lại hoài nghi phải chăng chính là do Phó Giám đốc Lâm Trường Mã Chiếm Khôi làm, bởi vì ban đầu ở nhà máy gỗ Diệp Thủy Căn là do Mã Chiếm Khôi phân công quản lý. Chỉ có điều là nhất thời vẫn chưa tìm được bằng chứng xác thực, tất cả mới chỉ là nghi ngờ thôi. Hơn nữa, Mã Chiếm Khôi tốt xấu gì cũng là cán bộ cấp cục phó. Hơn nữa Lâm Trường Cảnh Dương là do Cục Lâm nghiệp thành phố trực tiếp quản lý, đương nhiên, Cục Công an thành phố cũng là đơn vị cấp trên của nó. Không khác gì là quản lý song song. Ngược lại là không có quan hệ gì với Ngư Dương, Lô Vĩ và Diệp Phàm sợ rút dây động rừng, luôn âm thầm điều tra, cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối gì.
vừa rồi đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện ra phó quản đốc Ngô với Trịnh Khinh Vượng giống như không có quan hệ gì, trong lòng mơ hồ cảm thấy có lẽ Trịnh Khinh Vượng cùng với Mã Chiếm Khôi cũng không thể nào cùng một phe được. Có lẽ vừa rồi trong văn phòng Trịnh Khinh Vượng che giấu rất tốt một tia u buồn, phải chăng chính là do Mã Chiếm Khôi khiêu khích cũng nói không chừng. Lâm trường Cảnh Dương rất lớn, là một đơn vị cấp cục trưởng, được chia thành 10 nơi, lại thêm vườn ươm giống, và cả khu trồng hoa, các chi nhánh phía dưới cũng rất là nhiều. Cho nên, trong nội bộ có tranh giành quyền lợi thì cũng chẳng thua kém gì so với một huyện ủy và ủy ban nhân dân. Nếu có thể phát hiện ra dấu vết từ mâu thuẫn của Trịnh Khinh Vượng và Mã Chiếm Khôi, có lẽ sẽ phát hiện được phương hướng đột phá để phá được vụ án. Cho nên, Diệp Phàm rất là tự nhiên mà đổ thêm dầu vào lửa. Mặt ngoài thì giống như rất là thông cảm cho Trịnh Khinh Vượng, sau này lại đến mang ghế gỗ đi, trên thực tế nghi ngờ là đang ly gián. Đương nhiên là muốn làm sâu thêm mâu thuẫn giữa Trịnh Khinh Vượng và Mã Chiếm Khôi. Phó quản đốc Ngô này có lẽ chính là cái mồi lửa, bởi vì nhìn nét mặt của ông ta, rõ ràng chính là người của Mã Chiếm Khôi kia. Không cần phải nói gì nữa đâu Diệp lão đệ, cái ghế này Trịnh Khinh Vượng tôi tặng chắc rồi. Trịnh Khinh Vượng quả thật là đã trúng kế, cảm thấy rất là mất mặt. Ông ta cười cười với Diệp Phàm, quay người lại phía phó quản đốc Ngô ngay lập tức ý cười liền biến mất, nói. Ngay lập tức gọi cho tôi chiếc xe hàng nhỏ chuyển thẳng đến nhà của chủ nhiệm Diệp, nếu không, bốn người các anh ngay lập tức cút khỏi Lâm trường Cảnh Dương này cho tôi, muốn làm phản à, hừ. Cơn tức giận của Trịnh Khinh Vượng giống như đặc biệt lớn, thật ra là khó trách tại sao cơn tức giận của ông ta lại lớn như vậy. Bởi vì gần đây Cục Lâm nghiệp thành phố có ý định muốn điều chỉnh bộ máy lãnh đạo của Lâm trường Cảnh Dương. Mà Mã Chiếm Khôi đương nhiên cũng mong đỏ mắt vị trí của Trịnh Khinh Vượng. Đó là lý do tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đầu tiên là xuống tay với bộ máy đảng ủy của Lâm trường Cảnh Dương, thừa dịp ông thay mặt giám đốc Lâm trường trong thời gian Trịnh Khinh Vượng đi học tập, đuổi đi hai tên cấp dưới thân tín của Trịnh Khinh Vượng, thay vào chỗ đó là người của mình. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Khinh Vượng sau khi hết khóa học trở về có cảm giác rằng trong cuộc họp đảng ủy, lời nói của ông ta hình như không có trọng lượng. Trước kia lời nói của ông ta đối với bộ máy đảng ủy Lâm trường chính là nhất ngôn cửu đỉnh, còn hiện tại thì thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh phản đối. Để lâu đến sau này, ngay cả Mã Chiếm Khôi có khi cũng sẽ ngấm ngầm mà đứng ra chống đối với ông ta. Biết rằng Mã Chiếm Khôi có phần đang đứng ngồi không yên, cho nên, tình thế tranh đấu trước mắt sắp tiến vào trạng thái vô cùng căng thẳng. Hơn nữa, ba vị phó giám đốc Lâm trường cũng đã bị Mã Chiếm Khôi lôi đi mất một người. Bằng không, Trịnh Khinh Vượng thật sự cũng bị họ làm cho mất đi quyền lực. Trịnh Khinh Vượng đương nhiên là không cam lòng chịu thất bại rồi, sau khi thất bại đoán chừng là phải quay trở về Cục Lâm nghiệp thành phố Mạc Hương làm một lão già phó cục vô tích sự rồi. Lâm trường Cảnh Dương này quả thật là một cái chén vàng, nếu mất đi nó sau này có muốn quan hệ với mấy vị lãnh đạo ở thành phố sẽ có những điều khó khăn. Phương diện này thì đương nhiên là Diệp Phàm khó có thể hiểu được, chỉ có điều là hắn cũng cảm giác được một chút mùi vị khác thường. Vừa nghe Trịnh Khinh Vượng nổi nóng lên như vậy, hơn nữa giọng điệu lại rất cứng rắn, mạnh mẽ, phó quản đốc Ngô và ba người công nhân kia lập tức hơi có phần trợn tròn mắt. Hơn nữa đêm nay cũng không có mặt phó giám đốc Mã và Trần Nhị Thuận ở đây, phó quản đốc Ngô đương nhiên là không có can đảm đối đầu cùng với nhân vật số một Lâm trường này rồi. Phỏng chừng có 90% khả năng chọc giận Trịnh Khinh Vượng thật sự hạ quyết tâm trừng trị họ, đến lúc đó thì ngay cả Mã Chiếm Khôi cũng không thể che chở cho họ. Cho nên, cứ lo việc trước mắt trước, sau này cho dù Mã Chiếm Khôi về có nổi nóng lên, thì tất cả mọi người đều có thể đem Trịnh Khinh Vượng ra làm bia đỡ đạn. Cho nên, phó quản đốc Ngô không dám lại hé răng thêm lần nữa, dùng ánh mắt, kêu mấy người còn lại mang hai cái ghế và một cái bàn trà nhỏ chuyển lên chiếc xe hàng nhỏ. Mà Diệp Phàm thì đương nhiên là sẽ không từ chối lần nữa, đương nhiên lý do của hắn là vì muốn kích động thêm mâu thuẫn giữa Trịnh Khinh Vượng và Mã Chiếm Khôi. Làm ra bộ dạng hơi ngượng ngùng mà nói rằng, tôi mà từ chối thì bất kính quá, ha ha. Sau đó lên xe chạy một nước, chỉ để lại Trịnh Khinh Vượng đang hừ lạnh một tiếng, và bốn người phó quản đốc Ngô đang có chút hoảng sợ. Kỳ lạ, phó quản đốc Ngô sao lại ngu dốt như vậy? Chỉ vì mấy cái gốc cây là đối đầu cùng với Trịnh Khinh Vượng, hơn nữa lại trước mặt mấy người công nhân kia nữa. Chẳng lẽ là đám người Mã Chiếm Khôi đã khuếch trương đến độ có thể đứng ra chống đối cùng với Trịnh Khinh Vượng rồi sao? Cho dù là như vậy,
cũng không có khả năng chỉ vì mấy cái gốc cây mà trở mặt như vậy. Diệp Phàm ngồi trên bàn gỗ, thưởng thức trà ô long, suy nghĩ cả trăm lần vẫn chưa tìm được giải đáp, luôn cảm thấy lạ lạ. Lại đứng lên, giơ tay đem ba cái gốc cây trở qua trở lại, gõ gõ một hồi từ trước ra sau, quả thật chỉ là ba cái gốc cây rất bình thường thôi. Chỉ có điều là góc tạo hình rất kỳ lạ, hơn nữa qua bàn tay gọt rũa, gia công đặc biệt của công nhân ở lâm trường, tạo ra được một ít khí chất nghệ thuật thôi. Chẳng lẽ cái gốc cây này có mưu mẹo gì, tuy nhiên vừa rồi ông đã dùng đôi mắt ưng xem xét qua, cảm giác được rằng bên trong cũng chỉ là gỗ đặc, cũng không có cất giấu vàng bạc châu báu hoặc là ma túy gì đó. Diệp Phàm miệng vừa nhắc tới, ngay lập tức lắc lắc đầu, cảm thấy rằng hình như thần kinh mình hơi quá nhạy cảm, có lẽ do quá áy náy với cái chết của Diệp Thủy Căn nên mới đâm ra nghĩ nhiều như thế. Bởi vì trong bùn đất lạnh lẽo ở đập nước Thiên Thủy có một cô nàng giống như thiên sứ đang nằm đó, Diệp Nhược Mộng. Cũng chính là cô ấy đã xả thân cứu hắn, hơn nữa, trước khi chết vẫn hy vọng là có thể làm rõ được cái chết của cha Diệp Thủy Căn. Trong lòng Diệp Phàm có chút hổ thẹn, câu đố này không trả lời được, đoán chừng là cả đời cũng không thể thanh thản lương tâm được. Nhược Mộng, mặc kệ là có bao nhiêu khó khăn, mặc kệ cái chết của cha cô có liên quan đến ai, Diệp Phàm tôi, chắc chắn phải làm cho rõ cái gì gọi là vương pháp. Tôi thề, cô cứ ngủ yên dưới đất đi, nếu tôi còn sống, tôi chắc chắn sẽ làm được. Diệp Phàm thì thào, chau mày. Đối với vụ án cũng như thế này, hắn cũng biết rằng, rất khó làm cho rõ ràng, nếu không, sẽ không có cái gì gọi là 10 đại án oan của lịch sử. Từ xưa cũng có án oan, hiện tại cũng có câu đố không giải được, nói rõ ra chính là có những vụ án là điều tra không ra. Chương 691, hoa nở khó hái vẫn phải hái. Mong rằng cái này không thuộc về sau. Diệp Phàm thở dài, đặt ly trà xuống, lái xe đi thẳng tới huyện Ngư Dương. Kế hoạch buổi tối là thuyết phục Tạ Mị Nhi, bảo cô ấy giật dây liên kết với Tạ Quốc Trung, tranh thủ một phiếu của ông ta. Bắt đầu từ giờ phút này, con đường tranh thường đấu tranh vào thường vụ của Diệp Phàm cũng coi như chính thức bắt đầu. Kỳ thật đã bắt đầu từ lúc ở lâm trường Cảnh Dương, con đường này có thể đi thông được không thì phải xem vận khí và thực lực của Diệp Phàm. Tới Thủy Vân Cư, Tạ Mị Nhi vẫn quyến rũ dịu dàng như thế, khiến người ta nhìn một cái là tràn đầy nhu tình. Trong gác lửng cao nhất, cô yên tĩnh nhìn Diệp Phàm không lên tiếng, Diệp Phàm thì lại bị cô nhìn chằm chằm làm cho trong lòng có chút sợ hãi. Hắn có chút ngượng ngùng cười nói. Mị Nhi, mấy tháng không gặp có phải không quen hay không, hay anh là một con quái vật to lớn trên đầu mọc sừng, mông mọc đuôi. Diệp Phàm đương nhiên là bật cười ha hả, không biết rõ trong lòng Tạ Mị Nhi rốt cuộc nghĩ gì. Hừ, giờ mới chịu nhớ đến em nhỉ, chủ nhiệm Diệp của chúng ta, anh là người bận rộn, không có chuyện gì thì không đến nhà tìm. Hôm nay làm sao rảnh rỗi đến thăm cái miếu nhỏ của em, thật là khách hiếm, em phải căn dặn thím Trương bọn họ đốt pháo hoan nghênh mới phải. Bằng không, chủ nhiệm Diệp đại giá quang lâm cũng chưa nghênh đón, làm thế coi sao được. Tạ Mị Nhi quay đầu đi, giống như rất tức giận, những lời nói chẳng đâu vào đâu từ miệng tuôn ra. Sao thế Mị Nhi, anh đến trường đảng học hơn 3 tháng, vẫn chưa quay về Lâm Tuyền, cho nên, xin lỗi nha. Có phải khi trong huyện có khách, đám người Trương Quốc Hoa không tới Thủy Vân Cư không? Diệp Phàm buồn bực vô cùng, nói. Trong lòng luôn nói thầm, còn tưởng rằng có phải bản thân đi vắng 3 tháng thì khu kinh tế Lâm Tuyền tiếp đãi khách không chiếu cố tới Thủy Vân Cư, làm cho Tạ Mị Nhi rất là buồn bực hay không? Hừ, người ta phó chủ nhiệm Trương mới không giống anh, một con sói mắt trắng chỉ người vô tình vô nghĩa. Tạ Mị Nhi lạnh lùng nói. Sói mắt trắng, ý gì? Diệp Phàm vẻ mặt cười khổ, nhìn chằm chằm Tạ Mị Nhi một thân xanh lục nhạt giả cổ, kết hợp giữa xưa và nay. Mái tóc như thác nước rủ xuống, ở giữa có vài bím tóc nhỏ như từng sợi thiên thần đang lắc lư. Chẳng phải sao, đi mấy tháng trời, tuy rằng anh không về Lâm Tuyền, nhưng anh cũng không thể cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về chăng? Em Tạ Mị Nhi là gì của anh, rẻ rách, quẳng vào trong góc rồi quên sao, tốt xấu gì anh cũng là anh nuôi của em. Đối với em gái mà như thế sao? Xem ra tiếng gọi em gái trước kia cũng là hư ảo, em Tạ Mị Nhi không thể trèo cao, sau này. Tạ Mị Nhi tức giận, nhưng cũng chịu nói ra nguyên nhân. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ chính mình quả thật có chút vô tình vô nghĩa, đi mấy tháng quả thật dường như một cuộc điện thoại cũng chưa gọi điện nói chuyện một chút với Tạ Mị Nhi,
cũng vì ở Thủy Châu có chuyện gì ràng buộc thì sẽ quên hết. Người nào đó hối hận. Trong chớp mắt nghĩ lại hành vi của chính mình, trong lòng cho rằng không phải bận rộn ở Thủy Châu, chủ yếu là từ trong lòng không dám kết giao sâu hơn với Tạ Mị Nhi. Chỉ sợ khi tình cảm đó càng ngày càng sâu nặng muốn rút ra cũng khó, đến lúc đó hại người hại mình. Bởi vì khoảng thời gian ở Thủy Châu, thật ra tinh lực chủ yếu của Diệp Phàm đều đặt ở Tống gia, từ tư lợi mà nói, vẫn là có chút mục tiêu muốn đả thông Tống gia. Cũng không phải nói là muốn thông qua Tống Trinh Giao để trèo cao lên Tống gia, thuần túy là một liên kết lợi ích. Tuy nhiên, chuyện của Tống gia đến phút cuối lại bởi vì Tào Mai Phương cứng nhắc ngăn cản mà gà bay trứng vỡ, kiếm được 50.000 thật ra còn chưa đủ tiền thuốc men cho Diệp Phàm. Em gái, anh quá bận rồi, xin lỗi. Diệp Phàm hơi cúi thấp đầu xuống, đưa tay ra, muốn kéo Mị Nhi, vì thế vội vàng xin lỗi. Đừng đụng vào em là con gái nông thôn tay vừa thô vừa bẩn, không thể làm bẩn đôi tay cao quý của chủ nhiệm Diệp của chúng ta. Tạ Mị Nhi hất tay, tránh khỏi móng vuốt sói của hắn. Chỉ có thể dùng sức mạnh, phụ nữ là thế, anh không dùng sức mạnh thì cô ta càng ngày càng cứng đầu. Nếu cứ luôn xin lỗi thì cô ta cũng không thể tha thứ Diệp Phàm nhẫn tâm, đưa tay ra lần nữa. Lần này Tạ Mị Nhi đương nhiên là không trốn khỏi Như Lai Phật trưởng của hắn. Một phen túm cái ở giữa, hắn nhẫn tâm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thân đi phía trước lùi một cái, ngay cả khinh thân để túng thuật cũng dùng tới, dường như đang đối phó một cao thủ quốc thuật ngũ lục đẳng. Tạ Mị Nhi một tiếng thét chói tai, sau truyền đến chỉ còn lại tiếng rên, bởi vì đôi môi gợi cảm của cô đã bị hắn cưỡng ép che lại, hơn nữa, không phải dùng tay để che miệng. Đương nhiên là dùng miệng của hắn. Thân mình cũng bị hắn đè lên giường, nhưng mà Tạ Mị Nhi rất cố chấp, chính là không chịu mở miệng, hắn lại không thể quá dùng sức, đưa đầu lưỡi lấn qua, nhưng mà, đầu lưỡi mềm cũng không thể mở ra cánh cửa lớn đóng chặt đó. Nếu có thể dùng nội kình có thể bước tới đầu lưỡi làm cho nó cứng rắn như sắt thì tốt rồi. Hắn mắng một câu tương đối xấu xa. Trong phòng truyền đến thanh âm hồng hộc rất là dồn dập. Tạ Mị Nhi không dám há mồm, cô biết miệng mà mở ra thì cứ điểm sẽ thất thủ, vẫn muốn tỏ vẻ phản đối, nhưng lại không thể há mồm, hai chân chỉ có thể đá lộn xộn. Tuy nhiên, hắn bởi vì là cao thủ quốc thuật thất đẳng, điều đó có thể cho phép Tạ Mị Nhi cô bé đáng thương chân yếu tay mềm dùng sức chói gà không chặt chân đá lung tung, thân thể hai người ép sát vào nhau, suýt chút hóa thành một người. Nếu tưới ít nước, kết dính lại với nhau cũng có thể hợp thành một người. Không há mồm phải không? Ngay cả chút khó khăn này cũng không giải quyết được thì tôi Diệp Phàm làm thế nào dám tuyên bố nắm bắt thiên hạ? Diệp Phàm trong lòng cười thầm, háo sắc làm cho con người to gan, đưa một tay ra kéo xuống dưới, một tiếng két vang lên. Sau đó, cái váy màu lục nhạt như lá sen trong xanh của Thủy Vân Cư của Tạ Mị Nhi bị hắn tuột xuống chân, hoảng đến nỗi cô phải mở miệng kêu ngừng. Tuy nhiên lần này cũng đã tính sai, một đầu lưỡi thừa dịp mà vào. Lập tức tiến vào nơi mềm mại ngát hương, như một con thuyền nhỏ tiến vào một bến cảng tràn đầy hương thơm. Chiếc thuyền nhỏ đó khuấy động một trận, lập tức trong bến cảng dậy lên sóng lớn, dâng lên ảo ạt. Hai con thuyền nhỏ bắt đầu đại chiến, quấn quýt nhau không ngừng, đụng chạm, phản kích, truy kích, hồi mã thương, thượng điệp hạ khiêu, chiêu thức gì cũng dùng hết. Dường như ở giờ khắc này, thời gian đã ngừng lại. Âm thanh hổn hển trong phòng càng ngày càng rõ. Dường như đang dự báo bão táp sắp xảy ra. Hắn đã tình mê, phim giả làm thật. Hắn đã quên hết mọi thứ, động tình rồi thì làm gì còn quản được cái gì thiên đạo nhân lý nữa. Tay hướng xuống dưới kéo một cái váy màu lục nhạt bị kéo xuống đùi của Tạ Mị Nhi đã hoàn toàn bị kéo xuống tới gót chân. Nhưng mà, lý trí của con gái vẫn là tỉnh táo một chút, khi cảm thấy thân dưới có chút mát mẻ thì lập tức có chút tỉnh táo trở lại. Không, không được. Nói ra được ba chữ, nhưng sau đó thì không lên tiếng nữa, bởi vì cửa miệng phát ra âm thanh hoàn toàn bị hắn dùng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường đóng kín lại. Có lẽ đây chính là hệ thống phản bác sinh vật chăng, nghe nói mạnh hơn rất nhiều so với Aegis Combat System, một gì đó. Một, Aegis Combat System. Aegis Combat System Wikipedia, The Free Encyclopedia. Soạt. Tiếng vải lụa bị xé rách chói tai truyền ra, không lâu sau. Trong phòng đã hiện lên một con sói và một con dê con lõa thể. Đại chiến bắt đầu. Cô ta giống như đã vùi vào trong, tình cảm đã hoàn toàn trào ra trong tiếng hổn hển, tuy nói không có chủ động phối hợp,
nhưng sớm đã tước vũ khí đầu hàng mặc cho địch bày bố thế nào. Hắn có kinh nghiệm dồi dào, không có đưa súng tiến thẳng đảo Hoàng Long, phỏng chừng cô ta có thể là lần đầu tiên, cảm giác thương hoa tiếc ngọc trào lên đầu. Làm xong hết giai đoạn chuẩn bị, Mị Nhi sớm đã xuân âm hời hợt, xuân tình chảy xuôi, xuân thủy liên liên. Nước chảy thành sông, cầm sắt tuy nói bởi vì Tạ Mị Nhi lần đầu tiên không thể hợp phách, nhưng coi như là dưới sự chu toàn của hắn thì đã tới bước đầu khổ tận cam lai, hết đắng thì tới ngọt. Tạ Mị Nhi sau một trận đau đớn, biết bản thân từ lúc này sẽ từ một cô gái kiêu ngạo lưu lạc làm một. Không lâu, đại chiến qua đi, trong phòng ngưng tĩnh đáng sợ. Lại trải qua hơn một tiếng sau, Diệp Phàm nhỏ giọng, có vẻ có chút khiêm ý. Mị Nhi, anh, chó heo cũng không bằng. Phàm tử, không cần phải nói, em, rất hạnh phúc. Cô ra rất ngượng ngùng mà thốt ra bốn chữ sau, làm cho hắn trong lòng hơi giảm bớt chút gì đó, dù sao rất khó hiểu, thứ này nói không thành tiếng, nói không rõ ràng. Lúc này không lên tiếng thì hay hơn, nói rồi thì thấy không nói là tốt hơn. Đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa bộ ngực cường tráng cao ngất của Ngọc Nhân, Diệp Phàm vô cùng thỏa mãn. Còn chưa ăn no, thấy ghét. Móng vuốt sói đó bị cô hất ra rồi rời khỏi giường. Phàm tử, em rửa cho anh, tay nghề của Mị Nhi rất tốt. Buồng vệ sinh truyền đến một trận cười nói nhỏ. Hắn nói, cũng sắp sánh bằng những người massage chính quy rồi, Mị Nhi, em từng học qua sao? Đương nhiên, em từng đi tập luyện qua, ha ha. Tạ Mị Nhi trên mặt tràn đầy xuân tình, dịu dàng, quyến rũ tới cực điểm, làm cho Diệp Phàm nhất thời sững sờ ngẩn người, nhìn chằm chằm khuôn mặt như hoa hồng nở rộ của Tạ Mị Nhi mà thở dài không ngừng. Hắn thở dài nói, kiếp này có thể có được Mị Nhi, tôi Diệp Phàm thấy đủ rồi. Em cũng vậy, kiếp này có thể được anh thương, em Mị Nhi chết cũng không tiếc. Đừng nói chữ chết, không may mắn, chúng ta còn phải thiên trường địa cửu. Diệp Phàm cố ý trách cứ nói. Tắm rửa xong. Anh, đêm nay anh ngủ lại chỗ Mị Nhi được không? Mị Nhi không ngờ mặc kệ ngượng ngùng, chủ động mời. Tuân lệnh. Hắn đương nhiên thầm vui mừng rồi, có chuyện tốt đẹp như vậy có thể từ chối sao? Ngoại trừ đầu óc sốt đến hồ đồ. Hai người đi dạo phố chơi, tay nắm tay làm người ta rất hâm mộ, làm cho đám đàn ông trên đường động lòng. Hồ ly lẳng lơ. Khi vừa mới quẹo sang một nơi khá hẻo lánh, phía sau lưng vang lên một âm thanh tương đối không hài hòa. Diệp Phàm cùng Tạ Mị Nhi cũng không để ý, tưởng đâu giọng nữ đó là đang nói người khác, hai người không ngẩng đầu lên, tiếp tục nắm tay đi dạo phố. Ê, nói hai người, một đôi hồ ly thối lẳng lơ. Lúc này, giọng nữ đó khá rõ ràng, hơn nữa Diệp Phàm cảm giác giống như từng quen biết. Kinh ngạc quay đầu, vừa thấy, lập tức có chút ngây người. Ngọc Kiều Long một bộ dạng như muốn ăn thịt người, một tay chống eo, môi khẽ động, nhìn chằm chằm Tạ Mị Nhi, dường như đang cắn răng. Hôm nay Ngọc Kiều Long mặc áo đầm bó sát người màu phấn hồng, loại váy dài đến đầu gối, bên dưới lộ ra đôi chân trắng tinh, dưới sự tôn lên của màu phấn hồng càng làm cho người ta tưởng nhớ muôn vàn. Vì là bó sát người cho nên phần eo càng thấy nhỏ hơn, phần mông hơi nhếch lên, nhìn thấy có chút khiến người ta phun máu. Là cô, sao lại nói thế? Diệp Phàm miệng động một cái, lạnh lùng hừ nói, trong lòng cũng có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói hẳn là hôm nay Ngọc Kiều Long đi học ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu mới đúng, sao lại chạy về huyện trùng hợp để hắn gặp được, hơn nữa gặp cũng thật đúng lúc, thật là xui xẻo. Chương 692, Tạ Mị Nhi vs Ngọc Kiều Long. Vì sao, điều này còn không đơn giản sao? Anh đã quên ước hẹn của hai chúng ta rồi sao? Ngọc Kiều Long miệng thì nói, mắt lại nhìn Tạ Mị Nhi quyến rũ thủy mị. Nếu so sánh hai cô thì Tạ Mị Nhi trời sinh quyến rũ, còn Ngọc Kiều Long thì hồn nhiên và có khí chất. Tạ Mị Nhi lại thành thục hơn nhiều, xuân lan thu cúc mỗi người mỗi vẻ. Ước hẹn, chúng ta có ước hẹn gì, thật là khó hiểu. Diệp Phàm trong lòng nói thầm, lén liếc nhìn Tạ Mị Nhi ở bên cạnh, phát hiện vẻ mặt của cô ấy khá bình tĩnh, giống như không hề có biểu hiện ghen tuông gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là chuyện của hai chúng ta, tôi không muốn nói cho mấy con hồ ly lẳng lơ biết, hừ. Ngọc Kiều Long tuy rằng không có rõ ràng chỉ ra ai là hồ ly lẳng lơ, nhưng lời nói đó cho dù là một kẻ ngốc cũng nghe ra được, không phải chỉ Tạ Mị Nhi thì còn ai. Ha ha, Ngọc Tiểu Muội, cô với chủ nhiệm Diệp có hẹn ước gì thì đó là chuyện của hai người, chớ đừng kéo tôi vào. Hơn nữa,
tôi và chủ nhiệm Diệp chỉ là quan hệ bạn bè, không phải loại mà cô nghĩ. Tạ Mị Nhi không ngờ nói ra một câu khó hiểu, dường như muốn gạt bỏ hết mối quan hệ với Diệp Phàm, điều này khiến cho Diệp Phàm rất là kỳ lạ. Nếu nói Tạ Mị Nhi sợ Ngọc Kiều Long, điều đó có lẽ không có khả năng. Chú của Tạ Mị Nhi là Tạ Quốc Trung, là kẻ đầu to ngồi vững vị trí nhân vật thứ ba trong thành phố, thế lực chưa chắc kém hơn so với Ngọc Gia ở Ngư Dương, thật có chút quái dị. Hừ, còn muốn gạt người, tay trong tay, vai kề vai còn nói không có quan hệ. Cũng như vậy rồi còn nói không có quan hệ, vậy thế nào mới cho là có quan hệ? Có phải đợi làm cái đó rồi mới là có quan hệ? Không biết xấu hổ. Ngọc Kiều Long phỏng chừng thật sự là tức giận, hai chữ lên giường ngại nói ra, nhưng lời đó vừa nói ra cũng là làm cho Diệp Phàm nhức đầu rất nhiều. Cô nói gì thế? Có liên quan gì đến cô? Đây là chuyện giữa tôi và Mị Nhi. Cho dù là cái đó rồi thì cũng là không có liên quan gì đến cô, ha ha. Diệp Phàm nhướng mày lên, dứt khoát làm rõ, nhìn bộ dạng bắt gian của Ngọc Kiều Long thì tức giận. Bản thân với cô ta cũng quả thật không có quan hệ gì, lần trước còn không phải vì cô ta cứ cố đòi ở nhà hắn, làm cho hắn không thể không buông tha cho ba của cô ta là Ngọc Hoài Thăng. Lúc ấy cũng là bị ba mẹ của hắn ép buộc, đến nay vẫn còn buồn bực đến trào máu, không ngờ người con gái này lại gây sự, thật mẹ nó tuyệt đối không thể nhịn được. Được, được, nghe thấy không có Tạ Mị Nhi. Anh ta cũng làm rõ, một đôi cẩu nam nữ. Tôi khinh. Ngọc Kiều Long tức giận đến mặt đỏ bừng, thân mình đều run rẩy, hốc mắt giống như hơi ướt át, phỏng chừng nước mắt đều chứa trong hốc mắt rồi. Liên tục khinh hết mấy tiếng, bộ dáng cực đoan khinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn đến nỗi hắn trong lòng sợ hãi. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, quyết định đùa nghịch con nhỏ này một phen đến cùng rồi nói sau. Mắt đảo nhìn một vòng. Phát hiện con hẻm nhỏ này dường như không có người nào khác ra vào. Lập tức túm chặt Tạ Mị Nhi vào trong lòng, mặt hướng tới Ngọc Kiều Long, vẻ mặt dâm đãng, miệng kề sát trên môi Mị Nhi hôn một cái. Hắn kêu lên. Môi của Mị Nhi thật là thơm. Anh. Ngọc Kiều Long tức giận đến nổi toàn thân run lên, đột nhiên ánh mắt hung dữ, giống như con sư tử cái Hà Đông phát tình, cũng không biết sức mạnh từ đâu tới, một phen lao thẳng tới. Diệp Phàm cũng không đề phòng trước cô ta sẽ tức giận như vậy, không cẩn thận bị đẩy một cái, Tạ Mị Nhi bị cô kéo từ trong lòng hắn ra. Tao đánh chết mày con hồ ly lẳng lơ. Ngọc Kiều Long dương nanh múa vuốt đánh về phía Tạ Mị Nhi còn đang sững sờ chưa kịp bừng tỉnh. Gây chuyện đủ chưa, hừ. Sau lưng vang lên một giọng nói lạnh đến tận xương, tay của Ngọc Kiều Long còn chưa nắm lên người của Tạ Mị Nhi, nhưng thân mình giống như chịu một sức mạnh rất lớn kéo lại, đứng không vững nữa. Xoay mấy vòng, vội vàng đưa tay tựa trên tường mới đứng vững, bằng không, chắc chắn như chó gặm bùn hay là ngã chỏng vó. Mị Nhi, chúng ta đi, đừng để ý bà điên này. Hắn không hề nể tình, hừ một tiếng, kéo Tạ Mị Nhi nhanh chóng rời khỏi, nhìn cũng không thèm nhìn Ngọc Kiều Long đang đứng tựa trên vách tường, gương mặt tràn đầy nước mắt. Em gái, em sao rồi? Sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói có chút lo lắng của Kháo Sơn Hổ, bên cạnh còn có Ngọc Miêu. Ngọc Hổ, Ngọc Cẩu và vài người của Ngọc gia. Hích hích. Ngọc Kiều Long nhún vai, dường như nhìn thấy cứu tinh, rốt cục khóc thút thít ra tiếng, chỉ vào Diệp Phàm khóc ròng nói. Anh ta ức hiếp em. Ức hiếp em, đánh em sao? Khuôn mặt của Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng lập tức trầm xuống, mặt mày tối tăm. Gã liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nghĩ tới cơn tức phải chịu đựng từ trước tới nay, nghĩ tới Ngọc gia bị hắn làm cho suýt chút trào máu. Gã không thể nào nhịn được nữa, hét lớn. Diệp Phàm, có phải mày âm hồn không tan hay không? Lần trước mày ở trước bàn dân thiên hạ ức hiếp em gái tao, bây giờ không ngờ ở trong con hẻm nhỏ còn dám chuyện xưa tái diễn, thật không biết xấu hổ, rốt cuộc mày có phải là đàn ông hay không? Theo tiếng hô của Ngọc Thế Hùng, cái gọi là tứ linh của Ngọc gia lập tức bao vây Diệp Phàm. Biệt hiệu tứ linh Ngọc gia là dành cho Ngọc Miêu Ngọc Thiết Quý, Ngọc Cầu Ngọc Đỉnh Nghiêu, Ngọc Hổ Ngọc Tiểu Thiên, Ngọc Ly Ngọc Đinh Đang. Bốn người kỳ thật là tay đấm sắt của Kháo Sơn Hổ, một số sản nghiệp của Ngọc gia đều do những người này trông coi. Ngọc Cầu tên thật là Ngọc Đỉnh Nghiêu, tính tình nóng nảy nhất, sớm đã không nhịn được rồi. Nhìn thấy trên vách tường trong con hẻm nhỏ có dựng vài thanh củi, tiện tay cầm vào trong tay, một bước nhấc lên, mặc kệ sống chết chạy thẳng tới chỗ Diệp Phàm đánh cho vài gậy lên người hắn. Anh Phàm, anh mau chạy đi.
thấy Ngọc Cẩu thế tới rào rạt đã dọa cho Tạ Mị Nhi sợ hãi. Thân mình xông lên trước, chắn ở trước người Diệp Phàm. Trong mắt cô, Diệp Phàm làm sao có thể đánh thắng mấy kẻ hung dữ này, tứ linh này ở khu vực Ngư Dương cũng là nổi tiếng đánh nhau. Đừng nói Ngư Dương, ngay cả mấy huyện lân cận của tỉnh Chiết Ninh nghe nói bốn người này đều có chút sợ hãi, huống chi còn có tên thủ lĩnh danh tiếng lẫy lừng Kháo Sơn Hổ. Nhưng cùng lúc với Tạ Mị Nhi thét chói tai thì ngoài ra cũng có một giọng nữ kêu lên. Đừng mà anh đỉnh nghiêu. Đương nhiên là giọng nói của Ngọc Kiều Long ở sau lưng, chỉ là âm thanh quá nhỏ, bị âm thanh của Tạ Mị Nhi lấn át, người bình thường cũng không nghe được. Đừng sợ Mị Nhi, mấy con chó sợ cái gì, ha ha. Diệp Phàm trên khóe miệng mỉm cười hòa hoãn, nụ cười này thì Tề Thiên là quen thuộc nhất rồi. Đây là nụ cười tiêu biểu lúc hắn sắp gặp xui xẻo. Nếu Tề Thiên ở đây chắc chắn sẽ lui vài bước để tránh gặp vạ lây. Diệp Phàm nhẹ nhàng túm Mị Nhi vào trong lòng, tay phải tung ra một cú đấm, tránh qua khúc củi của Ngọc Cẩu, thủ thế cong một cái, đụng thẳng vào cánh tay thô to của Ngọc Cẩu. Một tiếng giòn vang, Diệp Phàm thản nhiên cười không hề nhúc nhích, tuy nhiên, đồng chí Ngọc Đỉnh Nghiêu cũng bị một cú đấm đụng ra xa 3 mét, nghiêng nghiêng ngã ngã sau cùng đụng vào một hàng củi, phỏng chừng cũng là tương đối đau, răng cũng cắn lại. Bởi vì đống củi đó cũng rất thô ráp, thứ như vậy dù sao cũng dùng để đốt, ai có nhã hứng đi giày công mài rũa. Chỉ là đồng chí Ngọc Đỉnh Nghiêu rất cứng rắn không có hô đau mà thôi. Tuy nhiên, cơ bắp của gã lại đang run lên, đó là hiện tượng sinh lý tự nhiên, con người không thể khống chế. Thật có tài, ăn một đòn của tao. Phía sau truyền đến giọng nói khinh miệt của Kháo Sơn Hổ. Chậm đã, chơi như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Phàm vung tay lên hắng giọng cười nói, trong mắt tràn ngập nụ cười khinh thường hòa ái. Thích gì thì nói ra, ông tiếp hết. Ngọc Miêu Ngọc Thiết Quý phất một tay hô. Thằng nhóc, đừng có sung như vậy. Lần trước ở cục công an bị mình làm cho một cánh tay bị tàn phế, còn lại một cánh tay mà còn không yên. Diệp Phàm thầm nghĩ, miệng một chút cũng không chậm, nói. Chúng ta đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ đi, ở đó im lặng. Mấy người các anh cùng xông lên đi. Muốn chơi thì phải chơi lớn một chút, đánh cược một trận thế nào? Mày nói chuyện phải cẩn thận, đừng nói quá, bốn người bọn tao cùng xông lên, chỉ dựa vào mày, cần thiết sao? Ngọc Ly Ngọc Đinh đang tuy nói là nữ, âm thanh cười nói cũng hơi giống con quả kêu xuân. Như thế nào, không dám đánh cuộc sao? Không phải bốn người, là năm người chúng mày. Diệp Phàm khinh miệt nhìn lên, không ngờ ngay cả Kháo Sơn Hổ cũng bị kéo vào. Ha ha ha! Từng thấy kẻ điên cuồng nhưng chưa từng thấy kẻ điên cuồng đến không muốn sống như vậy. Được, được, chiêu này Kháo Sơn Hổ tao tiếp. Nếu đã muốn đánh cuộc thì phải có chút tiền. Kháo Sơn Hổ không ngờ đồng ý. Nhưng thật ra khiến Tứ Linh Ngọc Gia cảm thấy mất mặt. Bốn người bọn họ lên trận đã coi như rất nể mặt Diệp Phàm rồi. Còn muốn cộng thêm lão đại Kháo Sơn Hổ. Điều đó thì có chút ức hiếp kẻ yếu. Dường như xưa nay đều không phải là phong cách của Kháo Sơn Hổ. Lão đại của hôm nay dường như có chút kỳ lạ. Bốn người bọn họ đương nhiên sẽ không hiểu tâm lý của Kháo Sơn Hổ, kỳ thật trong lòng Ngọc Thế Hùng cũng có chút nghi hoặc. Vẫn luôn hoài nghi Diệp Phàm có phải có luyện qua mấy chiêu hay không, lần trước nghe Lý Hoành Sơn nói Diệp Phàm là anh em kết nghĩa của đoàn trưởng thiết binh đoàn báo săn. Nếu người xuất thân từ binh đoàn báo săn đều là người tài ba, vậy Thiết Chiêm Hùng tuyệt đối là một cao thủ. Từ đó suy ra, Thiết Chiêm Hùng chẳng lẽ không dạy cho thằng nhóc này vài chiêu, vậy Diệp Phàm rất có khả năng cũng là cao thủ. Hơn nữa, từ một cú đấm của thằng nhóc này làm cho Ngọc Cẩu văng ra vách tường cách xa 3 mét, có thể thấy quả thật có chút tài năng. Cho nên hôm nay vì an toàn mà suy xét, quyết định hạ thấp thân phận, cùng Tứ Linh quật ngã thằng nhóc kiêu ngạo, ngông cuồng rồi nói sau. Về phần nói mất mặt hay không mất mặt chỉ là thứ yếu, đánh thắng mới là vương đạo. Hiện tại Kháo Sơn Hổ đã thành thục, cũng biết được lập kế hoạch rồi. Giải thưởng thắng cược, anh nói xem dùng gì làm giải thưởng thắng cược. Diệp Phàm hơi hơi ngạc nhiên, thầm nhủ không phải là đồng chí Kháo Sơn Hổ muốn đưa tiền đến đây chăng, vì từ chối thì bất kính, có thể đánh một trận, lại kiếm được tiền, chuyện nhất tiễn song điêu, một cung tên bắn hai con nhạn, là khá tốt, thời buổi này không có ai chê tiền nhiều. Hơn nữa, loại người giống Kháo Sơn Hổ tuy rằng tương đối độc, nhưng nghĩa khí giang hồ học được trong TV cũng tương đối nặng, nếu thua rồi phỏng chừng cũng sẽ chịu thua. Rất đơn giản, mày thua rồi thì xin lỗi em gái tao. Mặc cho nó chút giận. Kháo Sơn Hổ ha hả cười gượng nói.
Đại ca, chỉ là điểm này thì quá dễ dãi cho thằng nhóc này rồi, tốt nhất làm cho nó chảy ít máu mới được. Ngọc Miêu sờ sờ lưng của mình bị vách tường cấn đến đau nhức hô nói. Chảy máu, được, Diệp Phàm, cộng thêm 500.000 tiền cược có dám hay không? Đừng nói mày không có tiền, có thể viết giấy nợ, lãi suất một ngày 5% là được rồi, ha ha ha. Kháo Sơn Hổ liếc nhìn Diệp Phàm một cái, tình thế tương đối mạnh. Chương 693, tình trạng thê thảm của Kháo Sơn Hổ. Trong lòng hắn cũng thầm nói, bớt đi một tháng tiền lương chẳng qua là vài trăm tệ, đi đâu lấy 500.000, ngoại trừ đi tham ô. Dựa vào danh hiệu chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền của gã, nghe nói trong tay có mấy chục triệu tiền làm đường, tham ô vậy thì càng tốt rồi, đúng lúc ông tiễn gã vào tù. 500.000, Diệp Phàm lẩm bẩm một câu, giống như đang trầm ngâm, thật ra là đang chơi chiêu cũ lạt mềm buộc chặt. Kỳ thực là muốn một lần nữa từ Ngọc Gia vơ vét một ít, dù sao Ngọc Gia có tiền, có thể vơ vét được 1 triệu thì càng tốt rồi. Phỏng chừng nếu có thể kiếm được 1 triệu cũng có khả năng làm cho Kháo Sơn Hổ đau lòng mấy tháng. Thật ra Ngọc Gia cũng không phải đặc biệt có tiền, tài sản không thể vượt qua 20 triệu. Hơn nữa là nhà cửa, đất đai, công ty thượng vàng hạ cám toàn bộ cộng lại mới nhiều như vậy. Nếu là tiền mặt 1 triệu thì là số tiền tương đối khổng lồ. Anh Phàm, không đánh cuộc nữa, chúng ta đi mau. Nếu bọn họ cố ngăn cản chúng ta thì em gọi anh hai tới. Tạ Mị Nhi rất lo lắng, thân mình luôn run rẩy, lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh hai cô Tạ Tốn. Không cần đâu. Diệp Phàm giơ tay đoạt lấy điện thoại của Tạ Mị Nhi, cười nói với Kháo Sơn Hổ. Đánh cuộc gấp đôi, tao muốn tiền mặt để ở trước mắt, hoặc chi phiếu cũng được. Của mày đâu? Kháo Sơn Hổ liếc hắn một cái, có chút kỳ lạ, thầm nói, thằng nhóc này sao lại nắm chắc như vậy? Chẳng phải tục ngữ có câu, không có 3 phần nắm chắc, không dám lên lương sơn, chẳng lẽ thằng nhóc này thắng chắc? Bằng không, nếu thua rồi thì gã chắc chắn phải lấy tiền từ khu kinh tế. 1 triệu, cho dù gã làm cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, Kháo Sơn Hổ quay đầu liếc nhìn Tứ Linh một cái, lại cộng thêm bản thân. Không thể nào 5 người mà đấu không lại thằng nhóc này. Nếu thật như thế thì quả thật phải mua miếng đậu hủ đụng chết đi, còn ở Ngư Dương lăn lộn gì nữa. Trong thẻ này có hơn 1 triệu, nếu không tin mày tùy ý kêu một người đem thứ này đi kiểm tra cũng được. Diệp Phàm từ trong ví tiền lấy ra một thẻ ngân hàng. Không cần, tao tin mày có. Kháo Sơn Hổ phất tay, cũng từng trong ví tiền lấy ra một tờ chi phiếu, nham hiểm cười nói. Đây là chi phiếu 1.200.000, tao vừa mới ký, vốn là muốn cho khách hàng, nay dùng cái này đi. Dứt khoát đánh cuộc 1.200.000, trong thẻ của mày không đủ có thể viết tờ giấy nợ, ha ha ha. Được, ra sau núi. Diệp Phàm dứt khoát rồi, nhưng mà, khi xoay người đi lại cười nói. Ngọc Gia mấy người chắc không quỵt nợ chứ. Hừ, chuyện này không cần mày quan tâm, mày cứ lo lắng cho bản thân mày đi. Kháo Sơn Hổ cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh hai, đừng đánh cuộc, không tốt. Lúc này Ngọc Kiều Long đứng một bên khuyên bảo. Em gái, đợi chút nữa thắng rồi em có thể tát tai thằng nhóc này vài cái, sau đó đá thêm mấy cước chút giận. Tốt nhất đánh thành đầu heo, để cho người làm anh này chút giận cho em, ha ha ha. Kháo Sơn Hổ càn rỡ mỉm cười, tin tưởng tràn đầy. Liếc mắt một cái, y lại nói. Nhưng mà Diệp Phàm. Đến lúc đó đừng đến cục công an lại nói Ngọc Gia bọn tao liên kết ức hiếp mày gì đó, trên xã hội có quy tắc của xã hội, điều này chắc là mày hiểu. Ha ha, không nhọc mày nhấn mạnh, điều này tao hiểu, chỉ cần mày có bản lĩnh mục nát đó. Đánh Diệp Phàm tao tàn phế thì tao tự nhận xui xẻo, tuyệt không tìm mày lấy 1 xu tiền thuốc men. Diệp Phàm bình tĩnh cười, hồn nhiên không để ý. Anh, không được đánh tàn phế, so chiêu là được rồi. Lúc này Ngọc Kiều Long ở một bên đột nhiên hô một câu, cũng là làm cho mọi người đều vô cùng kỳ lạ mà nhìn cô. Em chỉ là cảm thấy đánh tàn phế quá tàn nhẫn rồi, không cần thiết. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm bản thân, Ngọc Kiều Long khẩn trương giải thích một chút, rất có mùi vị giấu đầu lòi đuôi. Sau núi Nghĩa Trang Liệt Sĩ là một rừng cây rất lớn, là một nơi yên tĩnh, cũng không phát hiện mấy người. Bình thường đều là những ông lão bà lão ở đó luyện kiếm. Đánh thái cực quyền gì đó, đêm nay thì không thấy người. Nhưng thật ra ở chỗ âm u trong rừng cây ngẫu nhiên sẽ xuất hiện những đôi tình nhân ôm hôn nhau thắm thiết.
Ngọc Thế Hùng vừa đưa ánh mắt, Tứ Linh Ngọc ra là người tương đối hung dữ, lập tức nhảy vào trong rừng cây, đuổi hết toàn bộ những đôi tình nhân đang muốn hôn nhau, ôm nhau và mấy anh muốn sảm sỡ. Giờ phút này nơi đây đã thanh tĩnh trở lại. Diệp Phàm khí định thần nhàn, khóe miệng mỉm cười, nói. Đến đây, sớm kết thúc, tao phải nghỉ ngơi. Thằng nhóc, làm ra vẻ đại gia cái gì, ông không đánh cho mày gọi mẹ thì không mang họ Ngọc. Ngọc Hổ Ngọc Tiểu Thiên chạy lấy đà một hơn mười mấy mét, nhảy lên cao chừng hơn một mét, từ trên không tung ra một chân gào thét đá hướng về khuôn mặt của Diệp Phàm. Mà bên phải Ngọc Miêu Ngọc Thiết Quý cũng không chậm, xoay cánh tay thô to như thiết bổng của y, một chiêu quét ngang ngàn quân quét về phía phần eo của Diệp Phàm. Ha ha, nhảy khá cao đó. Diệp Phàm thản nhiên cười, trêu chọc một câu, nghiêng mình một cái, tránh được cú đá của Ngọc Tiểu Thiên, tiện tay tung một quyền ra. Làm cho một chân của Ngọc Tiểu Thiên bạt quét ngang hướng về phía Ngọc Thiết Quý, cái này trong Thái Cực Quyền gọi là bốn lượng bạt ngàn cân. Phải biết rằng Trần Khiếu Thiên là đệ tử thân truyền trong Thái Cực Quyền của họ Trần, Thái Cực đẩy thủ tuyệt đối có thể xứng được với cấp đại sư. Vì hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, khoảng thời gian gần đây, y đem toàn bộ công phu đè đáy hòm ra đánh Diệp Phàm. Ngọc Tiểu Thiên cảm giác bên cạnh truyền đến một sức mạnh, thân mình của y căn bản không nghe sai khiến. Trơ mắt mà nhìn chân mình hung hăng hướng xuống đá vào khuỷu tay của Ngọc Thiết Quý. Lập tức, vang lên một tiếng, Ngọc Tiểu Thiên té ngã một cái như chó gặm bùn, bởi vì cước này quá độc ác, căn bản dùng toàn bộ sức lực của toàn thân. Trực tiếp té ngã ra xa rừng cây 5 mét, bởi vì gần đây vừa mưa một trận, cho nên trong đất bùn còn hơi tơi xốp. Vì thế, Ngọc Tiểu Thiên hoàn toàn giống một con lợn rừng, miệng đâm thẳng vào trong đất bùn tơi xốp, gặm một miệng bùn đất. Dưới đất có một vết trượt rất rõ ràng, có cảm giác xe hơi đột ngột phanh xe. Phỏng chừng miệng cũng sưng lên rồi, nhất thời không bò dậy được. Mà cước đó của y cũng đá cho Ngọc Thiết Quý lăn ba bốn vòng trong rừng cây, nhìn phía khuỷu tay, sưng một cục màu xanh tím, cánh tay tê liệt một hồi, dường như không phải của mình nữa. Thiết Quý, Tiểu Thiên không sao chứ? Ngọc Đinh đang nôn nóng đến suýt khóc, hô nói. Còn chưa chết được, anh em, đánh nó tàn phế. Ngọc Tiểu Thiên quát, vừa mở miệng, đột nhiên cảm giác trước mắt có gì đen đen bay tới, vang lên một tiếng, cái miệng thối vốn gặm ít bùn lập tức bị một đống bùn bẩn nhét đầy miệng. Đống bùn này chỉ là cho mày một chút trừng phạt, nếu còn dám mắng người, lần sau cái đầu của mày sẽ không còn được thấy cái miệng, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vừa rồi tiện tay cúi xuống nắm lấy một nắm bùn rồi dùng như tiểu lý đao. Cho nên, trực tiếp làm cho miệng của Ngọc Tiểu Thiên toàn bộ bưng kín. Y u o vài tiếng, bởi vì trong miệng nhét đầy bùn cũng nói không ra chữ. Giống như ngay cả yết hầu của bị chặn lại, nhất thời không thở được, đến mức liều mình mà duỗi ngón tay móc họng. Ngọc Kiều Long ở một bên khẩn trương qua đó giúp đỡ móc họng. Cảm giác truyền tới mấy luồn sức mạnh, Diệp Phàm ánh mắt nhíu lại, vừa xoay người, một cước đá cho Ngọc Cầu Ngọc Đỉnh Nhiêu kêu thảm bay ra xa 5 mét. Y trực tiếp đụng vào mấy cây lan trúc thô cứng, nhưng không đụng gãy lan trúc. Chỉ có điều khi Ngọc Đỉnh Nhiêu chưa tới hạ bộ lan trúc thì con người dường như mềm liệt. Dường như trước mắt đột nhiên hiện ra một đống vàng bạc châu báu và mấy cô tiên nữ đầy trời, muốn giơ tay nhặt vài cái, ôm vài cô, nhưng tay đã nhấc không lên. Nói là trễ, đó là mau. Diệp Phàm tay phải giơ ngang, từ bên phải bay tới một sợi xích sắt. Đây là sở trường của cô nàng Ngọc Ly Ngọc Đinh Đang. Cô này bình thường cũng quấn trên eo một sợi xích sắt thô bằng ngón tay út. Chế từ gang cộng với vàng thật dung hợp với nhau, buộc vào bên hông bình thường có thể dùng làm dây lưng. Tuy nhiên, khi đánh nhau, sợi dây lưng xích sắt đó mà kéo ra, có thể dài khoảng 2 mét. Giơ tay xoay một cái như vậy, lấy cô làm trục, xung quanh 4 mét đều nằm trong phạm vi mà cô có thể khống chế. Hơn nữa sợi xích sắt đó dùng cũng tương đối túm, nếu bị cô ta túm lấy thì đừng mong thoát thân. Cho nên cũng cho người ta một biệt hiệu quen thuộc. Người bị cô ta hãm hại qua đều gọi cô là mỹ nhân rắn. Tuy nhiên, lúc này sợi xích sắt đó dường như mất linh rồi, vốn muốn trực tiếp chụp lấy đầu của Diệp Phàm, nhưng rõ ràng như sắp chụp chúng, nhưng quả thật không chụp chúng, ngược lại sợi xích sắt đó còn bị tay phải của Diệp Phàm bắt lấy trong tay. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, xoay sợi xích sắt, nội tức rót vào, xoáy ngược trở ra. Ngọc Đinh Đang cũng không ngờ kinh lực của Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy. Cứ như một con thuyền nát bị cái bánh quay khổng lồ kéo lấy, toàn thân không phòng bị xích sắt bắt ngược của Diệp Phàm hất lên trên không,
trực tiếp đập vào Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng đang độc ác tiến tới tấn công Diệp Phàm. Mà Ngọc Thế Hùng cũng là thu tay lại không kịp, muốn tránh mà không tránh được, bởi vì tốc độ quả thật quá nhanh. Thình thịch một tiếng, Ngọc Thế Hùng ôm Ngọc Đinh đang cuộn lại với nhau, trực tiếp lăn vào trong rừng cây mà hôn nhau. Cái này cũng đúng lúc, hai người một nam một nữ, kết hợp thành một đôi cũng tốt. Quất chết mày! Kháo Sơn Hổ nổi giận, hiện nay Ngọc Đinh đang hẳn là vẫn còn giận, một phen đoạt lấy sợi xích sắt trong tay cô, coi như cái roi quất về phía Diệp Phàm. Đến rất hay! Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, thân mình tránh qua một cái, lại xoay người, Kháo Sơn Hổ cảm giác trước mắt giống như có bóng người thoáng qua, muốn thu tay lùi về sau, dường như không kịp rồi, trơ mắt nhìn Diệp Phàm một cước đá vào eo gã. Lập tức, một tiếng xương cốt nứt ra vang lên rất nhỏ, Kháo Sơn Hổ tuy nói cũng có nền tảng nhị đẳng, nhưng Diệp Phàm người ta là thất đẳng, cũng không phải đơn giản như một cộng một là hai. Một cước đó đá xuống, phỏng chừng cũng có 700-800 cân kình lực rồi. Thân thể cường tráng của Kháo Sơn Hổ mặc dù có cường tráng hơn nữa cũng không có cách nào chịu đựng được. Lần này lại không bay ra xa mấy, chỉ khoảng cách 2 mét. Tuy nhiên, trên mặt gã toàn là máu, trên đầu sưng một khối to đùng u lên, mắt híp lại thành một đường, phỏng chừng rất khó coi. Gã lập tức ngồi xuống đất không thể bò dậy được nữa. Ha ha, ăn thêm mấy cước của tao thử xem. Diệp Phàm nhẹ giọng cười gượng, chậm rãi đi đến Kháo Sơn Hổ. Giơ chân ra đá nhẹ hai cước, Kháo Sơn Hổ lập tức ngồi sụp xuống, giống như da rồng bị rút gân. Anh hai dừng tay. Ngọc Kiều Long đang giúp Ngọc Tiểu Thiên móc cát trong miệng ra, y bị sặc, ho sặc sụa, Ngọc Kiều Long nhất thời còn chưa phản ứng lại. Khi cô bỗng nhiên vừa quay người lại, mới phát hiện tình trạng thê thảm của người anh, đang thét chói tai, dương nanh múa vuốt mà nhào lên, trực tiếp đẩy Diệp Phàm ra, toàn thân chặn ở trước người Kháo Sơn Hổ. Chương 694, em là bà xã của anh. Vì sao phải dừng tay, gã còn chưa chịu thua, tôi cũng là muốn kiếm tiền. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, đương nhiên hắn là cố ý, âm thanh đó cũng tương đối chói tai. Thôi đi anh Phàm, về đi. Tạ Mị Nhi ở đằng xa khuyên nhủ, biết Ngọc gia thế mạnh, nếu như Diệp Phàm thật sự cùng bọn họ trở thành tử địch thì ngày tháng sau này phỏng chừng khó sống. Chúng tôi chịu thua rồi, anh dừng tay. Ngọc Kiều Long hô, bộ ngực phập phồng như cuộn sóng hướng thẳng về phía Diệp Phàm rêu rao. Tuy nhiên giờ phút này đồng chí Diệp Phàm lại thấy như không thấy, trên mặt thầm cười, nói. Cô, không thể đại diện cho bọn họ. Nói xong lại giơ chân lên, làm bộ muốn đá. Anh dám. Ngọc Kiều Long ưỡn ngực hít bụng, bộ ngực như lựu đạn trực diện đồng chí Diệp Phàm. Nếu như hắn dám đánh phỏng chừng đôi lựu đạn thịt người đó tuyệt đối không hề hàm hồ mà bùng nổ đụng tới. Diệp Phàm co chân, khẽ cười nói. Tôi có gì mà không dám, đây là đánh cuộc mà. Nói xong lại làm bộ như muốn nghiêng mình đá người, đương nhiên, hắn đang trêu tức Ngọc Kiều Long. Tự nhiên là muốn thừa cơ hội, thuần phục một chút cô nàng khổng tước cao ngạo này. Anh thật sự nhẫn tâm sao? Anh ta là anh vợ của anh cũng có thể xuống tay. Ngọc Kiều Long đột nhiên lớn tiếng kêu to nói, có cảm giác như bệnh tâm thần. Anh vợ. Nói gì thế, buồn cười, thật là buồn cười. Sau khi Diệp Phàm ngơ ngác một hồi lập tức lên tiếng phá lên cười, cảm thấy chuyện này không thể tin nổi, Ngọc Kiều Long ngay cả lời này cũng có thể ngụy tạo ra. Nhưng mà, bởi vì quá đột ngột, cho nên, đồng chí Tiểu Diệp nói không lưu loát. Còn Tạ Mị Nhi một bên thân mình luôn run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngọc Kiều Long và Diệp Phàm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn Mị Nhi như vậy, Diệp Phàm sợ cô hiểu lầm. Khẩn trương hô. Đừng nghe cô ta nói bậy. Bậy bạ, ha ha ha, anh dám nói em nói bậy sao? Tết năm ngoái, mùng 8, em đã đến nhà anh rồi, ở suốt tới Tết Nguyên Tiêu 16 âm lịch. Chuyện của chúng ta ba mẹ anh, còn có Tử Y, còn có anh hai Diệp Cường, em trai Diệp, bọn họ đều nhận rồi. Hơn nữa lúc ấy nói sẽ quyết định, anh còn, đêm hôm đó, chúng ta còn ngủ chung một phòng. Diệp Phàm. Anh dám nói những chuyện này không phải sự thật sao? Da mặt của Ngọc Kiều Long lúc này tuyệt đối còn dày hơn đáy nồi. Lời đó vừa nói ra, lập tức chấn động mọi người, chưa xong, cảm thấy giống như còn chưa đủ chấn động, cô bổ sung thêm một câu rất quan trọng. Em là bà xã của anh. Đám người Ngọc gia Ngọc Miêu, Ngọc Hổ, Ngọc Cầu suýt chút hóa thành gà gỗ, ngay cả sự đau đớn trên người đều quên đi,
ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Ngọc Đại Tiểu Thư, trong lòng luôn hô xui xẻo. Nếu như thật sự giống như Ngọc Kiều Long đã nói, vậy hai người họ căn bản là đang chơi trò chơi đấu tranh nội bộ, còn chuyện gì nữa? Em gái, em không có sốt hồ đồ chứ? Kháo Sơn Hổ không chịu đựng được nữa, lau đi máu mũi trên mặt, có chút chua xót, hỏi. Không tin phải không anh hỏi Diệp Phàm xem, những gì em nói có thật hay không? Ngọc Kiều Long hừ nói với Diệp Phàm. Chuyện này, nói sao đây, lúc đó cô đến nhà tôi là do cô tự nguyện, hơn nữa, cái gì đó, lúc đó tôi còn không có ở nhà. Sau khi trở về cũng là bị ba mẹ ép buộc, hơn nữa đêm đó chúng ta tuy rằng ở cùng một phòng, nhưng tôi cũng không có đụng vào cô, trời đất chứng giám có thể làm chứng. Hơn nữa, sau đó tôi đã đến phòng em gái tôi rồi. Điều này hẳn là không coi như cái gì chăng? Hơn nữa, ba mẹ, chuyện đó còn không phải vì chuyện của ông cụ nhà cô hay sao? Diệp Phàm do dự, cảm giác nói chuyện càng không được lưu loát, nói một đống chuyện, làm cho người nghe mù tịt, vừa thật vừa giả. Nhưng mà, mọi người từ trong lời nói của Diệp Phàm cũng nghe ra được một chút, chỉ ít Ngọc Kiều Long đến nhà hắn là sự thật, hơn nữa hai người cô nam quả nữ còn ngủ cả đêm, còn có nào là ba mẹ thừa nhận gì đó mấy thứ lung tung lộn xộn. Diệp Phàm cũng không dám ở lại nữa, vung tay kéo Tạ Mị Nhi đang có chút kinh ngạc bước nhanh chạy đi, dùng trốn để hình dung là thích hợp nhất, bởi vì là gần như đang chạy. Kỳ quái chính là Tạ Mị Nhi cũng không ghen nhiều lắm, biểu hiện bình thường, sau khi đi tới trên đường cũng không có truy hỏi cặn kẽ về chuyện này. Nhưng thật ra làm cho Diệp Phàm có chút không yên, không biết trong lòng Mị Nhi đang nghĩ gì, thầm nhủ, chẳng lẽ cô ấy nể mặt mình, bây giờ không bộc lộ, đợi sau khi về nhà thì bùng nổ. Tuyệt đối là như vậy. Hắn đã sớm có chuẩn bị chịu quở trách, nhưng sau khi tới Thủy Vân cư Tạ Mị Nhi vẫn là biểu hiện đó. Hơn nữa kéo Diệp Phàm vào trong nhà vệ sinh, mở nước cho hắn tắm. Tạ Mị Nhi càng là không hỏi không nói, Diệp Phàm trong đáy lòng càng bất an. Thật lâu sau, hắn có chút ngượng ngùng nói. Mị Nhi, thật sự anh với cô ta không có chuyện gì hết, chuyện là như vậy. Diệp Phàm dự định đem chuyện xảy ra vào mùng mấy kể lại cho Tạ Mị Nhi nghe, cái miệng đó lập tức bị Tạ Mị Nhi hôn lấy, không lên tiếng. Sau một nụ hôn dài, Tạ Mị Nhi nhẹ giọng nói. Không cần phải nói nữa, em tin tưởng anh. Điều này cũng không tin anh thì thân thể của em cũng sẽ không cho anh đâu. Anh Phàm, chúng ta có mọi thứ một cách tốt đẹp đi. Mị Nhi, anh. Trong lòng Diệp Phàm có chút khó chịu, cảm thấy có chút thẹn với Mị Nhi. Nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Nhân, không muốn nói nữa, ngàn vạn lời cũng là dư thừa. Không lâu, điện thoại vang lên, không ngờ là Chánh văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy gọi tới, hẹn Diệp Phàm đi ra ngoài uống trà. Đi đi, đêm nay em đợi anh. Tạ Mị Nhi quá hiểu ý, ngược lại khiến cho Diệp Phàm trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, vẫn có chút áy náy. Địa điểm mà Trương Tân Huy chọn là căn phòng trong phòng hát. Chỉ có một mình y. Diệp Phàm biết chắc chắn y có chuyện dặn dò, cho nên vừa vào phòng thì cười nói. Anh Trương, mấy tháng không gặp, cuộc sống càng ngày càng thú vị rồi. Thú vị, đó có gì thú vị, cậu ở tỉnh thành mới có thú vị chăng? Tôi, ở Ngư Dương này, bận rộn muốn chết, cậu cũng đâu phải không biết Ngư Dương chúng ta khó làm, thân là đại tổng quản huyện ủy, các mặt đều cần tiền, không có tiền khó làm. Trương Tân Huy không ngờ vẻ mặt cười khổ. Sao thế? Anh Trương có phải gặp chuyện khó khăn gì hay không? Diệp Phàm đưa điếu thuốc qua, giúp y bật lửa mồi thuốc. Việc khó thì cũng thật sự có một việc khó, chẳng qua không phải việc riêng mà là việc công mà thôi. Trương Tân Huy chau mày, giống như khó mở miệng vậy. Anh Trương, có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi, cất giấu khó chịu có phải hay không, ha ha. Diệp Phàm bật cười ha ha, giảm bớt một chút không khí. Có thể cho ông anh mượn tiền trước được không? Trương Tân Huy đột nhiên nói. Mượn tiền, cần bao nhiêu? Diệp Phàm hơi hơi sửng sốt, không thể tưởng được Trương Tân Huy đường đường là ủy viên thường vụ còn muốn vay tiền. Đây cũng là một cơ hội tốt, trước đây tuy rằng có quan hệ của Trương Gia Lâm, kỳ thật Trương Tân Huy cũng âm thầm giúp hắn không ít, ân tình đó sớm đã trả xong. Bây giờ nếu như hắn có thể giúp đỡ Trương Tân Huy thì chuyện vào thường ủy của hắn còn phải nhờ y giúp đỡ. Hơn nữa, Trương Tân Huy chịu vay tiền của hắn. Nói rõ người ta tin tưởng hắn. Bằng không, người ta là ủy viên thường vụ huyện ủy, đại quản gia huyện ủy mà sợ không vay được tiền.
phỏng chừng hừ một tiếng sẽ có người dẫm lên phá cửa đến nhà tặng tiền. Vừa rồi tôi nói với cậu rồi, không phải vì bản thân tôi. Gần đây chỉ tiêu các hạng mục kinh tế huyện chúng ta tuy rằng đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Đặc biệt khu kinh tế Lâm Tuyền các cậu, theo công trình sửa đường dần dần hoàn công, kế hoạch bước đầu lấy giao thông kéo theo phát triển kinh tế đã thể hiện ra. Mà vốn đầu tư của khu công nghiệp Gành Quỷ Anh đạt tới 150 triệu, đó chính là đầu tàu kéo theo kinh tế toàn huyện tăng nhanh, có thể nói như vậy, cũng là hy vọng của Bí Thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ, trách nhiệm trọng đại, ông em cậu phải nắm chắc thôi. Dù sao cũng không thể lơi lỏng, khu công nghiệp kia chính là một con gà có thể để trứng vàng. Tuy rằng trạng thái cả huyện rất tốt, nhưng vì toàn diện phát triển kinh tế, trả giá cũng là thê thảm không đành lòng đó ông em. Trương Tân Huy hút một điếu thuốc, cho tới khi hút gần hết mà y cũng không cảm giác được. Thấy tàn thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay, Diệp Phàm vội vàng thay một điếu khác cho y, hơi có vẻ kinh ngạc, hỏi. Thê thảm không đành lòng, anh Trương, có nghĩa là sao? Nếu như trạng thái toàn huyện đều rất tốt, vậy tại sao lại thê thảm không đành lòng? Ha ha, ông em cậu chỉ quản một góc khu kinh tế Lâm Tuyền, hai xã sáu thị trấn trong đó là mấy xã, thị trấn giàu có nhất huyện chúng ta, còn lại 12 xã, thị trấn, ngoại trừ thị trấn Thành Quan và thị trấn Du Tiền, trên căn bản toàn là xã, thị trấn rác rưởi. Đương nhiên, danh hiệu rác rưởi chỉ có thể trong lúc anh em ta hai người mới dám nói, bằng không Bí Thư Cổ sẽ phê bình tôi. Ông em quản khu đất lớn so với 10 cái xã, thị trấn nghèo khác mà nói, có thể nói là dầu nứt đố đổ vách. Ngoại trừ hai thị trấn của Thành Quan, cộng 10 thị trấn còn lại ở cùng một chỗ, tổng chỉ tiêu kinh tế còn không đuổi kịp thị trấn Lâm Tuyền. Trương Tân Huy vừa mới nói đến đây, Diệp Phàm rốt cuộc không kìm nổi thuận miệng nói. Không thể nào, 10 thị trấn còn không bằng một thị trấn Lâm Tuyền, tôi cũng từng làm mấy chục ngày chủ tịch thị trấn của thị trấn Lâm Tuyền, cũng không giàu có như vậy. Một cái giá giống, danh tiếng dễ nghe mà thôi. Chỉ là tương đối mà nói, tốt hơn một chút so với những thị trấn khác mà thôi. Trước đây khi tôi làm chủ tịch thị trấn, các hạng chỉ tiêu của kinh tế Lâm Tuyền còn không bằng hai thị trấn trực thuộc Thành Quan là Thành Quan và Du Tiền. Sau này ngay cả thị trấn Nam Khê gần sát Thành Quan ở Thượng Du Lâm Tuyền cũng sắp đuổi kịp. Lúc đó, nói là thị trấn Lâm Tuyền có thể bằng được tổng chỉ tiêu kinh tế của hai ba cái xã ở phía Bắc và còn có chút tự tin. Nói thế nào thì một thị trấn cũng không thể bằng 10 cái xã, thị trấn, điều này quá. Diệp Phàm căn bản không tin một thị trấn Lâm Tuyền có thể đạt tới trình độ như thế. Ôi, ông em, cậu ở trường đảng học hơn 3 tháng, xem ra ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm khu đất ở khu kinh tế Lâm Tuyền, nhưng thật ra đã sơ sót đối với thị trấn Lâm Tuyền ngay dưới mắt. Nếu lời nói xuất phát từ nội tâm, ông em cậu như vậy thì không được, có lúc sẽ chịu thiệt thòi. Năm trước. Tổng thu nhập về tài chính và thuế vụ của thị trấn Lâm Tuyền mới hơn 1 triệu. Năm nay đến hiện tại đã qua 7-8 tháng, cậu đoán xem có bao nhiêu? Trương Tân Huy lộ ra nụ cười quái dị. Đến hiện tại, không tới 8 tháng, cho dù là mạng lưới giao thông Lâm Tuyền hoàn công có thể kéo theo kinh tế thị trấn Lâm Tuyền tăng tốc, nhưng cũng không thể đạt tới mức độ tăng trưởng theo hình thức vượt lên với tốc độ nhanh chóng, dù sao mạng lưới giao thông còn chưa hoàn toàn làm xong, phỏng chừng còn phải thêm 1-2 tháng. Cho nên, tôi suy đoán có 1.600.000 thì coi như đã tới đỉnh rồi. Hơn nữa, khu kinh tế Lâm Tuyền là lấy thị trấn Lâm Tuyền làm khu trung tâm, xây dựng trong thị trấn cũng tốn tương đối nhiều tiền. Mặc dù là tăng trưởng khoảng 30%, phỏng chừng còn không bằng tiêu dùng. Diệp Phàm phân tích có lý lẽ có căn cứ. Chương 695, Chánh Văn Phòng Huyện Ủy Thành tên ăn mày. Ha ha, 30%, ông em, cậu hoàn toàn lầm rồi. Xem ra cậu vừa trở về, cái gì cũng không rõ, tại sao thuộc hạ của cậu cũng không báo cáo tỉ mỉ cho cậu biết. Trương Tân Huy nhíu mày, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Có lẽ là bọn họ không ngờ tới, có lẽ là Mâu Dũng và Tạ Đoan làm việc quá bí mật, hơn nữa còn chưa tới cuối năm, kiểm kê cả năm còn chưa tiến hành. Ông em, không phải tăng trưởng 30%, mà là tăng trưởng gấp 3. Trương Tân Huy vừa nói ra, suýt chút làm cho Diệp Phàm bùng nổ. Thất thanh hô. Gấp 3, sao có thể? Nói thế chẳng phải là chỉ với thu nhập tài chính và thuế vụ của thị trấn Lâm Tuyền thì đạt tới khoảng 4 triệu rồi. Phải biết tổng thu nhập tài chính và thuế vụ năm trước của toàn huyện Ngư Dương chúng ta, ngoại trừ nộp lên trên cũng chẳng qua mới hơn 20 triệu. Năm nay, một thị trấn Lâm Tuyền đã tiếp cận 1/5 toàn huyện năm trước,
thành tích này quá rực rỡ rồi. Rực rỡ, cũng gần như vậy. Nhưng mà, một khi kiểm kê, phỏng chừng Mâu Dũng và Tạ Đoan cũng sẽ mặt mày rạng rỡ. Cái chức chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền của cậu, tuy rằng sự sáng lạn trên mặt tuyệt đối không thấp hơn bọn họ, hơn nữa mối quan hệ của cậu rộng, có thể diện lớn. Tuy nhiên, từ thành tích cụ thể mà nói, thành tích của ông em cũng không rõ ràng, mọi người nhìn thấy chẳng qua là hai xã sáu thị trấn toàn diện thông nhau, biểu hiện hiệu suất kinh tế phía sau phỏng chừng còn phải đợi khoảng 2 năm mới có thể thể hiện ra được. Mượn gành quỷ anh mà nói đi, tuy rằng cũng đầu tư rồi, nhưng tiềm chất nhất thời không thể thể hiện ra. Hiện tại, ông anh tôi có chút lo lắng, có chút tiếc nuối vì ông em may áo cho người khác. Trương Tân Huy thở dài, ngắm Diệp Phàm liếc mắt một cái. May áo cho người khác, Diệp Phàm miệng nhắc tới những lời này, trong lòng run lên, cảm giác lời này của Trương Tân Huy thâm ý sâu sắc. Ngày hôm qua khi tranh thường tranh đấu để vào thường ủy, lại không có suy xét tới Mâu Dũng, bởi vì y căn bản không đủ tư cách cạnh tranh với hắn. Lúc ấy chỉ suy xét một vài cán bộ cấp cục phó. Lúc này, lời nói của Trương Tân Huy, đối thủ mạnh mẽ đó lại xuất hiện. Mâu Dũng ở thị trấn lớn Lâm Tuyền, phỏng chừng bây giờ là bí thư thị trấn lớn thứ nhất Ngư Dương, hoàn toàn có năng lực, có hy vọng cạnh tranh danh sách trưởng ban tuyên giáo. Hơn nữa, muốn so sánh hắn với Mâu Dũng, một chút ưu thế cũng không có. Nghe nói Mâu Dũng có quan hệ thân thích với Ngọc Gia Ngư Dương, Ngọc Hoài Nhân trong thành phố phỏng chừng sẽ dốc sức trợ giúp. Hơn nữa nhà của Mâu Dũng ở trong thành phố, cha lại là phó chủ tịch thành phố, căn cơ trong thành phố vững chắc, mạng lưới quan hệ sâu, một người dượng là Ngọc Hoài Nhân, người dượng kia hình như là ban tổ chức cán bộ thành ủy ủy viên thường vụ phó trưởng ban Tiêu Bình Quốc. Những điều này đủ để Diệp Phàm biết hậu thuẫn của Mâu Dũng, có bao nhiêu chưa lộ ra thì Diệp Phàm tạm thời cũng không rõ. Hơn nữa, phòng trừng cậu ấm thành phố Mâu Dũng chịu tới nơi xó xỉnh Lâm Tuyền chính là nhắm vào cấp phó huyện. Sau một phen suy nghĩ cân nhắc, hai từ Mâu Dũng đã khắc sâu vào trong lòng của Diệp Phàm. Diệp Phàm quyết định lập tức bắt tay điều tra một chút về thân thế của Mâu Dũng rồi nói sau, bằng không, đột nhiên nhảy ra một con ngựa ô, trở tay không kịp thì có chút không đáng. Trương Tân Huy cũng không nói gì, tự mình ở đó thưởng thức rượu ngon, y phải để chút thời gian cho Diệp Phàm suy nghĩ một chút. Cảm ơn anh Trương. Diệp Phàm thốt ra một câu, nói rõ trong lòng đã nắm chắc. Đối thủ tiềm ẩn đáng sợ nhất, ông em phải cẩn thận chút, đừng lật thuyền trong cống ngầm. Trương Tân Huy lại nhấn mạnh một chút, làm cho Diệp Phàm trong lòng càng tăng thêm cảnh giác thật sâu. Hắn thầm nhủ, không phải là Mâu gia sớm đã có hành động ở chỗ bí thư cổ chứ, bằng không, vì sao anh Trương lại nói những lời đó? Anh Trương là người tùy tùng trung thành của bí thư cổ, lại là đại quản gia huyện ủy, nếu có chút gió thổi cỏ lay gì, phỏng chừng cũng sẽ rất rõ. Tôi phải nắm chặt hơn, bằng không thì quá trễ rồi. Diệp Phàm nghĩ, quyết định tăng nhanh bước tranh thường tranh thủ vào thường ủy, sau đó mỉm cười, gật đầu nói. Tôi sẽ chú ý, nhưng mà anh Trương, anh còn chưa nói chuyện vay tiền. Trong huyện không có tiền, tài chính của huyện hiện nay chỉ còn lại một cái túi rỗng. Cậu phải biết, Ngư Dương chúng ta phải tìm kiếm phát triển, các mặt chiêu đãi, chi tiêu cũng rất lớn. Trong huyện bây giờ sắp tới mức độ không mở được nắp nồi, không còn cơm gạo để ăn, cho nên muốn vay ít tiền của ông em để tạm thời vượt qua khó khăn rồi tính tiếp. Trương Tân Huy vẻ mặt bất đắc dĩ, phải một đại quản gia như y lên tiếng, quả thật có chút khó xử cho y. Đến tình trạng như vậy rồi, các mặt chiêu đãi không phải có thể nợ trước sao? Huyện các anh thiếu nợ, có nhà hàng nào dám đến hối thúc đòi nợ phải không? Cứ lấy phương tiện văn phòng mà nói, cũng có thể nợ trước, đến cuối năm kết toán. Diệp Phàm có chút nghi hoặc khó hiểu, theo lý mà nói thì dựa vào thể diện của Trương Tân Huy, thiếu vài món nợ thì ký cái tên là xong, chẳng lẽ những nhà hàng đó, ông chủ cửa hàng thật sự dám hối thúc đòi nợ? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy, nợ, món nợ năm trước của huyện chúng ta còn đang ghi nợ trên sổ của người ta, cậu nói xem, đến năm nay còn chưa trả được thì sao còn không biết xấu hổ lại đi nợ, da của người, bóng của cây, cũng phải cần thể diện chứ. Hơn nữa, cậu cũng đã thấy qua nha môn huyện chúng ta, ngoại trừ vẻ ngoài của hai tòa lầu mới đẹp một chút, càng đi vào trong, toàn là những tòa lầu xây vào thập niên 1960, chỉ những tòa lầu bằng gỗ xây trước giải phóng đã chiếm gần một nửa. Khuyết điểm thì không có, chỉ cần không ngã là được, tạm thời còn có thể chống đỡ, nhưng có những hạ tầng thì không thể nào làm việc, tòa lầu nguy hiểm phải tháo dỡ xây lại.
ở huyện không có tiền, một tòa lầu tháo dỡ xây lại, không có trên mấy triệu là không làm được. Lấy ở cấp trên một ít, hóa duyên khắp nơi một ít, nhưng mà vẫn là nghiêm trọng không đủ. Cho dù là cộng thêm vay vốn ngân hàng, cũng còn thiếu hơn 3 triệu tài chính. Hơn nữa công ty xây dựng hiện nay, thông thường mà nói kinh phí hoạt động cũng sẽ không có bao nhiêu, bảo người ta ứng trước mấy triệu để tiếp nhận công trình những tòa lầu mới, kẻ ngốc cũng không muốn. Hơn nữa, cậu không phải không biết rõ tình hình của huyện chúng ta, trong huyện chỉ 2 công ty đủ tư cách này. Nhật Thăng của Thiếu Gia và Võ Thần của Phí Gia. Cả 2 công ty này đều đại thương nguyên khí trong công trình bã đậu lần trước, mỗi công ty tổn thất vài triệu, hiện tại phỏng chừng cũng là tới mức độ không có gạo cho vào nồi. Có lòng muốn tiếp nhận, nhưng lại sợ gánh một đống nợ. 2 công ty đó đều có người trong thường ủy, vô cùng hiểu rõ về tình trạng kinh tế của huyện chúng ta, cho nên, căn bản không có gan để tiếp nhận công trình huyện phủ. Điểm này chắc cậu rõ nhất. Lúc đầu khu lầu văn phòng mới hình thức hoa viên khu kinh tế Lâm Tuyền của các cậu chẳng phải ngay cả tổng giám đốc Tào của tập đoàn Phi Lộ Cầu Vồng Thủy Châu, cùng với tổng giám đốc Khúc nhiều tiền thế lớn của công ty Lộ Hào Chiết Ninh cũng không dám tiếp nhận. Cuối cùng cũng là có người ở Đức Bình tới tên là gì? Thấy Trương Tân Huy đã quên, Diệp Phàm tiếp lời nói. Công ty Thiên Lạc Đức Bình chủ tịch Ôn Bảo Linh tiếp nhận. Đúng, chính là chủ tịch nữ năng lượng dồi dào, to gan đã tiếp nhận. Sau cùng các cậu còn đem gành quỷ anh cho cô ta, cũng coi như là bồi thường. Tuy nhiên, xây dựng của huyện phủ chúng ta không có bồi thường tốt như thế, điểm này Nhật Thăng và Võ Thần đều hiểu được, cho nên toàn bộ giả vờ câm điếc, không ai đứng ra. Cậu nói đi, bí thư Cổ lại đem nhiệm vụ quan trọng như vậy toàn bộ giao cho tôi, gần đây làm cho tôi lo lắng đến nỗi ăn không ngon rồi. Trước kia bí thư Chu trong thành phố xưng cậu là đại sư hóa duyên, tôi thấy... Tôi phải đến chỗ cậu để lấy kinh nghiệm mới được. Cậu có năng lượng, hơn 30 triệu cũng hóa duyên được, tôi thì không được rồi, tới nay đã chạy tới thành phố, tới tỉnh, chỉ còn sót Bắc Kinh là chưa đi. Cũng chẳng qua chỉ lấy được vài triệu, phỏng chừng công trình đó tiếp tục thì tài chính vẫn còn thiếu 4-5 triệu. Ôi, tiền, thật khó làm, những ngày này tôi đều sắp biến thành ăn mày rồi, nếu như thành ăn mày có thể trả được vài triệu cũng không ngại. Cho dù là thành ăn mày cũng không tìm được khoản tiền lớn như vậy. Trương Tân Huy nói đến những chuyện này, chân mày sắp trao lại thành một hàng. Không bột đố gột nên hồ, anh Trương là có năng lực, nhưng không có tiền thì kêu người ta làm sao mà làm xây dựng. Diệp Phàm lập tức phụ họa thở dài. Ngẫm nghĩ một chút, nói. Nếu không như vậy, tôi đại diện khu kinh tế Lâm Tuyền quyên tặng 500 ngàn cho nha môn huyện phủ, ngoài ra cho các anh mượn thêm 1 triệu thế nào? Suy nghĩ mãi, tuy nói khu kinh tế Lâm Tuyền cũng là căng thẳng, nhưng vận khí cũng coi như tốt, lần trước khi chủ tịch Hồ của xí nghiệp giấy Thái Hưng Thủy Châu giới thiệu người bạn đó tới đầu tư cũng quyên tặng 1 triệu cho khu kinh tế Lâm Tuyền. Hơn nữa, nhà máy giấy và nhà máy tơ lụa trong lúc vừa xây vừa hoạt động, phí quản lý cũng thu được hơn 1 triệu. Hơn nữa bản quy hoạch mạng lưới giao thông công trình còn chưa toàn diện hoàn công, cho nên công trình còn chưa tới lúc kết toán. Trên sổ sách của khu kinh tế cũng còn 7-8 triệu. Bởi vì công trình giống như nói không chủ định, bình thường đều là qua một thời gian lại cho một ít tiền, mà không phải toàn bộ cho cùng lúc. Phỏng chừng khi kết sổ thì trên sổ sách của khu kinh tế không phải còn dư 7-8 triệu, mà là nợ 7-8 triệu. Tuy nhiên, chuyện đó đợi đến lúc đó mới nói, qua một cửa tính một cửa. Trước mắt có thể tranh thủ được ủng hộ của Trương Tân Huy nói sau. Hơn nữa, chuyện này chung quy mà nói cũng là thể diện của Cổ Bảo Toàn, Vệ Sơ Tỉnh cũng không thoát được. Nhằm tranh thủ vào ủy viên thường vụ, hướng đi của hai đầu sỏ này đã dậy lên tác dụng mấu chốt, chiếc nón ủy viên thường vụ của bản thân phải nắm được trong tay, những vấn đề tiền bạc khác cũng muốn luôn. Ha ha, vậy tôi phải đại diện cho huyện ủy huyện phủ cảm tạ ủng hộ của cậu. Tuy nhiên, Diệp lão đệ, tiền này không phải cậu cho tôi mượn, dứt khoát ngày mai, cậu trực tiếp đi nói với bí thư Cổ đi. Tôi đoán bí thư Cổ và chủ tịch huyện vệ cũng sẽ nói về phương diện này với cậu, cậu linh hoạt chút mà vận dụng là được rồi. Trương Tân Huy lộ ra tươi cười, thu hoạch to như thế trong lòng y cũng tương đối vui mừng. Theo dự đoán từ trước mà nói thì Diệp Phàm có thể cho 1 triệu là khá lắm rồi, không ngờ vừa nói ra thì cho 1 triệu rưỡi, hơn nữa 500 ngàn là không cần phải trả. Tôi hiểu rồi anh Trương, cảm ơn. Đối với Trương Tân Huy không tham công, toàn lực tương trợ chính mình trong lòng Diệp Phàm cũng hiểu được, rất là cảm kích.
Sau khi trở lại Thủy Vân Cư thì Tạ Mị Nhi vẫn là bộ dạng dịu dàng mà trà lưng cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tựa vào cạnh giường lớn, trong lòng trầm tư về vấn đề tranh thủ sự ủng hộ của 11 ủy viên thường vụ trong huyện. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tịnh khẳng định phải lấy được, hai người này là điểm mấu chốt. Bên bí thư đảng quần chúng Phí Mặc hẳn là từ phía em gái của y trưởng ban thư ký Phí Ngọc tìm mở cánh cửa lớn. Tuy nói Phí gia hiện tại cũng đang mịt mờ mà ủng hộ hắn, đây kỳ thật chỉ là một mối giao dịch lạnh như băng. Hắn với Phí Ngọc chính diện tiếp xúc cũng không có bắt đầu thế nào. Bình thường gặp mặt cũng chỉ gật đầu, ngay cả thời gian nói chuyện riêng giao lưu với nhau cũng không có. Phần bên Ngọc gia thì không cần phải nghĩ, tuyệt đối không có hy vọng. Phỏng chừng gia đình họ còn ra sức quấy nhiễu. Chương 696, sỉ nhục của Ngọc gia. Với Phó Chủ tịch huyện thường trực Tiếu Thuần Thần cầm đầu, Tiếu gia phỏng chừng muốn đẩy Phó Chủ tịch huyện Tiếu Y Lâm vào thường vụ, nhất thời cũng không giúp được hắn. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Vương Sương Nhiên ý đồ hướng về Cổ Bảo Toàn, có thể bắt lấy Cổ gia cũng coi như bắt được hắn, chào hỏi một tiếng là được. Cửa của trưởng ban chỉ huy quân sự Tạ Cường thì khó qua rồi, một là bởi vì chuyện của Trang Hồng Ngọc đã đắc tội với y. Hai là lần trước vì đứng ra giúp Hạ Giai Trinh, suýt chút làm rơi cái răng cửa của em trai y Tạ Trụ Sơn, phỏng chừng ân oán này đã kết rồi. Tuy nói Tạ Cường luôn tươi cười đối với người khác, nhưng trong con người y tuyệt đối không tươi cười như vẻ bề ngoài mà y thể hiện. Thường thường loại người này mới là đối thủ mạnh mẽ. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Cố Đức Thành cùng Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tịnh cùng một phe, đều là người tùy tùng của Chủ tịch thành phố La Hạo Thông. Đối với Vệ Sơ Tịnh, thấy không rõ lắm. Diệp Phàm cảm thấy có khi cô đối với hắn dường như rất coi trọng, có khi dường như có chút khó hiểu. Hơn nữa người phụ nữ này xưa nay giống như không hợp lắm với hắn, từ chuyện cô vừa tới là muốn lấy đi chức vụ chủ tịch thị trấn của hắn là có thể nhìn thấy được. Khi Diệp Phàm ở trên giường suy nghĩ kế hoạch tranh thủ vào thường vụ của hắn, trong Ngọc Gia Bảo của Ngọc Gia Ngư Dương lại suýt chút náo loạn. Khuôn mặt của huyện ủy phó bí thư chuyên trách thứ hai Ngọc Nhã Chi đang hậm hực, tức đến run người. Chỉ cô em gái Ngọc Kiều Long đang ở đối diện đang cúi đầu không dám ngồi xuống mà quát. Con bé chết tiệt, mày làm cho toàn bộ thể diện của Ngọc gia bị mất hết, mày còn mặt mũi về đây. Không ngờ còn dám ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào, đến nhà người ta qua đêm với người ta, còn mặt dày ăn vạ không đi, muốn làm vợ của người ta. Nề nếp gia phong của Ngọc gia chúng ta từ khi nào mà kém như vậy, từ khi nào tiểu thư của Ngọc gia lưu lạc đến nông nỗi xin người ta cưới gả. Gia môn bất hạnh, thật tức chết tôi rồi. Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ngọc Sử Giới ở một bên bởi vì hôm qua là ngày giỗ của ông Tổ Ngọc Gia, cho nên cố tình từ trong tỉnh trở về. Vốn Ngọc Sử Giới lại yêu thương đứa cháu gái Ngọc Kiều Long nhất, tuy nhiên vừa rồi sau khi nghe Ngọc Kiều Long ấp a ấp úng kể lại thì khuôn mặt cũng khó mà duy trì tươi cười nữa, cũng sắp thành bao công mặt đen như than rồi. Tuy nhiên, Ngọc Hoài Nhân và Ngọc Hoài Thăng đều ở đây. Ông là người duy nhất với thân phận trưởng bối ở đây, cũng không tiện phê bình Ngọc Kiều Long. Chị, chú, em cũng là vì ba chúng ta thôi mà, ba luôn bị giam giữ, không cầu xin người ta sao có thể ra ngoài, huống chi em cũng không bại hoại danh tiếng Ngọc gia nhà chúng ta, Diệp Phàm cũng không có làm gì em. Không phải mọi người thường nói, mặc kệ mèo trắng mèo đen, có thể bắt chuột thì là mèo tốt, em chỉ là áp dụng thủ đoạn có chút khó xử mà thôi. Huống chi chuyện này cũng chỉ có vài người Ngọc gia chúng ta biết được, người ngoài không biết sợ cái gì. Tin rằng Diệp Phàm cũng sẽ không lấy ra lớn tiếng ồn ào, chuyện này đối với hắn cũng không có lợi ích gì có phải hay không. Ngọc Kiều Long còn có chút không phục nói. Mày còn dám nói mèo trắng mèo đen, con bé chết tiệt, thân thể của mày không quý giá đúng không? Danh tiếng của mày không quan trọng có phải hay không? Sau này mày nói xem làm người như thế nào? Sau này là liên quan đến chuyện đại sự cả đời của mày. Lấy một ví dụ, sau này mày muốn lấy chồng, nếu như nhà chồng của mày biết được mày từng làm chuyện đó, người ta có tin mày không? Đến lúc đó khóc chết cũng không kịp rồi. Ngọc Nhã Chi càng nói càng tức, bàn tay cũng đã giương lên, nhưng cô cũng không dám lộng hành trước mặt trưởng bối, huống chi đứa em gái này là cô yêu thương nhất từ trong lòng, sao đành lòng đánh, chỉ là giả bộ mà thôi. Chị cảm thấy em làm mất mặt nhà chúng ta thì chị cứ đánh em thật mạnh đi, đánh chết em thì thôi, em cũng là vì ba chúng ta có thể trở về, ừ. Ngọc Kiều Long cuối cùng cũng không cầm được nước mắt, rơi xuống. Thôi đi Nhã Chi, chuyện này cũng do ba hại các con, ôi,
lúc đầu không bằng chết ở trong trại lính sư đoàn dã chiến số 1 thì sạch sẽ. Ba Ngọc Nhân Thăng ở một bên thở dài, đau lòng vô cùng, kéo con gái Ngọc Kiều Long đến ngồi bên cạnh ông, nói. Ba, con không phải nói ba. Từ trên sự thật mà nói, Kiều Long nói không sai, chỉ là áp dụng phương thức quá khó xử, còn để thằng nhóc Diệp Phàm coi như trò cười, con cũng không biết mặt mũi của con phải chui vào đâu. Ngọc Nhã Chi khẩn trương giải thích nói. Chị, Kiều Long không có sai, toàn bộ sai ở trên người thằng danh Diệp Phàm đó. Má nó, thật sự ông phải tìm người làm cho hắn tàn phế mới được, bằng không, vài ngày lại gây rắc rối cho Ngọc gia chúng ta. Chú, con thấy dứt khoát chú ra mặt, lấy đi cái nón của thằng nhóc đó mới đúng. Kháo Sơn Hổ vuốt cái mặt sưng như đầu heo của gã, chen vào hừ nói. Làm tàn phế, em nhìn xem, cuối cùng tàn phế chẳng phải là em sao, còn đem theo 4 người Ngọc Miêu bọn họ. Bây giờ biết lợi hại của Diệp Phàm rồi chứ, lỗ mãng mà đi tìm người ta khiêu chiến, kết quả thế nào, gãy xương thì gãy xương, méo miệng thì méo miệng, cái mặt của em cũng sắp thành chữ bát giới rồi, còn dám ở đây ồn ào nói làm tàn phế. Tiền, có phải cũng mất đi không ít hay không, còn đánh cuộc với người ta, tiền trong nhà là giấy à? Dẹp ngay cái ý tưởng ngu xuẩn đánh đánh giết giết của em đi, lần trước chẳng phải em không có đi đập nước thiên thủy, sau lưng của thằng nhóc Diệp Phàm người ta có đoàn trưởng thiết của báo săn. Người đó dễ làm quen sao? Không phải em chưa nghe qua chú cao nhất từng nói, Thiết Chiêm Hùng chính là kẻ mạnh mà ngay cả sư trưởng Triệu Côn của sư đoàn dã chiến số 1 cũng không dám dễ dàng đi gây chuyện. Em đánh Diệp Phàm tàn phế rồi, y sẽ tha cho em sao? Đừng nói em có thể đem theo mấy chục người của Ngọc gia đi chống đỡ với cả một binh đoàn báo săn chứ, một đám ngốc. Ngọc Nhã Chi không hề khách sáo, lời nói đó nói ra suýt chút làm nghẹn chết Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng. Nói ra Ngọc Nhã Chi tuổi đời không lớn, chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng cũng thật sự khiến cho Ngọc Thế Hùng và Ngọc Kiều Long tương đối sợ người chị ruột này. Hừ, thôi đi Nhã Chi, đừng có luôn nói lời ủ rủ. Tuy rằng không thể làm thằng nhóc đó tàn phế, nhưng chúng ta xuống tay từ phía chính phủ, người anh em kết nghĩa của hắn cũng là sợ ném chuột vỡ đồ. Ngọc Hoài Nhân lạnh giọng hừ nói. Chú Hoài Nhân, lần này đúng là có một cơ hội. Trong huyện nhất thời có 2 vị trí ủy viên thường vụ còn trống, vị trí ủy ban chính trị pháp luật Vương Mạo Nhiên phỏng chừng sẽ bị Lô Vĩ cướp đi, dù sao sau lưng người ta có Lô Trần Thiên chống đỡ, dốc sức chống đỡ thì cũng sẽ chống lên được. Chính là vị trí trưởng ban tuyên giáo, Ngọc gia chúng ta cũng có 2 người thích hợp. Xuân Thiền là phó chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền, cộng thêm trợ lý chủ tịch huyện, cán bộ cấp phó cục trưởng, hoàn toàn đủ tư cách vật lộn một chút. Còn có chính là ông em họ Mâu gia, chuyện này cũng phải cực lực tranh thủ. Ngọc Nhã Chi nói đến đây, không kìm nổi liếc nhìn chú Ngọc Hoài Nhân. Bởi vì Mâu Dũng là cháu trai của bà xã ông, cũng không biết chú Hoài Nhân là hướng về Mâu Dũng hay là hướng về Xuân Thiền. Cũng thật có chút khó xử, hai người dù sao cũng phải phân chủ yếu và thứ yếu. Bằng không, chỉ sợ kết quả là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Nếu có thể cùng lúc bắt lấy 2 vị trí ủy viên thường vụ thì tốt rồi. Ngọc Sử Giới nói, nhưng trong lòng cũng không tự tin lắm. Tuy nói ông thân là phó giám đốc sở tài chính tỉnh, có quyền sở hữu tài sản rất lớn để chống đỡ, nhưng mấy nhà khác chưa chắc không có người. Điểm này Ngọc Sử Giới vẫn là không dám tự coi nhẹ mình. Bảo lãnh cho một người đi lên là chuyện ván đã đóng thuyền, lần này trở về dỗ tổ, mục đích khác chính là ở đây. Chỉ cần nói tốt một tiếng với cổ bảo toàn và bí thư thành ủy Chu Càn Dương, bảo lãnh một người không khó. Chẳng qua là vì Mạc Hương và Ngư Dương tranh thủ thêm ít tiền mà thôi. Thời buổi này có tiền còn sợ không làm được việc, cho dù là bí thư thành ủy Chu Càn Dương, ném ra vài triệu chẳng lẽ ông ta còn kìm lại không lấy, nếu không lấy đưa ra 10 triệu thì sao? Hai người, quá khó, chú Hoài Nhân, ý của chú thì sao? Ngọc Nhã Chi hỏi tới Ngọc Hoài Nhân. Bảo lãnh một người khá ổn, bảo lãnh hai người thì e rằng làm đến phút cuối sẽ hỗn loạn, chia đều sức lực không bằng toàn lực đẩy một người đi lên, còn an toàn hơn chút. Ngọc Hoài Nhân nhếch môi một cái, nói. Nói ra cũng không thoải mái gì, chỉ là quyết định người nào trong hai người này chính là một vấn đề lớn. Ngọc Xuân Thiền là cháu gái của ông, Mâu Dũng lại là con của anh em bên nhà vợ, cái này, lòng bàn tay cũng là thịt, mờ u bàn tay cũng là thịt, khó xử. Mặc kệ mấy người lên, trước tiên phải hủy đi con đường tranh vào thường ủy của thằng nhóc Diệp Phàm mới được. Bằng không, cũng quá coi Ngọc gia chúng ta chẳng ra gì.
Ngọc Sử Giới vẻ mặt âm trầm nói, liếc nhìn mấy người hậu bối. Nói, đẩy Mâu Dũng đi lên còn ổn hơn chút, Mâu Dũng không những có Ngọc gia chúng ta ủng hộ, hơn nữa Mâu gia trong thành phố của họ cũng có căn cơ vững vàng. Nếu chúng ta đẩy Xuân Thiền lên, phỏng chừng Mâu gia sẽ không vui, như vậy không tốt. Mâu gia có thể khiến cho Mâu Dũng xuống tới Ngư Dương, mục đích đương nhiên là hướng về vị trí cấp cục phó mà đi. Nếu lần này chúng ta không đẩy Mâu Dũng, người của Mâu gia khẳng định trong lòng có khúc mắc, con người một khi trong lòng có khúc mắc, sau này muốn loại trừ sẽ có chút khó khăn. Ngọc gia chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ Mâu gia người bạn đồng minh có lực trong thành phố, nghe nói ba của Mâu Dũng đồng chí Đại Hưng sang năm có thể tranh chiếc ghế ủy viên thường vụ thành ủy. Nếu thật có thể thành công, thì coi như Ngọc gia chúng ta đã chiếm hai ghế trong ủy viên thường vụ thành phố, vậy ngày mà Ngọc gia chúng ta lớn mạnh hơn sẽ tới sớm hơn. Ngọc Sử Giới dù gì cũng đa mưu túc trí, nói cả buổi làm cho bản thân Ngọc Xuân Thiền ở bên cạnh cũng cảm thấy cơ hội lần này nên nhường cho Mâu Dũng mới đúng. Chú, chị Nhã Chi, cơ hội lần này nhường cho Mâu Dũng đi, con sẽ đợi lần sau. Đương nhiên, nếu hai người đều được lên thì càng tốt, con nguyện hỗ trợ Mâu Dũng. Ngọc Xuân Thiền kìm nén chua xót đầy bụng nói, trong lòng đương nhiên có chút không cam tâm không tình nguyện. Nếu người chú Ngọc Sử Giới này cũng lên tiếng, hơn nữa nói đều có lý, cô cũng không tiện phản bác. Như thế ngược lại làm cho Ngọc gia không vui thì chẳng phải sẽ thiệt thòi. Kỳ thật Ngọc Xuân Thiền cũng có chút ý định lấy lui vì tiến, cũng không dễ nghe như cô nói ngoài miệng. Đối với vào thường ủy, cô sao chịu dễ dàng từ bỏ. Như vậy đi Xuân Thiền, nếu Mâu Dũng vào thường ủy, chú sẽ nghĩ cách cho cháu chính thức trở thành phó chủ tịch huyện, mà không phải là trợ lý chủ tịch huyện. Hơn nữa, lần này phỏng chừng bộ máy lãnh đạo của khu kinh tế Lâm Tuyền cũng sẽ có hành động lớn, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngọc Hoài Nhân cảm thấy hơi băn khoăn, lại bồi thường chút lợi ích cho Ngọc Xuân Thiền. Chú nói Diệp Phàm sẽ đi. Ngọc Xuân Thiền kinh ngạc hỏi, trong mắt tràn đầy niềm vui, thầm nhủ, nếu không thể vào thường ủy, có thể vớt chức chủ nhiệm để làm cũng không tệ. Khu kinh tế Lâm Tuyền cũng là miếng thịt to béo. Ha ha, đến lúc đó nói sau. Ngọc Hoài Nhân không nói ra. Đương nhiên, chuyện này còn chưa làm xong nói ra cũng vô dụng. Chương 697, ý kiến của nhân vật số 1. Ha ha, Xuân Thiền, nghĩ xem, nếu như thằng nhóc Diệp Phàm không có cách nào vào thường ủy, mà thuộc hạ của hắn Mâu Dũng ngược lại vào thường ủy, điều này đối với hắn đả kích lớn biết bao. Thằng nhóc đó còn có thể đứng ở khu kinh tế Lâm Tuyền sao? Hắn vừa đi chẳng phải sẽ có một chỗ trống sao, ha ha. Ngọc Sử Giới cười thần bí, lập tức làm cho Ngọc Xuân Thiền hai mắt phát sang, lòng tin mạnh mẽ. Có ông chú thần tài này lên tiếng, vậy chuyện này 100% có khả năng rồi. Chú, chuyện đó, ừ. Lúc này Ngọc Kiều Long ở một bên ừ ra tiếng. Kiều Long, có gì nói đi, nhìn cháu ưỡn hẹo kìa, nói chuyện với chú từ lúc nào mà trở nên xa lạ vậy. Ngọc Sử Giới yêu thương mà liếc nhìn đứa cháu gái một cái, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cháu thấy, Diệp Phàm cũng không phải cố ý chống đối với Ngọc gia chúng ta, giống như mấy lần trước đều là vô ý. Tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết, cho qua không phải tốt hơn sao, huống chi hắn cũng từng giúp chúng ta. Ngọc Kiều Long ấp a ấp úng, cuối cùng thốt ra vài câu. Lập tức làm cho mọi người trong nhà đều chố mắt, mọi người nhìn cô chằm chằm không lên tiếng. Ngọc Kiều Long bị ánh mắt chăm chú của mọi người nhìn làm cho hơi sợ hãi, khẩn trương ngượng ngùng cười nói. Nhìn em làm gì, trên mặt lại không có nở hoa. Đương nhiên, cơn giận của Ngọc Kiều Long cũng chỉ có thể trút lên người anh ba Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng, những người khác có người chị Ngọc Nhã Chi xưa nay uy nghi, cô không dám. Ngoài ra đều là trưởng bối, bình thường nũng nịu còn được, nhưng lúc này dường như không phải lúc. Kiều Long, có phải thằng nhóc Diệp Phàm đó ăn hiếp con không, ba nói ở nhà hắn. Ba Ngọc Hoài Thăng khuôn mặt trầm xuống. Nghĩ tới nếu như thật sự vì chuyện của ông mà làm cho con gái cưng chịu thiệt thòi, hoặc càng đáng sợ hơn là cô đã trao thân, vậy thì... Không, không có chuyện đó, ba đừng nghĩ bậy. Kỳ thật mấy ngày ở Cổ Xuyên, người của Diệp gia đối với con rất tốt. Hơn nữa, em gái của Diệp Phàm Diệp Tử Y còn là bạn học của con đến nhà bạn học chơi cũng là bình thường. Thấy mọi người vẫn đang trừng mắt nhìn cô, ánh mắt có chút mờ ám, Ngọc Kiều Long lại nhấn mạnh một chút. Chuyện này bình thường, rất có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, sau khi nói xong mặt cô cũng đỏ lên,
không dám ngẩng đầu nữa. Bình thường, em gái, có phải em còn có chuyện gì khác giấu mọi người hay không? Không phải là em gái nhà chúng ta thật sự thích Diệp Phàm rồi chứ, nói ra, nếu như không phải, anh giúp em chút giận. Nếu như thật sự như thế thì... Kháo Sơn Hổ ưỡn ngực, lập tức đau nhói, đương nhiên là do xương sườn ở ngực bị Diệp Phàm đánh gãy mà tạo thành, nhưng gã trao mày không dám lên tiếng. Không phải, không phải, anh đừng nói bậy, sao em có thể thích hắn, một tên khốn khiếp đầu heo, xí. Ngọc Kiều Long khẩn trương cãi, nếu để cho anh ba nói tiếp thì thật sự sẽ nói ra chuyện gì đó. Tuy nhiên, lời nói của Ngọc Kiều Long hiển nhiên không thể làm tiêu tan hoài nghi của người của Ngọc gia. Mọi người đều nhìn ra một chút manh mối. Kiều Long, có gì cứ nói thẳng, chú giúp con. Bằng không, chú tuyệt đối sẽ không tha cho thằng nhóc đó, quá tức giận rồi, một tên quan nhỏ bé lại dám kiêu ngạo ương ngạnh trước mặt ta, hừ. Ngọc Sử Giới khuôn mặt vô cùng u tối, kỳ thật là cố ý thăm dò Ngọc Kiều Long. Quả nhiên, cô gái có chút động lòng đã trúng kế rồi. Người ta nói, phụ nữ đang yêu là ngốc nhất, nói một chút cũng không sai. Thật sao chú không được đổi ý. Ngọc Kiều Long lập tức vui mừng lên, không để ý cũng đứng lên, hô. Xem ra cháu thật sự có chút thích thằng nhóc đó rồi, hừ, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ngọc Sử Giới đột nhiên hừ lạnh một tiếng, như sét đánh một cái trong bầu trời trong xanh. Ngọc Kiều Long lập tức luống cuống, miệng run run vài cái, nhẫn tâm nói. Lúc đó cháu và anh ta có giao dịch, kỳ thật mùng 6 cháu đã đi rồi. Lúc đó cũng chẳng biết anh ta đi đâu lêu lổng rồi, mãi cho đến hôm Nguyên Tiêu mới trở về nhà. Lúc đó anh ta đồng ý giúp đỡ, cũng là do ba mẹ anh ta ép buộc. Nhưng sau chuyện đó có một giao dịch. Ngọc Kiều Long vừa nói đến đây. Ngọc Nhã Chi không kìm nổi mắng. Giao dịch, em còn dám nói, em gái, em, thật tức chết chị rồi, lời này em cũng dám nói ra. Thấy chị phỏng chừng nghĩ bậy, trong mắt Ngọc Kiều Long chứa nước mắt hô. Không phải như chị nghĩ đâu chị, lúc đó anh ta đồng ý giúp đỡ, sau đó em cũng cứng rắn mà nói với anh ta rồi. Ngọc gia chúng ta nợ anh ta một ân tình, lúc nào cần giúp đỡ sẽ trả lại cho anh ta. Lúc đó anh ta còn hỏi em, lời em nói có làm được không, em nói chắc chắn làm được. Em muốn xin chú tha cho anh ấy, ngăn cản anh ấy vào thường hủy là được rồi, đừng hủy đi tiền đồ của anh ấy. Dù gì một đời người rất dài. Nếu chú suy đoán khi anh ấy không vào được thường ủy sẽ rời khỏi Ngư Dương, thì để anh ấy rời khỏi thì thôi, cũng coi như Ngọc gia chúng ta trả lại ân tình cho anh ấy, thế nào hả? Trong lòng em cũng sẽ không quá áy náy có phải hay không? Trong sảnh tạm thời lâm vào trầm mặc, toàn bộ đều đang suy nghĩ chuyện gì. Thật lâu sau, Kháo Sơn Hổ lên tiếng trước, nói. Nếu như em gái nhà ta cứng rắn như thế, lúc đó cũng đã đề xuất điều kiện trao đổi. Vậy con thấy bỏ qua đi, Kháo Sơn Hổ này sợ nhất là nợ ân tình của người ta. Dễ dãi cho thằng nhóc đó rồi, hừ. Chỉ một lần này, chuyện hủy đi tiền đồ thì bỏ qua. Tuy nhiên, tuyệt đối không thể để hắn vào thường hủy. Bằng không, đừng trách người Ngọc gia chúng ta không nể tình. Ngọc Sử Giới lên tiếng, những người Ngọc gia khác đương nhiên cũng không có ý kiến. Diệp Phàm, anh tự liệu lấy, tôi có thể giúp chỉ có điểm này thôi. Ôi, Ngọc Kiều Long trong lòng thầm lào bầu, nhưng phút chốc nghĩ tới lúc này thằng nhóc đó phỏng chừng đang điên đảo với Tạ Mị Nhi của Thủy Vân Cư, trong lòng lập tức thấy ghen tị chua xót, chua đến nỗi rụng răng. Ngã trên giường cắn răng trông mong mắng. Diệp Phàm, chỉ tôi vẫn là vợ chưa cưới mà ba mẹ anh đã thừa nhận, muốn cấu kết Tạ Mị Nhi, tôi Ngọc Kiều Long tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh được yên. Yêu nữ Tạ Mị Nhi, phải tìm cơ hội xử cô ta mới đúng, dám dụ dỗ người đàn ông của tôi. Không biết xấu hổ. Kỳ thật, Ngọc Kiều Long trong tiềm thức đã có chút chấp nhận địa vị của Diệp Phàm, chỉ là bản thân cô có chút khó hiểu, vẫn luôn không dám thừa nhận mà thôi. Diệp Phàm, lúc này đương nhiên là đang vô tâm mà cùng Tạ Mị Nhi ở trong trăn chinh chiến không ngừng. Đương nhiên, suy xét đến Tạ Mị Nhi vừa mới phá qua, biên độ động tác cũng không quá mạnh bạo, làm cho Diệp Phàm cảm thấy kỳ lạ chính là ban đầu hắn không dám động đến cô nữa. Chỉ là bản thân Tạ Mị Nhi ngược lại yêu cầu lần nữa âm dương dung hợp, khiến Diệp Phàm vô cùng khó hiểu. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy hắn cũng sẽ không ngốc đến nổi cự tuyệt, chỉ là... Sáng hôm sau, Diệp Phàm sáng sớm thì tới huyện ủy, đi thẳng đến văn phòng của Cổ Bảo Toàn. Cổ Bảo Toàn đang ngồi trên chiếc ghế dựa kiên nhẫn mà nghe Diệp Phàm báo cáo công tác.
ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, biết mục đích hôm nay của thằng nhóc này không phải như thế, hẳn là sớm biết được tin tức rồi. Tuy nhiên Diệp Phàm không nói, Cổ Bảo Toàn cũng giả vờ không biết, đợi Diệp Phàm nói rõ. Quả nhiên, sau khi Diệp Phàm đem văn kiện tư liệu khép lại thì cuối cùng đã lên tiếng, trước tiên đưa qua một điếu thuốc, giúp Cổ Bảo Toàn châm thuốc, thể hiện tương đối ân cần, cười nói. Bí thư Cổ, tình thế khu kinh tế Lâm Tuyền rất tốt, ha ha, đã coi như cân bằng quá độ rồi. Đợi khi xây xong tòa lầu văn phòng hình thức hoa viên của khu kinh tế, đến lúc đó còn phải mời bí thư Cổ tới Lâm Tuyền góp vui. Thằng nhóc này, còn giả bộ mơ hồ với ta nữa, tung ra biện pháp dương đông kích tây. Cổ Bảo Toàn thầm nghĩ, mỉm cười nói. Đồng chí Diệp Phàm, thành tích cậu đã làm ra ở Lâm Tuyền rõ như ban ngày. Điểm này huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện sẽ không quên. Đến lúc đó, trên danh sách công lao tuyệt đối sẽ ghi nhận một công lớn, ha ha ha. Cổ Bảo Toàn hiếm có mà nói đùa. Lập tức, Cổ Bảo Toàn thu hồi nụ cười, nói. Tuy nhiên, hình thức ban đầu của khu kinh tế Lâm Tuyền vừa mới thành hình, cậu phải theo dõi kỹ cho tôi. Bước theo phải lấy Lâm Tuyền làm trung tâm, đem công tác của bản chấn Lâm Tuyền thật sự nạp vào trong phạm vi của khu kinh tế. Làm tốt xây dựng thành phố và thị trấn, nắm bắt nhu cầu của nhân dân, suy nghĩ vì nhân dân, mưu phúc lợi vì nhân dân. Hơn nữa, công trình gành quỷ anh phải theo sát, mở rộng các mối giao tiếp, kéo thêm nhiều tài chính, tranh thủ đem xây dựng gành quỷ anh trở thành khuôn viên minh tinh của Mạc Hương chúng ta. Chí ít phải xếp bậc cao trong thị trấn mới được, Ngư Dương chúng ta không có đạt được tới tay bao nhiêu thứ, khu công nghiệp gành quỷ anh này miễn cưỡng còn có thể lộ diện ở trong thành phố. Lần trước đến thành phố họp, Bí thư Chu và Chủ tịch thành phố La đều nhắc tới gành quỷ anh của Lâm Tuyền chúng ta. Nói là chuẩn bị làm khu thí điểm, lấy một điểm đại diện, lấy khu công nghiệp tác động kinh tế nhanh chóng tăng trưởng, từ đó tác động kinh tế cả huyện cân bằng phát triển. Gành quỷ anh các cậu chính là đầu tàu, tuyệt đối không thể tắt lửa. Hơn nữa, đây cũng là chuyện mà mỗi đảng viên chúng ta nên làm. Tôi hiểu Bí thư Cổ, những chuyện này tôi sẽ tuân theo chỉ thị của ngài đi làm. Diệp Phàm có vẻ tương đối cung kính, những biểu hiện này trong mắt của Cổ Bảo Toàn chính là cáo lại đi chúc Tết gà. Lập tức, Diệp Phàm ngừng lại vài phút, lại nói. Bí thư Cổ, nghe nói trong huyện cùng lúc có hai ủy viên thường vụ ra đi. Là có chuyện này, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Vương, trưởng ban tuyên giáo Tạ đều được bổ nhiệm công tác mới. Hơn nữa, lệnh điều chuyển đã đưa xuống rồi, phỏng chừng còn mấy ngày là phải rời khỏi. Nói rõ Ngư Dương chúng ta vẫn là con người tài mà. Họ tới thành phố, ở đó sẽ là một vùng trời rộng lớn hơn. Cổ Bảo Toàn tiếp tục giả ngốc. Vậy vị trí trống của hai vị ấy không biết bí thư Cổ. Diệp Phàm kiên trì nói ra đề tài. Ha ha, còn chưa nghĩ xong. Tuy nhiên, cậu làm khá lắm. Bí thư Cổ cũng không trực tiếp tỏ thái độ, nói bóng nói gió, cũng là khen Diệp Phàm một phen, làm cho hắn trong lòng tương đối dễ chịu. Lập tức tỏ thái độ nói. Bí thư Cổ, vừa rồi tôi vào trụ sở huyện phát hiện vài tòa lầu mặt sau đều cong vẹo, từ lâu đã là tòa lầu nguy hiểm, còn để các đồng chí làm việc ở trong đó, e rằng không ổn. Đúng vậy, từ lâu đã là tòa lầu nguy hiểm rồi, tình hình trong huyện cậu cũng rõ, bề ngoài nhìn đẹp, kỳ thật, trong túi trống rỗng, cũng sắp đói chết rồi. Chuyện này tôi đã giao cho chủ nhiệm Trương đi làm rồi, nhưng cũng chỉ kiếm được hơn 2 triệu, còn thiếu rất nhiều. Nếu không, cậu làm hóa duyên đại sư ra mặt một chút, kiếm một tòa lầu về cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Cổ Bảo Toàn nói những lời này, suýt chút làm Diệp Phàm nghẹn chết. Chẳng phải hơn 3 triệu sao, thật sự xem tôi là hóa duyên đại sư rồi. Tuy nhiên, có lẽ đây cũng là một cơ hội, có thể làm được có lẽ việc vào thường ủy sẽ dễ giải quyết hơn, không làm được để cho Cổ Bảo Toàn không vui, chuyện tôi vào thường ủy coi như không có hy vọng. Chương 698 Phòng kiểm toán xuống tay. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, cười khổ nói. Bí thư Cổ, đó là một tòa nhà, không có vài triệu thì sao làm, tôi đâu có năng lượng đó. Sau khi Diệp Phàm nói ra những lời này thì liếc nhìn bí thư Cổ, phát hiện ông bất động thanh sắc, đang thản nhiên uống trà, biết người ta nắm trong tay quyền đề cử danh sách ủy viên thường vụ, ngồi yên câu cá lớn. Bản thân con cá này khó mà tránh khỏi pháp thủ của ngư ông. Hơn 30 triệu cũng có thể kiếm được, 3 triệu còn khó sao. Chẳng phải tôi đã nói từ sớm, thành tích cậu làm ra huyện chúng ta đều nhìn thấy, lúc đó, ha ha, thật có gì đó.
Bí thư Cổ tung ra nửa vùi lấp giếng, chính là không nói thấu, trả lời không nhất định. Diệp Phàm cũng hiểu được, đây là kỹ xảo lãnh đạo thường dùng. Có 50% nắm chắc thường sẽ nói thành không nắm chắc, có 80% nắm chắc nói thành hơi nắm chắc. Có tuyệt đối nắm chắc mới có thể hơi chút gật gật đầu, cũng không thể khẳng định trả lời anh đâu, đây là biểu hiện tính nghệ thuật của người làm quan. Hơn nữa, khi không muốn trả lời thì tất cả đều nói khách sáo, một câu suy xét thì giải quyết hết. Đến lúc đó anh không vớt được chức vụ, ông ta sẽ nói lúc đó chỉ nói suy xét, chứ không khẳng định trả lời. Đến lúc anh vớt được chức vụ, ông ta nói lúc đó sau khi nói suy xét thì quyết định cho anh rồi, là nhìn chúng anh. Đây phải xem biểu hiện của anh thế nào, biểu hiện này cũng rất có học vấn. Một là tiền tài, một là tác hợp sở thích của người khác mà thôi. Còn một thứ chính là anh có thể bộc lộ được mối quan hệ cứng rắn sau lưng thì ông ta cũng sẽ suy xét. Ngài thấy như vậy có được hay không? Huyện muốn xây tòa nhà văn phòng, khu kinh tế Lâm Tuyền cũng là một phần tử của huyện, nói ra tôi ở trong huyện cũng có một văn phòng, đương nhiên nên ra phần sức lực. Tôi đại diện khu kinh tế Lâm Tuyền quyên tặng 1 triệu cho huyện trước, sau đó từ trong khoản công trình trích ra 1 triệu cho huyện mượn trước tiên vượt qua khó khăn, thế nào? Về phần kết toán của mạng lưới giao thông Lâm Tuyền sau khi hoàn công, tôi sẽ nghĩ cách khác. Diệp Phàm lấy ra một bao lì xì to rất là phỏng tay, làm cho Cổ Bảo Toàn tương đối hài lòng. Ông ta gật gật đầu, còn ném điếu thuốc qua, nói. Tôi biết cậu hút thuốc đặc biệt, nghe nói cậu có người anh em làm đoàn trưởng của đội báo săn, có thể lấy được loại hàng tốt như vậy. Thuốc của tôi mua trên thị trường, không bằng với loại hàng không mua được của cậu, ha ha ha. Xem tôi, quên luôn cái này. Lần này từ Thủy Châu trở về tôi trộm một cây đem về, nói thật, đại ca của tôi một năm cũng chỉ được cấp 3 cây. Cũng phải để lại 2 cây cho anh ấy đúng không? Vừa đúng để trong túi sách, bí thư Cổ cũng là ghiền hút thuốc, lấy đi hút thử xem có quen hay không. Diệp Phàm nói xong, từ trong túi lấy ra cây thuốc đặc biệt cấp bậc thứ trưởng, đặt trên bàn nhẹ nhàng đẩy qua đó. Như vậy cũng không tốt. Cậu làm như vậy là có hiểm nghi công nhiên hối lộ, ha ha ha. Cổ Bảo Toàn bật cười ha hả, chỉ liếc nhìn cây thuốc một cái, không động tay. Một cây thuốc cũng có thể coi như hối lộ, hay là như vậy, điếu thuốc này tôi hút cũng là lãng phí, cảm thấy không có gì khác biệt so với thuốc lá trên thị trường. Nghĩ chắc trong ngăn tủ của bí thư Cổ cũng không ít thuốc lá hiệu Trung Hoa, dứt khoát chúng ta đổi để hút là được rồi. Hơn nữa, con người tôi tham lam lắm. Có thể dùng một điếu đổi 2 điếu hay không, ha ha ha. Diệp Phàm bật cười ha hả. Được, tiện lợi cho cậu rồi, lấy đi. Cổ Bảo Toàn cũng không làm kiêu, từ trong ngăn tủ lấy ra 2 cây Trung Hoa ném qua đó. Đổi thuốc lá xong, gần như giao dịch cũng xong. Diệp Phàm đương nhiên là đi rồi, đi vòng lại quẹo sang văn phòng của vệ sơ tỉnh. Sau khi như cũ báo cáo xong để lại một túi sách LV đắt tiền từ Hong Kong mua về. Vệ sơ tỉnh giống như có chút thưởng thức Diệp Phàm, vẫn luôn khen khu kinh tế Lâm Tuyền của hắn làm ra thành tích tốt gì đó. Theo cô thấy, Diệp Phàm có hy vọng vào thường ủy. Và khi chuẩn bị ra khỏi cửa, vệ sơ tỉnh đột nhiên tung ra một câu lơ đãng, nói. An tâm làm tốt công tác, những gì cần cho cậu sẽ không thiếu. Diệp Phàm đi rồi, vệ sơ tỉnh vuốt cái túi sách LV cao cấp, sau khi mở ra đảo nhìn một cái. Phát hiện bên trong không ngờ còn có một bộ mỹ phẩm trang điểm cao cấp, miệng cười nói. Còn dở trò này với tôi, nếu sau này cậu nghe lời thì tôi sẽ toàn lực ủng hộ cậu, nếu không nghe lời thì phải xem. Một buổi sáng, Diệp Phàm đi xem hết 10 mấy ủy viên thường vụ trong huyện phủ. Mặc kệ có tác dụng hay không, trước tiên đi làm quen rồi nói tiếp, nhưng mà, Diệp Phàm cũng nhìn thấy rất nhiều đối thủ của hắn có mặt ở văn phòng của các ủy viên thường vụ lớn. Xem ra huyện phủ nổi lên cơn gió tranh vào thường ủy rồi. Đương nhiên, tất cả mọi người đều ngụy trang tới báo cáo công tác. Làm hại Trương Tân Huy luôn lắc đầu, cười nói. Ông em, cậu không cần tới chỗ tôi nữa. Để cậu báo cáo thêm chút nữa đầu óc của tôi sắp nổ tung rồi. Cả buổi sáng nay, phó chức tới tìm tôi báo cáo cũng chưa ngừng tới. Điện thoại trong thành phố cũng nhận vô số, toàn là tới van xin. Có người không ngờ từ Thượng Hải gọi tới, ông em cậu nói xem, một giám đốc sở thành phố Thượng Hải quản chúng ta cái gì mà cũng tới ngư dương chúng ta vung tay múa chân, tuy nhiên, tôi cũng là vớt được không ít ưu đãi từ trong đó, ha ha. Ưu đãi, có ý gì, anh Trương không phải nhận tiền bán quan chứ,
ha ha ha. Diệp Phàm trêu ghẹo. Bán quan, tôi cũng hy vọng có khả năng đó, đáng tiếc tôi còn chưa đủ phân lượng. Bằng không, bán hai danh sách ủy viên thường vụ, lấy huyện phủ đi bán đấu giá, một cái 5 triệu, ai có tiền thì cho người đó vào thường ủy, vậy tòa nhà văn phòng của tôi chẳng phải giải quyết nhanh rồi. Trương Tân Huy lắc lắc đầu, bộ dáng có chút tiếc nuối. Vừa rồi tôi ở bên bí thư cổ cũng đã bán hết 2 triệu máu rồi, tới giờ trong lòng còn đau đến muốn chết, ôi. Diệp Phàm thở dài, làm cho Trương Tân Huy cũng là vẻ mặt vui sướng, cười nói. Hóa ra nói xong 1,5 triệu, giờ lại tăng lên rồi. Xem ra, anh Trương không giúp cậu cũng không được, chí ít, vì 2 triệu đó cũng có thể giúp cậu một lần, ha ha ha. Anh Trương, anh nói xem, trong huyện có người có tâm tư giống như tôi không? Diệp Phàm thuận miệng cười nói, cùng với Trương Tân Huy cũng thật tự nhiên tùy ý. Đương nhiên là có, đến hiện tại, phỏng chừng ở chỗ bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ cũng tìm được hơn 1 triệu rồi chăng? Đương nhiên, 2 triệu của cậu ngoại lệ, để biểu hiện, có thể vì nha môn huyện phủ tìm ít tiền về xây lầu cũng là một biểu hiện tốt có phải hay không? Lãnh đạo thích đồng chí có biểu hiện tốt. Tuy nhiên biểu hiện của họ, không có khoản kinh phí lớn như cậu, đều là con số nhỏ. Các khoản kinh phí cũng không quá 300 ngàn. Trương Tân Huy dường như rất đáng tiếc, làm cho Diệp Phàm càng phát ra buồn bực, cười mắng. Các khoản kinh phí còn chưa tới 300 ngàn sao, ôi, trên đời này, có tiền rồi thì xem tiền nhỏ không ra gì nữa. Tiền nhỏ, 300 ngàn cũng là tiền lớn đó. Chúng ta hiện nay cũng sắp tới mức độ bụng đói ăn quàng, có thể có trên mấy chục khoản tiền nhỏ này thì tốt rồi, đáng tiếc, trước mắt cũng chỉ nhìn qua mấy khoản. Vẫn chưa chuyển khoản. Trương Tân Huy cười cười, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, ép tới, nói. Đại chủ nhiệm Diệp, khi nào chuyển 2 triệu qua đây, tôi cũng dễ tiến hành sắp xếp đấu thầu. Anh Trương, anh làm vậy là ép cung à? Diệp Phàm kêu một tiếng, chợt lắc lắc đầu, nói. Ngày mai đi, tôi gọi Trang Hồng Ngọc chuyển thẳng qua. Tuy nhiên, trước hết huyện phủ các anh phải lập tờ biên nhận, bằng không. Tôi sợ có người lại nói Diệp Phàm tôi tự ý dùng công khoản gì đó, chuốc lấy phiền toái có phải hay không? Quản mấy người đó làm gì? Người đó chẳng phải đã bị ông em cậu làm cho phải đi dưỡng lão ở mặt trận Tổ quốc rồi sao? Còn có thể gây sóng gió gì nữa? Người đi sau cũng phải nhận chút giáo huấn có phải hay không? Hừ! Trương Tân Huy đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là đang nói nguyên chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà, xem ra có chút bất mãn đối với ông ta. Tuy nhiên Diệp lão đệ, lần này vào thường ủy, chỉ dựa vào đi thông quan hệ lãnh đạo vẫn không được, bản thân cậu còn phải biểu hiện một chút. Trương Tân Huy cũng thật sự đối đãi với Diệp Phàm như anh em, bởi vì, Diệp Phàm trên căn bản là y nhìn hắn leo lên. Trương Tân Huy cũng cảm thấy tiềm lực của hắn dường như vô hạn, tới nhanh đi cũng nhanh, lên lên xuống xuống. Trong thời gian hơn 1 năm ngắn ngủi. Chủ tịch thị trấn mới làm chưa tới 1 tháng thì bị chủ tịch huyện vệ sơ tỉnh mới được điều tới giáng chức. Không tới vài ngày, quanh co, lại từ nha môn nước trong phòng tôn giáo bởi vì vệ sơ tỉnh nên hắn kiêm nhiệm trợ lý chủ tịch huyện cấp trưởng phòng, thật là thành cũng do cô ta, thay đổi cũng do cô ta. Không lâu, lại bởi vì đắc tội với quan to thần tài của tỉnh Ngọc Sử Giới bị giáng chức đến cùng, tới núi Bà La làm một gã tuần bá viên quang vinh. Kỳ diệu chính là chưa được vài ngày. Không ngờ Cổ Bảo Toàn và vệ sơ tỉnh liên danh, bí thư thành ủy Chu Càn Dương đích thân chọn làm phó chủ tịch huyện. Không lâu, lại trở thành chủ quản 6/2 xã chính thức, tay cầm thực quyền chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền. Cho nên, đối với việc thăng trầm của chàng thanh niên Diệp Phàm, ngay cả lão thành khéo đưa đẩy Trương Tân Huy là càng thấy càng không thấu. Nói hắn lỗ mãng, thật sự là lỗ mãng. Khi tính tình bướng bỉnh ở trước mặt chủ tịch huyện vệ dở thói lưu manh, ở trước mặt bí thư cổ chống lại. Nói hắn không lỗ mãng, có một số việc lại đặc biệt thông minh. Giống mấy đại công tử Vương Tiểu Ba, Chu Tiểu Đào, phí gia trong huyện bị hắn đùa đến xoay vòng, nằm viện thì nằm viện, vào trại giam giữ thì vào trại giam giữ. Giờ phút này, Trương Tân Huy cũng thật sự có chút ý định muốn cùng Diệp Phàm xưng hô anh em, chỉ dựa vào trực giác, y cảm thấy Diệp Phàm rất có tiền đồ. Sau này nói không chừng còn có thể giúp đỡ y. Biểu hiện xin anh Trương chỉ điểm chút, biểu hiện thế nào? Tôi cũng là có chút như lọt vào trong sương mù, sắp tìm không ra hướng bắc. Diệp Phàm rất là khiêm tốn, thật tâm thỉnh giáo. Đương nhiên là muốn đem thành tích, chiến tích của cậu biểu hiện ra ngoài khiến nhân dân toàn huyện nhìn thấy,
hơn nữa, chủ yếu nhất là phải để cho nó có thể truyền tới tai lãnh đạo thành ủy mới được. Người có tài hơn, không biểu hiện ra, giống như nấu sủi cảo trong ấm trà, người khác nhìn không thấy có tác dụng gì. Làm lãnh đạo thành ủy, không chỉ nói ân tình, xem quan hệ. Một tài trí bình thường, cho dù có quan hệ có tốt hơn, tôi tin Bí Thư Chu và Chủ tịch thành phố La cũng sẽ không dùng những người này. Bởi vì, dùng một người, cũng quan hệ đến gia tài của họ. Cậu nghĩ xem, Bí Thư Chu và Chủ tịch thành phố La ở Mặc Hương chúng ta, ngày tháng chắc chắn cũng không dễ sống. Nghe nói khoảng thời gian trước hai đầu sỏ đi họp ở tỉnh, còn bị Phó Chủ tịch tỉnh Tề điểm danh phê bình. Phó Chủ tịch tỉnh Tề phê bình cái gì? Chẳng qua một điểm chính là kinh tế của thành phố Mặc Hương chúng ta có xu thế xuống dốc, thành phố khác của Nam Phúc chúng ta đều đang phát triển mạnh, Mặc Hương cho dù là dừng bước không tiến, so với những nơi khác, có phải đã lùi bước hay không? Nếu đề bạt một người có tài năng, ví dụ như cậu có chút năng lượng, kinh tế đi lên, cũng gián tiếp coi như giúp đỡ họ. Chương 699, Kiểm toán. Đương nhiên, đây là một phương diện, mạng lưới quan hệ cũng tương đối quan trọng. Ông em, nói một câu xuất phát từ đáy lòng, ông em là có chút năng lực, đặc biệt về phần thu hút đầu tư, nhưng cậu cũng phải nhìn thấy, ở thành phố Mặc Hương không chỉ có một mình ông em có năng lực như vậy. Mặc Hương là khu đất lớn có dân số 6 triệu người, đừng nói nhân tài đông đúc, nhưng chỉ ít thanh niên tài giỏi đẹp trai như cậu cũng có nhiều vô số. Cùng một điều kiện, về phần vào thường ủy, trước tiên tuyển chọn người tài có phải lãnh đạo người ta phải suy xét mạng lưới quan hệ hay không? Cho nên, bây giờ cậu chuyên tâm ở mặt đi lại, cái này hẳn là thuộc phạm trù mạng lưới quan hệ, đây chỉ có thể là một mặt. Còn phải cố gắng biểu hiện, đem thành tích của mình bày ra, đưa ra cho nhân dân toàn huyện nhìn, để lãnh đạo thành ủy nhìn. Lời nói của Trương Tân Huy lập tức làm cho người trong mộng bừng tỉnh. Đúng vậy, tôi quá chuyên chú chạy, về mặt tạo thế không biết ứng dụng. Diệp Phàm trong lòng luôn gật đầu, ném gói thuốc xong thì lui ra. Tạo thế. Điều này đương nhiên dùng thuận lợi của các hạng công việc và việc làm đường của khu kinh tế Lâm Tuyền, bước lớn tiến lên. Vừa ra khỏi huyện phủ, Diệp Phàm trực tiếp gọi điện thoại cho Đoàn Hải, yêu cầu y sắp xếp lại tài liệu về những chuyển biến lớn của khu kinh tế Lâm Tuyền trong khoảng thời gian này. Về mặt nội dung đương nhiên rất rộng, từ kinh tế tới tài chính, từ thu nhập của nông dân đến xây dựng trong thôn, từ đãi ngộ của công nhân viên chức nhà máy đến phân phối nhà ở. Sự tinh của Diệp Phàm đương nhiên là lợi dụng thủ đoạn truyền thông rất có sức ảnh hưởng của đài truyền hình và nhật báo Mặc Hương. Chuẩn bị tổng hợp toàn bộ các tình huống, viết ra một phần báo cáo tổng kết. Vận dụng mấy thứ này đương nhiên không thể tách rời cháu gái Vu Phi Phi của ông anh Vu Kiến Thần, cô là người nổi tiếng của đài truyền hình này. Diệp Phàm đau lòng sờ sờ hậu cung Ngọc Nhan Hoàn không còn nhiều trong túi ra, thứ có thể khiến Vu Phi Phi ra sức không còn nhiều nữa. Nếu đưa tiền người ta chưa chắc thiếu, tặng mỹ phẩm là thủ đoạn tốt nhất. Hơn nữa Diệp Phàm thử qua rất nhiều lần, về phía phụ nữ trên căn bản đạt tới mức độ trăm thử trăm chúng. Diệp Phàm ngầm đặt cái tên có phong cách cho hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, gọi là phụ nữ phải giết. Về phần nhật báo Nam Phúc, Diệp Phàm tạm thời không dám động tới ý nghĩ đó một lần nữa, lần trước suýt chút bị Lan Điền Trúc bỏ vào lồng gà, làm cho Cổ Bảo Toàn trong lòng rất là không vui. Lần này tuy nói phải tạo thế, nhưng cũng phải khiêm tốn một chút, hơn nữa, mặc dù là muốn làm cũng phải kéo vào hai đầu sỏ là Bí Thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ, để họ lộ diện, hắn là kẻ chạy cờ là được. Bên phía tư lệnh quân khu thành phố Mặc Hương Cố Minh Khải, đêm qua Diệp Phàm đã gọi điện thoại cho Tề Thiên, y vừa nghe nói là chuyện trọng đại liên quan đến đại ca Diệp Phàm vào thường ủy, nói là lập tức từ Hong Kong chạy về dẫn đại ca đến chỗ tư lệnh Cố. Tuy nhiên bị Diệp Phàm lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, bảo y gọi điện thoại thăm dò ý của Cố Minh Khải trước rồi tính sau. Phỏng chừng Tề Thiên lại vác cây cờ lớn Tề Trấn Đào làm ra hổ. Khi đang ăn cơm trưa, Tề Thiên lại gọi tới. Tuy nhiên, rất là bất ngờ, lần này không ngờ thất bại. Nói là tư lệnh Cố gần đây đi Bắc Kinh, phỏng chừng còn phải đợi 3 tháng mới trở về, làm cho Diệp Phàm trong lòng rất buồn bực, mất đi một phiếu của tư lệnh Cố thì tổn thất lớn rồi, nhưng cũng rất bất đắc dĩ, ý trời như vậy thì cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên Tề Thiên nói là có thể khiến cha y ra mặt, kiến nghị này cũng bị Diệp Phàm cự tuyệt. Bởi vì giữ lại sự giúp đỡ của Tề Trấn Đào để sau này thăng chức chủ tịch huyện có thể dùng. Lần này vào thường ủy không thể dùng được, có cảm giác đại bác đánh muỗi. Hơn 2 giờ chiều,
Diệp Phàm chuẩn bị đứng dậy đi thành phố hoạt động một chút, tuy nhiên, còn chưa đi, Đinh Hương muội của khu kinh tế Lâm Tuyền truyền tới một tin tức rất không tốt. Nói là Phó Cục trưởng Tôn Mãn Quân phòng kiểm toán huyện dẫn theo một đám người đến, yêu cầu tra hạch các khoản liệt kê tài chính, xin ý kiến của Diệp Phàm. Bọn họ có nói nguyên nhân gì không? Phòng kiểm toán tuy nói có quyền lực ở phương diện này, nhưng chưa được huyện phê chuẩn cũng không thể làm bậy. Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, phỏng chừng là Tôn Mãn Quân đang gây sự. Cha của gã Tôn Vinh Xuân cũng là một phó chủ tịch huyện lâu năm, lần này là dồn hết sức mạnh muốn đánh vào nội bộ ủy viên thường vụ huyện ủy. Hắn thầm nhỉ, thằng nhóc này tới đây không có ý tốt. Nói là được lãnh đạo huyện phê chuẩn, phải tiến hành một lần kiểm toán kiểm tra phạm vi lớn đối với toàn huyện. Nhằm phối hợp với đợt thẩm hạch đặc biệt vào tháng 11 của tỉnh mà tiến hành tự kiểm tra tự chấn chỉnh nội bộ huyện trước thời hạn. Hơn nữa còn đưa ra văn kiện mộc đỏ của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, chỉ thị nói là yêu cầu các bộ phận phải phối hợp chặt chẽ với việc điều tra, kiểm tra đối chiếu sự thật của phòng kiểm toán huyện, chủ yếu để chấn chỉnh, sửa đổi. Ninh Hương muội có chút lo lắng nói. Nếu là lãnh đạo huyện phê chuẩn rồi thì cứ để họ kiểm tra. Tôi tin đồng chí khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta đều là người đàng hoàng, ngay thẳng, thoải mái, để cho bọn họ tra cho đã, hừ. Diệp Phàm miệng hừ lạnh đang muốn cúp điện thoại. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút lại dặn dò nói. Cô gọi Đoàn Hải, Trang Hồng Ngọc tới, bảo họ chú ý đồng chí của phòng kiểm toán bất cứ lúc nào, đừng để có kẽ hở cho những kẻ có dụng tâm khác lợi dụng. Tôi hiểu, theo sát bất cứ lúc nào. Tôi là tránh văn phòng, sẽ theo sát toàn bộ quá trình. Ninh Hương muội cẩn thận nói. Trong chốc lát Đoàn Hải cũng gọi đến, xin chỉ thị biện pháp ứng đối, nhưng sau đó cũng nói. Chủ nhiệm Diệp, lần này phỏng chừng Tôn Mãn Quân không riêng gì nhằm vào khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta, dường như là một số xã, thị trấn trọng điểm, các bộ phận nhỏ cũng phải thẩm tra. Tuy nhiên có chút kỳ quái, nghe nói gã thẩm tra các bộ phận nhỏ, trọng điểm xã, thị trấn, giống như đều có liên quan đến một số phó chức trong huyện, hoặc giống như quan hệ trực thuộc quản lý vậy. Gã làm như vậy chắc là không phải có mục đích gì khác chăng, lần này nghe nói cha của gã cũng giang tranh vào thường ủy. Chủ nhiệm Diệp anh phải cẩn thận chút. Hừ, chuyện này không đơn giản, chắc chắn là cha gã phó chủ tịch huyện Tôn bày mưu đặt kế. Dưới sự tương trợ của một số ủy viên thường vụ trong huyện, quấy đục vũng nước này trước. Nếu có thể tra ra chút gì từ trong đó, giảm bớt đối thủ tranh vào thường ủy, hoặc coi đây là áp chế, dọa đối thủ tự động từ bỏ cơ hội vào thường ủy. Quét sạch chướng ngại cho cha gã đã tính toán sẵn rồi, tuy nhiên, có thể có cơ hội tranh vào thường ủy đối với ai có thể sống chung thật tốt thì tôi cũng đang để ý. Hy vọng gã nơi nơi nếm mùi thất bại, đắc tội với nhân dân toàn huyện thì rất thú vị rồi. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Vậy cũng đúng, ha ha ha. Tôi tin đồng chí khu kinh tế, nhưng khu đất của Mâu Dũng không xảy ra chuyện gì là được rồi. Thị trấn Lâm Tuyền cũng tương đối loạn, tình hình tài chính, phỏng chừng tương đối hỗn loạn. Đoàn Hải vui vẻ vì người khác gặp họa. Thuận miệng lại tuôn ra một tin tức lớn, nói. Nghe bạn học ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện nói là đồng chí của ủy ban kỷ luật huyện buổi sáng hôm nay vào nhà máy thép Kim Ngưu, cũng không biết có tra ra vấn đề gì hay không. Nhà máy thép Kim Ngưu, nhà máy ở Lâm Tuyền, tuy nhiên nhà máy kia hẳn là thuộc phó chủ tịch huyện phân công quản lý công nghiệp Tiếu Y Lâm đang quản trăng. Diệp Phàm hơi có vẻ kinh ngạc, cảm giác thời tiết ở huyện này hình như đã thay đổi. Đúng vậy. Chính là phó chủ tịch huyện Thiếu Y Lâm phân công quản lý công nghiệp trực tiếp quản lý, hơn nữa là xếp hạng nhà máy lớn ở Ngư Dương chúng ta. Gần đây nghe nói rất loạn, công nhân viên chức lòng người không yên, ngay cả tiền lương cũng phát không ra. Một số công nhân viên chức muốn gây chuyện, nói là lãnh đạo nhà máy tham ô, chỉ lo ăn chơi, tìm gái, hoàn toàn không lo cho sự sống chết của công nhân, yêu cầu tập thể đi hỏi. Hơn nữa nghe nói ngay cả chủ quản lãnh đạo phó chủ tịch huyện Thiếu cũng bị tố cáo chung, nói là phó chủ tịch huyện Thiếu ở nhà máy có lấy cổ phần, bằng không nhà máy sẽ không thiệt hại nghiêm trọng như vậy. Dù sao tôi cũng nghe được từ một người bạn làm trong nhà máy, ha ha. Tin tức của Đoàn Hải cũng rất nhạy bén, dù sao trước kia đi ra từ văn phòng ủy ban nhân dân huyện, khéo léo. Vậy phó chủ tịch huyện Thiếu tỏ vẻ như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tỏ vẻ như thế nào? Buổi sáng cũng là sụ mặt xuống, cùng với đồng chí của ủy ban kỷ luật đi xuống, còn không phải mua chuộc lòng người.
cô ta còn mang tới khoản tiền 500 ngàn không biết từ đâu mà có, nói là phát tiền sinh hoạt cho công nhân viên chức trước. Đoàn Hải nói, vội vàng bù lỗ thủng. Diệp Phàm gật gật đầu, lại hỏi, còn tin tức lớn gì khác hay không? Đương nhiên là có, vừa rồi nghe Hồng Ngọc nói là phó chủ tịch huyện phân công quản lý văn hóa, vệ sinh Cố Đức Ngũ cũng là nổi trận lôi đình, ha ha ha. Đoàn Hải vẻ mặt đắc ý. Kỳ thật mấy người bọn họ đều đoán được chuyện Diệp Phàm tranh vào thường ủy, nhìn thấy phó chủ tịch huyện khác xui xẻo đương nhiên trong lòng vui mừng. Diệp Phàm hiện tại coi như ông chủ của họ, nếu ông chủ vào thường ủy, địa vị của họ cũng là nước lên thì thuyền lên. Cho nên, đây gọi là một người vinh quang thì tất cả cùng vinh quang, một người tổn thất thì tất cả cùng tổn thất. Lại xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm trong lòng cũng không có ý vui vẻ vì người khác gặp họa, bởi vì hắn nghĩ tới những người này bị quấn lấy, phỏng chừng không lâu sau hắn cũng không khác gì họ. Toàn huyện bắt đầu hỗn loạn, các đối thủ tranh vào thường ủy đều công kích lẫn nhau, người cười đến phút cuối cùng mới là kẻ mạnh, cũng có thể nói là anh hùng. Còn không phải vì chuyện năm trước bí thư chi bộ phong của thôn Miếu Khanh Quy Lĩnh bị tường của trường học đè chết, nói là lúc đó bí thư chi bộ phong đến huyện tìm phó chủ tịch huyện Cố 7, 8 lần, kết quả phó chủ tịch huyện Cố trích ra 500 tệ đuổi đi xong chuyện. Nói là phó chủ tịch huyện Cố cực đoan không làm tròn trách nhiệm, không để ý sự sống chết của học sinh. Ở khách sạn một bữa ăn chơi mất 2-3 ngàn tệ, mà chuyện tháo dỡ trường học nguy hiểm lại không quản không hỏi. Một bữa cơm của ông ta có thể xây nửa tầng lầu rồi. Đoàn Hải nói. Vậy là chuyện cũ đã qua giờ thì nhắc lại, chuyện này cũng có chút liên quan với tôi, lúc đó tôi còn làm chủ tịch thị trấn ở thị trấn Lâm Tuyền. Ôi, nói ra cái chết của bí thư phong tôi cũng nên có chút trách nhiệm, kéo theo đám người Mâu Dũng, Thái Đại Giang cũng trốn không thoát. Đây đều là những chuyện gì, ôi. Diệp Phàm thở dài, âm thầm cảnh giác, hơi lo lắng đám người đó theo đó mà kéo hắn ra. Vậy làm thế nào, chúng ta phải sớm có chuẩn bị. Đoàn Hải lập tức ngừng cười, rất lo lắng. Không có việc gì, chuyện cũ năm xưa, lúc đó tôi bởi vì chuyện đó mà bị tước đi cái nón chủ tịch thị trấn. Chuyện đã qua họ còn có thể khơi dậy sóng gió lớn thế nào. Diệp Phàm thuận miệng nói xong, kỳ thật lo lắng tận đáy lòng nhất thời làm sao có thể tan biến. Nếu đám người đó thật muốn gây chuyện từ chuyện này, vậy cũng thật có chút rắc rối. Phỏng chừng cho dù là Mâu Dũng cũng không thể trốn thoát. Muốn chết thì cùng chết, nếu muốn loạn thì phải đại loạn, loạn quyền xuất khích, đánh chết vài người cũng tốt. Diệp Phàm hung hăng mà phi một cái, trên mặt âm trầm, tay niết chặt lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 700, biến mình thành chó điên trước. Hắn thầm nhủ, xem ra mấy đối thủ trong huyện ngồi không yên rồi, bắt đầu giở trò thâm độc. Vậy thì phải xem ai độc hơn ai. Nghĩ như vậy, dứt khoát gọi một cuộc điện thoại cho Lô Vĩ, cũng phải nhắc nhở y một chút, đừng cho rằng nắm chắc chiếc nón chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật bị người ta đập bay. Không ngờ điện thoại vừa gọi thông, Lô Vĩ liền oán khí ngút trời, quát. Xui xẻo. Ông em có chuyện gì, không phải bị người ta cướp rồi chứ? Diệp Phàm hơi có vẻ kinh ngạc, phỏng chừng y cũng bị người ta hại hay gì đó. Đội trưởng Lý thuộc hạ của em, khoảng thời gian trước đi xã Tây Bản chấp hành nhiệm vụ, đi bắt cờ bạc, lúc đó đã thu nạp được 200 ngàn. Tuy nhiên, thằng khốn làm cái Trương A Tam vẫn luôn cất giấu tiền không chịu lấy ra. Đại ca, anh có biết gã giấu tiền ở đâu không? Lô Vĩ chơi trò chơi trí tuệ. Giấu ở đâu, không phải giấu trong hậu môn chứ, hơn nữa, chỗ đó giấu thuốc phiện thì được, giấu tiền, có thể nhét bao nhiêu, ha ha ha. Diệp Phàm không nhịn được, cười phá lên. Điều đó đương nhiên, trước kia có người phụ nữ buôn thuốc phiện đã giấu thuốc phiện trong ổ hoa đào của ả đi qua hải quan, nhưng sau đó cũng không có tác dụng. Mà Trương A Tam giấu tiền trong áo ngực của vợ gã, mẹ nó, thực con mẹ nó độc, vốn cái ngực không lớn, bị gã nhét tới căng phồng, sắp thành chị mập rồi. Mới đầu không có phát hiện, còn tưởng rằng người phụ nữ đó vốn có bộ ngực lớn như vậy, đội trưởng Lý còn âm thầm nói kỳ lạ. Luôn cào nhau ả thân thể nhỏ nhắn mà ngực thì to. Sau đó một người cảnh sát hình sự ghé tai anh ta nói mới biết là căng do tiền. Đội trưởng Lý vừa nghe, lập tức đưa ánh mắt, thuộc hạ một cảnh sát hình sự hung dữ mà đi lên, mệnh lệnh vợ của Trương A Tam lấy ra, nhưng người đàn bà đó vẫn không lên tiếng. Cảnh sát hình sự đó vừa giơ tay lên, làm bộ như muốn xoát người, đương nhiên, chỉ là giả bộ ra vẻ,
không phải cảnh sát nữ, sao dám đi soát người của phụ nữ. Nhưng vợ của A Tam ngang ngược, tát tai một cái, bác một tiếng, cảnh sát hình sự của thuộc hạ tôi không hề cường tráng, không ngờ một người phụ nữ dám ngang ngược như vậy, cái tát tai đó hiện rõ dấu tay trên mặt anh ta, kết quả lập tức sưng lên thật to. Những cảnh sát hình sự khác thấy không được, cùng nhau xông lên muốn khống chế vợ của A Tam, nhưng A Tam nổi giận, cùng vợ gã công kích cảnh sát hình sự. Kết quả thì suy nghĩ cũng có thể biết được, bị mấy cảnh sát hình sự đang phẫn nộ đấm đá mấy cái liền yên xuống. Kết quả còn bị giam giữ 15 ngày. Sau đó em nghĩ rằng xong chuyện rồi, ai ngờ hôm nay đội đôn đốc cục thành phố phái người tới, nói là điều tra chuyện cảnh sát hình sự ẩu đả người dân, ngoài ra còn thêm chọc ghẹo phụ nữ. Cái gì soát thân, thừa cơ sờ ngực phụ nữ, còn muốn sàm sỡ, chuyện xấu gì cũng bị người ta ngụy tạo ra, vừa rồi em còn bị cục trưởng Vu giáo huấn một trận. Nói là phải văn minh trị pháp, tôn trọng phụ nữ gì đó. Mẹ nó, em còn oan hơn đậu Nga, oan hơn thị kính. Lô Vĩ tức giận đến thiếu chút nữa phun máu. Ha ha, đã sớm nói với cậu rồi, công tác cơ sở không dễ làm. Trước kia cậu ở trong bộ công an chắc chắn chưa gặp qua những chuyện này. Bây giờ thì thế nào? Gặp phải đồ ba gai rồi chăng? Hơn nữa, bây giờ là thời kỳ quan trọng, ông em, đại ca không thể không nhắc nhở cậu một chút. Bắt đầu từ hôm nay, trong huyện sẽ bị loạn. Ngay cả tôi và cậu đều sẽ tham gia vào đó, cứ chờ xem, đây chỉ là đợt sóng thứ nhất, các đợt sóng sau sẽ nối tiếp nhau mà tới. Cậu phải dự tính trước, đừng để người ta bắt lấy lỗi nhỏ gì để bị người ta hãm hại. Đến lúc đó, chiếc nón chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật sắp tới tay sẽ bị người ta lấy đi thì đáng tiếc rồi. Diệp Phàm chỉ ra mấu chốt trong đó, cũng là khiến cho Lô Vĩ hiểu ra. Y liền cười nói, điều này em đã dự cảm từ trước, không ngờ đến nhanh như vậy. Ban đầu còn cho rằng hẳn là trễ mấy ngày mới tới, xem ra, anh em chúng ta cũng không được thoải mái rồi. Tuy nhiên đại ca, chúng ta cũng không phải đèn cạn dầu, những người đó muốn thừa cơ cắn loạt, vậy chúng ta hãy biến mình thành chó điên trước, cắn chết hàng loạt rồi nói tiếp, kết quả còn lại hai chúng ta, ha ha ha. Chỉ cần có thể vào thường ủy, biến thành chó điên cũng không ngại. Sợ là bản thân chúng ta còn chưa biến thành chó điên thì bị người ta cắn chết rồi. Cho nên, ông em, chúng ta phải triển khai quyền cước, vơ vét tin tức, mặc kệ là tìm được từ đường nhỏ hay đường chính, chỉ cần có thể khiến đối thủ sợ tự động rút lui là được. Diệp Phàm hiếm có mà lộ ra cười gượng cay độc. Được, đại ca, anh nói, trước tiên tìm ai xuống tay. Lô Vĩ nói, Tôn Vinh Xuân đi. Con của ông ta Tôn Mãn Quân mấy hôm nay bắt đầu chạy đôn chạy đáo, vì ông ta phất cờ hò reo. Ỷ vào cơ hội bản thân ở phòng kiểm toán huyện đảm nhiệm phó trưởng phòng, không ngờ tới địa bàn của tôi tra hạch gì đó. Tuy nhiên, thằng nhóc này cũng khá độc, mọi thủ tục tra hạch xong, bằng không, ông nhất định một quyền đánh cho thằng rùa con đó lăn ra khỏi Lâm Tuyền. Ông em, thằng nhóc Tôn Mãn Quân cũng là nổi tiếng háo sắc trong thị trấn. Phỏng chừng mấy cô gái bị gã lợi dụng chức vụ trà đạp qua cũng không ít chăng. Diệp Phàm chỉ ra mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên trên tay tôi có chứng cớ, muốn chơi phải không? Được, thì lấy thằng háo sắc đó ra trừng trị nói sau. Hơn nữa tôi còn có một thu hoạch bất ngờ, trước kia khi đang điều tra Tôn Mãn Quân không ngờ tra tới người tình của cha gã Tôn Vinh Xuân. Lô Vĩ tương đối đắc ý, phỏng chừng là ở đầu dây bên kia nước miếng tung bay rồi. Ai? Diệp Phàm trong lòng vui mừng, hỏi. Tên Hồ Tái Hoa, trước kia nghe nói ở phòng kế hoạch hóa gia đình gì đó ở xã, bây giờ bị lão háo sắc Tôn Vinh Xuân điều đến đội quản lý xe đội cảnh sát giao thông của chúng ta, công việc nhẹ nhàng. Chuyện của người phụ nữ này với Tôn Vinh Xuân cũng rất bí ẩn, nhưng mà chuyện xấu này cũng từ miệng vợ của Tôn Vinh Xuân là Lưu Mẫn Hoa không cẩn thận tiết lộ ra. Lô Vĩ vẻ mặt nhộn nhạo nói. Vậy phải hành động rồi. Trên tay có chứng cứ nào đủ sức thuyết phục hay không? Diệp Phàm bật cười ha hả, hỏi. Đương nhiên có, mấy tấm ảnh. Lần đó chẳng phải đại ca ở trong phòng hát Lâm Tuyền, cô gái tên Ngọc Mộng Nạp Tuyết cùng Tôn Mãn Quân đã xảy ra tranh chấp. Sau đó Tôn Đại Thiếu Gia còn bị Tề Thiên đánh thành đầu heo, từ đó tôi bắt đầu chú ý Tôn Mãn Quân. Sau này điều tới Ngư Dương, tôi liền có ý thức mà thu thập chứng cứ của gã, tới nay đã sớm chuẩn bị xong bữa cơm chờ bọn họ. Chỉ là trước đó không gặp chuyện gì tôi cũng không lấy ra, không ngờ gã rất không biết điều. Không ngờ đến địa bàn của đại ca gây chuyện, vậy chúng ta cũng nên hợp thời mà tung ra chứng cớ,
ha ha, đại ca, chờ xem, ngày mai có trò hay để xem. Nói không chừng làm cho cả nhà gã mang tiếng xấu thì hay rồi. Lô Vĩ tùy ý nói, nhưng, Diệp Phàm thì nghe tới tóc gáy dựng thẳng. Hắn thầm nhủ, bản thân mình cũng phải cẩn thận chút, dường như cũng có quan hệ với mấy cô. Tuy rằng bây giờ còn chưa đám cưới, quen một người thì được, nhưng nếu quen quá nhiều bị anh bắt được thì cũng là chuyện xấu tác phong sống bất chính. Chuyện này rất có thể làm hỏng chuyện trong thời khắc mấu chốt của việc đề bạt. Đảng mà, chú trọng nhất là tư tưởng tác phong chính trị rồi. Diệp Phàm đếm thầm trong lòng, Phương Nghê muội là chuyện quá khứ, không nói. Ninh Hương muội thì có chồng, tuyệt đối không được để người ta biết. Đầu bếp Tây thì Phạm Xuân Hương thật ra là quả phụ, bây giờ lại thân với Tạ Mỹ Nhi. Quen với Tạ Mỹ Nhi phỏng chừng người khác không dám nói cái gì, phải che giấu hai người phụ nữ còn lại kia. Thằng nhóc cậu, không biết động não. Không cần chúng ta động thủ thì có thể bắt được Tôn Vinh Xuân không phải càng tốt hơn sao? Diệp Phàm mắng. Không cần chúng ta động thủ, vậy chỉ có thể cổ động vợ ông ta đi làm ầm ĩ một chút rồi. Nhưng điều này có vẻ rất khó. Nếu như vợ ông ta đã sớm biết chuyện này, vì sao trước đó cũng không đến đội quản lý xe đối chọi với Hồ Tái Hoa? Hơn nữa trong thời điểm mấu chốt này, người phụ nữ đó cho dù có ngốc phỏng chừng cũng sẽ giả vờ câm điếc. Lô Vĩ nhíu mày, cảm thấy cách này dường như không được. Ha ha, phỏng chừng là Tôn Vinh Xuân dùng lời nói ngon ngọt gạt vợ ông ta, làm cho Lưu Mẫn Hoa cho rằng chồng bà ta đã cắt đứt với Hồ Tái Hoa rồi. Nếu như để bà ta biết Tôn Vinh Xuân chẳng những không cắt đứt, hơn nữa gian tình đó càng ngày càng sâu đậm, hỏng chừng Lưu Mẫn Hoa sẽ phát cơn giận của sư tử Hà Đông. Diệp Phàm làm thanh âm hiểm cười. Chuyện này dễ, tôi nghĩ cách, đảm bảo hai ngày làm xong. Về phần thằng nhóc Tôn Mãn Quân, chúng ta trực tiếp xuống tay, để gã đến trại tạm giam huyện ăn cơm tù một thời gian rồi nói tiếp. Lô Vĩ có vẻ rất là tự tin, phỏng chừng chuyện hại người trước kia của y ở bộ công an cũng làm không ít. Chậm một chút bùng nổ, Tôn đại thiếu gia đang tra hại ở khu kinh tế Lâm Tuyền, nếu như lập tức xảy ra chuyện, người ta sẽ nghi ngờ chúng ta. Cho nên, qua hai ngày mới bùng nổ, đợi gã đi chỗ khác tra hại rồi mới xảy ra chuyện. Muốn nghi ngờ cũng không dễ nghi ngờ ai, bởi vì mục tiêu quá nhiều. Diệp Phàm thuận miệng dặn dò nói. Tiếp theo thì đánh tới phương viên của Ủy ban Kỷ luật Mặc Hương, dặn dò y thu thập một chút mấy chuyện xấu liên quan đến mấy phó chủ tịch huyện trong huyện. Đương nhiên, Mâu Dũng cũng trong danh sách thu thập. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Diệp Phàm trở về Lâm Tuyền, nếu như đám người của Tôn Đại Thiếu gia đang tra hạch, vậy cũng phải tiếp lãnh đạo ở trên mà. Buổi tối. Đám người Tôn đại thiếu gia tra hạch xong. Thằng nhãi này bằng mặt không bằng lòng, nói. Chủ nhiệm Diệp, sổ sách ở khu kinh tế của các anh có chút lộn xộn, liệt kê tài chính không rõ ràng, người phụ trách có khi để lọt. Hơn nữa cách tiêu tiền có chút mơ hồ, biên lai rất không chính quy, biên nhận, bằng chứng lĩnh tiền gì đó, ngay cả hóa đơn tạm cũng có. Dù sao bày ra một đống điểm xấu. Phải không trưởng phòng Trang? Diệp Phàm giả vờ có chút kinh ngạc. Quay đầu hỏi Trang Hồng Ngọc. Điểm xấu đương nhiên có chút, nhưng trong huyện xưa nay đều làm như vậy. Ví dụ nói về hạng mục mua sắm, khu kinh tế chúng ta đã mua mấy chục chiếc ghế mây từ một số dân chúng. Dân chúng lại không phải mở tiệm, người ta tự làm ghế ở nhà, đi đâu lấy hóa đơn thuế mà quốc gia chính thức thừa nhận. Hơn nữa lúc đó người đông chen chúc, lão nông dân đó phải vội trở về nhà, cho nên tạm dùng một tờ giấy trắng thay thế. Tuy nhiên, trên giấy trắng cũng có dấu tay và ký tên của lão nông. Nhằm bảo đảm, lúc đó tôi bảo ông ta viết luôn địa chỉ nhà ở phía sau tờ hóa đơn tạm. Tiện cho sau này nếu có người kiểm toán nói không rõ dễ đi kiểm chứng. Khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi xuất hiện hóa đơn tạm, lãnh đạo khoản chứng đã tương đương thiếu. Nghĩ chắc trưởng phòng Tôn cũng rõ thói quen của huyện chúng tôi. Trang Hồng Ngọc thong dong trả lời, mịt mờ mà nói hơi chỉ trích Tôn Mãn Quân là trọn xương trong trứng gà.